Đại hào môn tiêu phàm, bản dịch chuẩn. chương 16 Tây Nam Đại Hung Chỉ thủy xem, tiêu phàm ở lại mật thất, bố trí được rất đơn giản, nhưng không đơn sơ. Toàn bộ mật thất mặt đất dùng hai màu trắng đen trơn bóng trứng ngỗng thạch phô thành, đồ án cũng bất quy tắc. Nếu như có thể từ trên hướng xuống toàn cảnh quan sát, liền nhìn nhìn ra, đây là một bước hoàn chỉnh hỗn độn đồ. Hỗn độn tức vô cực, tại mật thất hai sừng, các bầy ra một chương giường gỗ, đệm chăn trắng noãn, điểm bụi không nhiễm. Hai tấm giường gỗ trước cách đó không xa, đều đều trưng bày một cái bản án. Một trương thành màu tím đen, vuông vức bóng loáng, không có điều khác bất luận cái gì đồ án, lại cùng dưới chân đá cội mặt đất liền thành một khối, phảng phất trương này bản chính là từ trên sàn nhà mọc ra. Bàn bên trên bày ra hai bản màu lam phong bì sách đóng chỉ, nhìn qua đều rất cũ nát, trải qua nạp lại phiếu. Bàn phía trước thì là một trương đồng dạng nhan sắc bàn nhỏ khác một chương giường gỗ trước trưng bày bàn thì là thuần bạch sắc bàn nhỏ cũng là thuần bạch sắc bàn bên trên trưng bày một cái tiểu xảo bình hoa mới trồng một loại nào đó không biết tên thực vật xanh sinh cơ giạt rào trừ cái đó ra còn có hai cái giá sách trong mật thất Dũng động nhàn nhạt, nhạt đàn hương khí tức khiến người vừa nghe phía dưới bỗng nhiên có tâm thần thanh thản cảm giác tiêu phàm cùng tân lâm cùng phòng mà cư đều chiếm một giường tiêu phàm yên lặng đi tiến vào mật thất trước án ngồi xếp bằng hình dung nghiêm nghị, thấp giọng nói, đốt hương. Ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, lại tự có một cỗ nghiêm nghị trị uy. Lần này, Tân Lâm không có lập tức làm theo, thoảng qua do dự một chút, mới chậm rãi tiến lên, tại án bàn một bên hai đầu gối quỳ xuống, mở ra một cái tử kim sắc tiểu lưu đồng, đem một trụ mới đàn hương nhóm lửa, lại nhẹ nhàng khép lại nóc. Sau một lát, nguyên bản nhàn nhạt, nhạt đàn hương khí thức dần dần trở nên nồng nặc lên. Thấy tiêu phàm không có phân phó gì khác, Tân Lâm liền lặng yên ngồi quỳ chân một bên. Toàn bộ chỉ thủy xem, trừ tiêu phàm cùng Tân Lâm bên ngoài, còn có 6 tên nữ tử, tuổi tác từ 18 tuổi đến 40 tuổi, lớn tiểu không giống nhau. Bình thường các loại tạp dịch, đều là các nàng tại lo liệu. Nhưng căn này mật thất, 6 tên nữ tử chưa hề đạp tiến vào qua nửa bước. Tiêu phàm ở trong mật thất hết thảy phân phó, đều từ Tân Lâm tự mình đi xử lý. Tiêu phàm trịnh mà trọng chi lấy ra một cái hai cái đen ngọc điêu thành cái hộp nhỏ, động tác nhu hòa. Tân Lâm không chớp mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Audio điện tử võ tấn bền. Dù coi như ngày đêm ở chung, ba năm ở giữa, tiêu phàm trịnh trọng như vậy bói toán tình hình, Tân Lâm cũng vẻn vẹn mới chỉ thấy năm lần, đây là lần thứ sáu. Mỗi một lần bói toán, đều là bởi vì phát sinh chuyện cực kỳ trọng yếu. Tân Lâm nhớ được rất rõ ràng, một năm trước lần kia bói toán, là bởi vì tiêu phàm thụ nghiệp ân sư, vô cực môn thứ sáu đời thứ 13 trưởng giáo chân nhân chỉ thủy tổ sư dạo chơi bên ngoài, lưu tại trong phòng tối bản mệnh nguyên thần đèn bỗng nhiên trở tối, tiêu phàm lo lắng sư phụ gặp được không lường được phong hiểm, trịnh trọng khởi quẻ. Ba ngày sau, bản mệnh nguyên thần đèn từ tối thành sáng, tiêu phàm lúc này mới yên tâm. Tân lâm sở dĩ đối lần kia bói toán khắc sâu ấn tượng, thì là bởi vì tại bói toán quá trình bên trong, tiêu phàm lọt vào cực kỳ nghiêm trọng trời cơ phản phệ, trọn vẹn điều dưỡng 7 ngày mới khôi phục nguyên khí nhân sinh bình thường bệnh ở vài ngày viện, 10 điểm bình thường. Nhưng đối với tiêu phàm dạng này đỉnh tiêm nội ra cao thủ mà nói, nguyên khí bị hao tổn, cần 7 ngày mới có thể khôi phục, tình hình tính được khá là nghiêm trọng. Lần kia bói toán, cũng là phạm song trọng kiêm kỵ. Chỉ thủy tổ sư bản thân là đại tướng sư, gia tăng tại trên người hắn trời cơ che đậy chi lực rất mạnh, tiêu phàm lại là hắn đệ tử đích truyền, lẫn nhau ở giữa cùng một nhịp thở. Cưỡng ép thôi diễn quẻ tượng, trời cơ phản vệ chi lực cực kỳ cường đại lần này tình hình cùng một lần kia tướng so cũng không có bao nhiêu khác biệt tiêu phàm từ từ mở ra cái thứ nhất khắc ngọc hộp lập tức lộ ra một cỗ nhu hòa bạch mang đen cái hộp ngọc bên trong lẳng lặng trưng bày một cái toàn thân trắng như tuyết không mang nửa điểm tạp sắc mai rùa nhu hòa bạch mang chính là từ cái này mai rùa chi bên trên phát ra thấy tiêu phàm mở ra cái này hộp ngọc tân lâm buông xuống xong mi nhàn rỗi dương lên cái này mai rùa Tân Lâm gặp một lần, tiêu phàm không giữ lại chút nào nói cho nàng, đây là vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong huyền vũ giáp, nghe nói là từ viễn cổ lưu truyền tới nay, phải từ thượng cổ thông linh thần quy. Cho tới nay, Tân Lâm chưa thấy tiêu phàm sử dụng qua huyền vũ giáp. Tân Lâm không hiểu xem bói, nhưng cũng minh bạch, vận dụng bảo vật trấn giáo thôi diễn quẻ tượng, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng thêm cường đại phản phệ chi lực. Tiêu Phạm yên lặng nhìn qua trong hộp ngọc huyền vũ giáp, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ trần chờ chốc lát, lại chậm rãi đem hộp ngọc khép lại. Tân Lâm nâng lên mày liếu, lần nữa thấp rủ xuống, âm thầm thở phào một cái. Rõ ràng nàng chỉ là đương đại thất diệu cung cung chủ bại bởi chỉ thủy tổ sư một cái tiền đặt cược, vì tiêu phàm hộ pháp 7 năm, 7 năm về sau, trở về bản môn, theo lý không nên đối tiêu phàm sinh ra bất luận cái gì chủ tớ bên ngoài tình cảm. 3 năm sớm chiều ở chung, phương tâm thiếu nữ lại giữa bất chi bất giác lên biến hóa vi diệu, tiêu phàm mở ra cái thứ hai đen cái hộp ngọc, từ bên trong lấy ra 50 cái màu vàng sậm tiểu côn tử. Đây là tiêu phàm thành tài xuất sư lúc, từng thân phó thái hạo lăng, từ thái hạo nhân tổ phục hy hoàng lăng trước thu hồi thi cỏ, vô cực môn xưng là thái hạo thần thi. Mỗi một vị vô cực môn nhập môn đệ tử, thành tài xuất sư, đều muốn đích thân đi thái hạo lăng, tự tay lấy thi cỏ, lấy bản mệnh chân nguyên chậm rãi bồi dưỡng mà thành. Tiêu phàm đem thi cỏ tùy ý bày ra tại án mấy phía trên, hai tay khoanh đặt trước ngực, Mí mắt buông xuống, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, thì thào cầu nguyện, chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, Tân Lâm một chữ đều nghe không hiểu. Sau một lát, ngẩng đầu lên, Tân Lâm rõ ràng cảm giác được tiêu phàm khí tức trong người trở nên cực kỳ cường thịnh, hai mắt tinh ánh sáng đại thịnh, trên mặt bảo quang lưu chuyển, cả người tinh khí thần đều tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, trong mật thất thiên địa nguyên khí, tựa hồ cũng tại thời khắc này sinh ra biến hóa rất nhỏ. Tiêu Phàm đã từng nói cho Tân Lâm cả tòa chỉ thủy xem đều xây ở một chỗ linh tuyển chi nhãn ngay phía trên. Trung quanh hơn 10 dặm sông núi địa mạch, thiên địa linh khí đều hội tụ ở đây. Mà tiêu phàm ở mật thất, đối diện linh tuyển chi nhãn, linh khí nồng nặc nhất. Tiêu phàm chậm rãi đưa tay trái ra, từ sách chủ bên trong lấy ra một chi, nắm ở trong tay, sau đó đem nó dư 49 chi sách chủ tiện tay chia hai phần. hệ từ ói, đại diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9, phân mà vì hai lấy tượng 2, Che một lấy tượng ba, thiệt chi lấy bốn, lấy tượng bốn mùa, về kỳ với lạc, lấy tượng nhuận, năm tuổi lại nhuận, cho nên lại lạc sau đó treo. Ngay từ đầu, tiêu phàm động tác rất nhanh, hai tay như là xuyên qua, tại hai đống sách trù ở giữa lắc lư. Tân lâm không quan tâm cái này, đen nhánh hai con ngươi, một mực định tại tiêu phàm trên mặt, thứ nhất hào sắp cho ra thời điểm, tiêu phàm quanh người nguyên bản coi như bình tĩnh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên quay cuồng lên, trở nên mười điểm cuồng loạn. Đúng lúc này, tiêu phàm khí tức trên thân bỗng nhiên đại thịnh, khóe mắt rút động một cái, trên mặt chậm chậm lưu động bảo quang bỗng nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt, lăn lộn thiên địa nguyên khí lại hòa tính hạ đi. Thứ nhất hào, thiếu âm, cầu thứ hai hào lúc, tiêu phàm động tác thoảng qua chậm dần một chút, bất quá vẫn là rất nhanh. Thiên địa nguyên khí biến hóa đúng hạn phát sinh, lúc này càng thêm cuồng loạt, tiêu phàm trên thân khí tức lần thứ hai đại thịnh, khóe miệng có chút co rúm, đen bóng nhu thuận tóc nhàn rỗi ở giữa phất phới không thôi sau một lát, tiêu phàm khí thức thu liếm, tóc cũng tĩnh lại. Cầu thứ ba hào thời điểm, tiêu phàm động tác bị chậm hơn nhiều, nhìn qua, sắc mặt vẫn còn bình thường, hai tay vững vàng nắm lấy sách trù. Nhưng lần này chống cự trời cơ chi lực phản vệ thời gian rõ ràng tăng trưởng, trọn vẹn một chén trà quang cảnh, cuồng loạn lăn lộn nguyên khí mới khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu phàm nguyên bản cường thịnh đến cực điểm khí tức, yếu bớt rất nhiều. Tân lâm im ắng đứng dậy, từ một bên trên kệ lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng trở lại trước án, mở ra nắp bình, lập tức một mùi thơm chi khí phiêu tán mà ra. Đây là tân lâm dựa theo tiêu phàm cho đơn thuốc, tự tay luyện chế bồi nguyên đan, đại bổ nguyên khí. Thất diệu cung bảy đại tuyệt kỷ, chế đan chi thuật đứng hàng thứ hai. Ngay cả chỉ thủy tổ sư đối thất diệu cung chế đan chi thuật cũng than thở có thừa. Tân lâm đang muốn đổ ra một viên bồi nguyên đan, tiêu phàm chậm rãi giơ tay phải lên, ngừng lại nàng sau đó hai tay đặt bụng dưới trước, hai mắt khép hờ, bắt đầu thổ nạp vận khí. Nội tức vận chuyển bảy chu thiên, toàn thân khí thức một lần nữa trở nên cường thịnh vô so. Bất quá cầu thứ tư hào thời điểm, tiêu phàm hay là biến đến mức dị thường cẩn thận, hai tay động tác trở nên chậm chạp. Chống cự xong lần thứ tư trời cơ chi lực phản phệ, trên mặt nguyên bản lưu động không ngừng quang trạch sớm đã biến mất, sắc mặt tái nhợt mấy phân, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Không muốn gượng chống, ăn một viên. Tân Lâm lại mở ra nắp bình ngọc, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa thổ nạp điều tức. Vận chuyển chân khí 14 chu thiên, sắc mặt dần dần khôi phục, nhưng lưu chuyển bảo quang lại là không cách nào tái hiện. Tân Lâm nhớ được, một năm trước mới thôi nước tổ sư bói toán, cầu xong thứ tư hào, Tiêu Phàm đã ăn hai viên Bồi Nguyên Đan. Một năm qua đi, thiên địa nguyên khí cuồng loạn tình hình so lúc ấy càng sâu, Tiêu Phàm lại cự tuyệt phục dụng Bồi Nguyên Đan. Đủ thấy một năm này ở giữa Tu vi của hắn lại tinh tiến không ít. Tiến cảnh như thế thần tốc, khó trách Chỉ Thủy Tổ sư Hà quyết tâm thụ lấy y bát, lập Tiêu Phàm vì vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo đệ tử. Tân Lâm ngầm trộm nghe nói, Tiêu Phàm mấy vị sư huynh sớm đã danh chấn giang hồ, có người thậm chí thành danh tại mấy chục năm trước. Chỉ Thủy Tổ sư lại vẫn cứ lập cái này quan môn đệ tử vì trưởng giáo truyền nhân, luôn luôn có nguyên nhân. Thứ năm hào cầu xong, thời gian qua đi tới 2 giờ, Tiêu Phàm đã toàn thân mồ hôi đầm đìa đem bông vải sợi đai quần áo đều ướt đẫm. Lúc này mới ra hiệu Tân Lâm cho hắn một viên bồi nguyên đan, ngửa cổ một cái nuốt xuống, chậm rãi hóa khai dược lực, nửa giờ sau mới dần dần khôi phục nguyên khí. Thứ sáu hào sắp xuất hiện thời điểm, thiên địa nguyên khí trở nên cực kỳ cuồng bạo, vây quanh tiêu phàm không ngừng lăn lộn, ngay cả nguyên bản không bị ảnh hưởng Tân Lâm, đầu đầy mái tóc cũng bay múa. Tiêu phàm quần áo bỗng nhiên phồng lên, cả người giống như một cái tràn ngập khí hình cầu, sắc mặt tái nhợt trở nên ân hùng tự huyết, thân thể không ngừng run rẩy, uyển như lá rụng trong gió. Tân Lâm đột nhiên đứng dậy, Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Tân Lâm chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ chi cực khủng bố chi lực bỗng nhiên ở trong mật thất nổ tung, hai tay ngay cả dương, tại ngực hư không vạch ra vô số cái vòng tròn, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại, một hơi rời khỏi sáu bảy bước, cũng là một tiếng quát, mới đưa cái này có cực kỳ kinh khủng đại lực hóa giải mất. Lại nhìn Tiêu Phàm, đã bình phục như lúc ban đầu, hai mắt yên lặng nhìn qua trên bàn trà thứ sáu hào, sắc mặt thương bạch như tuyết. Tây Nam Đại Hung, chương 17, tử vi đấu số truyền nhân. Thủ đô nơi nào đó nhà cấp 4, thanh u yên tĩnh. Hiện nay, thành phố thủ đô thành phố kiến thiết phát triển cực nhanh, rất nhiều nhà cấp 4 dân bản địa đều ở đến nhà cao tầng bên trong đi, nguyện ý ở tai nơi này loại cổ lão trong tứ hợp viện người, càng ngày càng ít. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị, ở nhà cấp 4 chính là dân nghèo, tương phản, không ít nơi khác vào kinh người giàu có, rất thích tại thủ đô mua nhà cấp 4. Nói không chừng từ cái kia tòa nhà bên ngoài đồng hồ cũ nát, không chút nào thu hút trong tứ hợp viện đi ra, chính là cái lớn thằng giàu có. Hôm nay thời tiết rất không tệ, ngồi đại gia ngồi trong sân ương một gốc thân cành mạnh mẽ dưới cây cổ thụ hóng mát, bên người tiểu mộc mấy bên trên, bày biện một bình trà nóng, một đĩa nhỏ hạt thông, uống một ngụm trà, lột hai viên hạt thông, hừ một đoạn tiểu khúc, có chút dương dương tự đắc. Ngô đại gia sáu mười mấy tuổi niên kỷ, tóc sớm đã trắng bệch, lại cũng không lộ ra tuổi già sức yếu, tương phản tinh thần đầu rất không tệ. Miệng đầy răng tuyết trắng, còn có thể gặm phải động hạt thông, có thể thấy được giang lợi vô cùng tốt. Một tên ba mười mấy tuổi hán tử vai u thịt bắp cùng hắn ngồi ở một bên, hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Cách đó không xa dưới bóng cây, một đạo thân ảnh nho nhỏ nằm ở nơi đó, nhìn kỹ lại, lại là một cái sáu bảy tuổi nam hài, đang ở nơi đó rất chân thành vẽ tranh. Bất quá nam hài này họa lại không phải hoa hoa thảo thảo, cũng không phải mặt trời nguyệt lược, loạn thất bát tao, nhìn không ra họa chính là cái gì. Dù sao là tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu, cũng không ai đi để ý tới. Đứa nhỏ này cùng phổ thông 6-7 tuổi nam hài khác biệt, không nhao nhao không náo, yên lặng, chính là sắc mặt 10 điểm tái nhợt, không có một tiêu huyết sắc. Ngô đại gia thuận miệng cùng hán tử vai u thịt bắp nói chuyện phiếm, ánh mắt cũng không ngừng nhìn hướng na vừa vẽ họa tiểu nam hài, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng sầu lo chi ý. Sư phụ, người cũng không nên quá lo lắng, tiểu sư đệ thể cốt mặc dù yếu một chút, kia đầu óc cũng không phải bình thường dễ dùng, chúng ta không ai sánh nổi. Người hiền tự có thiên tướng, hắn tử vai u thịt bắp minh bạch sư phụ tâm tư, mở lời an ủi nói. Ngẫu nhiên có hàng xóm từ bên ngoài trải qua, đều sẽ chào hỏi, ngô đại gia ngô đại gia, làm cho đầy thân thiết. Ngô thạc xương ngô đại gia không phải thủ đô dân bản địa, là 6 năm trước chuyển đến nơi đây, đến thời điểm, liền mang theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi, trong ngực ôm cái mấy tháng lớn hải nhi. Ở một cái chính là năm 6 năm, ngày bình thường cùng các bạn hàng xóm quan hệ chỗ phải rất không tệ, có cái gì sự tình cũng đồng ý giúp đỡ, nhất là cùng hắn ở cùng một chỗ hai vị trẻ tuổi, càng là cái lòng nhiệt tình. Không ai đi nghe ngóng cái này toàn ra là làm gì. Tại cái này ngõ hẻm nhỏ bên trong, hàng xóm ở giữa có cái vãng lai đã tính rất không tệ, nếu là ở tại đơn nguyên lâu bên trong, kia thật đúng là đối diện không quen biết. Ngày bình thường đều đem cửa phòng quan quá chặt chẽ, cả đời không qua lại với nhau. Hán tử vai u thịt bắp an ủi, tựa hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Ngô thạc xương thở dài, nói tiểu an tử, làm chúng ta nghề này, tiết lộ trời cơ quá nhiều, ngũ tệ tam khuyết phạm nó một, cảnh già không tốt, tử tôn không xương là tất nhiên. Đứa nhỏ này, ai? Tiểu an tử chép miệng một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thật lâu mới đích thì thầm một tiếng nói hy di tổ sư lúc trước sáng lập tử vi đấu số thời điểm cũng không có nghĩ tới tầng này a à. ngô thạc Sương lập tức liền chừng mắt liếc hắn một cái khẽ nói không cho phép nói bậy tiểu tử này dám lối ra phàn nàn hy di tổ sư quả nhiên là đại bất kính hy di tổ sư thọ cao bắt đầu là chân thần tiên tử vi số tinh diệu nhập vi tính toán tường tận thiên hạ thế nhân càn khôn vạn vật là chúng ta hậu nhân học nghệ không tinh thôi ngô thạc sương lại giáo huấn vài câu tiểu an tử khúm núm không dám lại nói kỳ thật hắn vừa rồi cũng là thuận miệng đích nói thầm một câu tuyệt không dám đối tổ sư bất kính tử vi lưu phái bất kỳ truyền nhân nào ai cũng ở trong lòng đem hy di tổ sư tôn thờ liền trước mắt hắn vị sư phụ này như thế nào người bình thường tại trong mắt người khác ngô thạc sương chính là cái mỗi ngày uống chút trà phơi phơi nắng không có việc gì huấn luyện chim lão đầu nhưng hắn vừa ra tay liền có thể đem như thế trọn vẹn viện tử đều mua lại, bình thường về hưu lão đầu ai có thể như hắn như vậy tài đại khí thô. Ngô Thạc Sương nâng chung trà lên, đang muốn đưa đến bên miệng, bỗng nhiên lại buông xuống, ngón cái tay phải ngón trỏ khẽ nhúc nhích, lập tức ngồi thẳng người, thần tình nghiêm túc nói: "Tiểu An tử, có khách quý đến nhà, người đi bên ngoài nghênh tiếp một chút." A, à, tiểu An tử có chút chưa tỉnh hồn lại, Ngô Thạc Sương nhíu mày lại, khẽ nói: "A à, cái gì a? À? Nhanh đi, nha." tiểu an tử nhảy lên một cái, bước nhanh hướng cổng nghinh đón. Như thế chậm phải dừng một chút, khách nhân đã vượt tiến vào đại môn. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nam sắc mặt tái nhợt, nhã nhặn mặc một thân màu xanh nhạt bông vải sợi đay đường trang, chân đạp một đôi màu đen dài vải, không mang mảy may khói lửa. Nữ quần áo cũng rất đơn giản, im ắng cùng tại phía sau nam tử, lạc hậu hai bước, càng là an tĩnh lạ thường, dưới chân một điểm tiếng vang đều không có chính là tiêu phàm cùng tân lâm hai vị đây là tiểu an tử sướng sờ ngơ ngác một chút nghi hoặc mà hỏi thăm hắn chưa bao giờ thấy qua hai người này nhìn qua cũng không giống là quan lớn tử đệ hoặc là phú hào thằng giàu có quý khách danh sưng từ đâu nói đến tiêu phàm nhẹ nhàng liền ôm quyền mỉm cười nói vị sư huynh này tốt tại hạt tiêu một nhóm đây là ta bạn gái tân lâm chúng ta là đến bái kiến ngô lão tiền bối tới mạo muội sư huynh thứ lỗi không đợi tiểu an tử trả lời chắc chắn ngô thạc sương đã đứng dậy ôm quyền nói một hành tiên sinh tân cô nương mời tiến vào lão hủ chính là ngô thạc sương hai vị đều là đạt nhân tiền bối không dám nhận lão tiền bối càng là tuyệt đối không đảm đương nổi tiêu phàm chậm rãi tiến lên hướng ngô thạc sương khom người làm lễ ngô thạc sương không dám khinh thường cũng khom người hoàn lễ không chút nào lấy tiền bối tự cho mình là một hành tiên sinh tân cô nương mời ngồi tiểu an tử liền liên tục không ngừng đi chuyển cái ghế tới. Tân lâm nhìn như yên lặng, kỳ thật vừa vào cửa liền đang quan sát tòa này nhà cấp 4 cách cục. Nàng là thất diệu cung đưa cho tiêu phàm thiếp thân nha hoàn hoặc là nói là thiếp thân thị vệ, hộ vệ tiêu phàm an toàn, là nàng cơ bản chức trách. Đây cũng là quen thuộc thành tự nhiên, cái kia tiểu nam hài vẫn như cú gục ở chỗ này vẽ tranh, cực kỳ chuyên chú đối với trong viện phát sinh hết thảy làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, Tân Lâm ánh mắt từ tiểu nam hài trước mặt giấy vẽ bên trên đảo qua, thủy doanh doanh mắt to bỗng nhiên có chút híp mắt một chút. Tiểu nam hài nghe tại tiện tay vẽ xấu, vậy mà là một bức cửu cung phi tinh đồ. Mặc dù cực kỳ viết ngoáy, lại khẳng định là cửu cung phi tinh. Nhỏ như vậy hài tử, nghiên cứu cửu cung phi tinh thế mà liền đến như thế si mê trình độ. Ngô Thạc Sương hiển nhiên cũng chú ý tới Tân Lâm động tác, mỉm cười, nói: "Tân cô nương, tiểu hài tử vẽ lấy chơi vui, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu." tân cô nương không cần để ý. Tân lâm khẽ vuốt cầm, đem ánh mắt từ nam hải cùng cửu cung phi tinh đổ bên trên rời. Hai vị mời ngồi, tiêu phàm gật đầu thăm hỏi, tại tiểu bàn trà một bên ngồi xuống. Tân lâm đứng bình tĩnh tại bên người của hắn, ngô thạc xương có chút kinh ngạc nhìn qua tân lâm một chút, luôn cảm thấy cô nương này khuôn mặt có điểm là lạ, lạ, lấy hắn tướng nhân chi tinh chuẩn, vậy mà không cách nào tại trên mặt của nàng nhìn ra bao nhiêu đầu mối. Hơi ngưng lại xem, trước mắt bỗng nhiên lên một trận gợn nước ba động, đầu não có chút một trận mê muội. Ngô Thạc Sương lấy làm kinh hãi, âm thầm vẫn hơi thở một chu thiên, lập tức đem loại kia cảm giác mê man loại trừ bên ngoài cơ thể. Tân cô nương, thật là cao minh thuật dịch sung, Ngô Thạc Sương nhịn không được tán thưởng một câu, Tân Lâm thoảng qua nhẹ gật đầu, vẫn như cũng không kêu một tiếng. Gừng càng già càng cay, cái này Ngô Thạc Sương thế mà nhìn ra nàng thuật dịch sung, quả nhiên không đơn giản. Thất diệu cung bảy đại tuyệt kỷ, chú nhan thuật thứ sáu gần với trường sinh thuật. Thuật dịch dung chính là tu luyện chú nhan thuật đến cực kỳ cao thâm cảnh giới mới có thể diễn sinh ra đến một loại pháp môn. Tuyệt không phải phổ thông trên ý nghĩa dựa vào trang điểm đến cải biến dung mạo cái chủng loại kia thuật dịch dung. Có lẽ chỉ có tiêu phàm cũng có thể trải qua thường gặp được nàng chân thực dung nhan. Ngô Thạc Sương trong lòng kinh ngạc, ở xa Tân Lâm phía trên. Tân Lâm cứ việc cực lực thu liếm khí thức, lại cũng khó có thể giấu giếm được Ngô Thạc Sương con mắt cô nương này trẻ tuổi về trẻ tuổi, tuyệt đối là người mang tuyệt kỹ một cùng một cao thủ. Kỳ diệu như vậy cao minh thuật dịch sung, ngô thạc sương hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người, cũng rất ít gặp qua. Cao thủ như vậy, lại tự cho mình là người hầu, không cùng chủ nhân cũng ngồi, lại không biết trước mắt vị này ôn hòa nho nhã, nhìn qua thậm chí mang theo thần sắc có bệnh nam tử trẻ tuổi tiêu một nhóm, lại là gì cùng nhân vật không tầm thường. Một hành tiên sinh, đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo ngô thạc sương lập tức đem ánh mắt từ tân lâm trên thân thu hồi hướng tiêu phàm liền ôm quyền khách khí hỏi giờ phút này tiểu an tử cũng đứng ở sư phụ bên người cùng tân lâm một trái một phải rằng co nghĩ mời lão gia tử giúp một chút đẩy đẩy mệnh lý tiêu phàm cũng không khách sáo trực tiếp từ trong túi tay lấy ra màu vàng giấy tuyên nhẹ nhàng bày ra tại trên bàn nhỏ ngô thạc sương sắc mặt ngưng lại cũng không đưa tay đi lấy tấm kia nho nhỏ giấy tuyên thân thể có chút ngồi thẳng lạnh nhạt nói, chỉ sợ là một hành tiên sinh thất vọng, lão hủ sớm đã rửa tay. Tiêu phàm cười cười, ánh mắt vượt qua ngô thạc xương, rơi thẳng vào cách đó không xa nghiên cứu cửu cung phi tinh đồ tiểu nam hài trên thân, nhìn chăm chú chốc lát, chậm rãi nói, lão gia tử, lệnh lang trời sinh thông minh, xương cốt thanh kỳ, như có thể lớn thành, có thể xương kỳ tài. Chỉ là trên mặt hoa đào, môi mỏng mà thanh, chán vô lớn xương, chỉ sợ để lão gia tử tương đối lo lắng ha. Ngô Thạc Sương hai tròng mắt bỗng dưng có rút lại một chút. Ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Tiểu An Tử đã nhảy dựng lên, trừng mắt tiêu phàm, tức giận nói. Làm Ngô Thạc Sương dòng chính truyền nhân, Tiểu An Tử mặc dù chưa nói tới thiên phú lạ thường, tại mệnh lý tướng thuật bên trên tạo nghệ lại cũng không kém. Tiêu phàm cứ việc không có nói rõ, lại trực chỉ tiểu sư đệ là đoàn mệnh chết yểu chi tướng. Hết lần này tới lần khác tiêu phàm còn chính chính nói tại điểm quan trọng bên trên sư phụ mấy năm qua này, mỗi ngày đều vì cái này sự tình lo lắng, các loại biện pháp nghĩ không ít, hiệu quả lại rất không lý tưởng. Mặc dù miễn cưỡng bảo trụ tiểu sư đệ một cái mạng, thể cốt lại càng ngày càng hỏng bét. Sư phụ tinh nghiên tử vi đấu số, là tử vi lưu phái nhân vật không tầm thường, cả một đời tiết lộ trời cơ quá nhiều, thật vất vả già mới có con, thiên phạt chi lực lại đều báo ứng tại tiểu sư đệ trên thân, vừa ra đời liền vận mệnh nhiều thăng trầm. Có thể nói, đây là Ngô Thạc Sương tuổi già lớn nhất tâm bệnh, ngày bình thường cực ít có người biết được, không ngờ bị cái này vừa mới đến nhà người trẻ tuổi một câu nói toạc ra. Chương 18, có thiên tử mệnh vô trí tôn tướng. Ngô Thạc Sương khẽ vươn tay, ngừng lại nổi giận đùng đùng tiểu an tử, mắt nhìn Tiêu Phàm, trầm giọng nói, một hành tiên sinh nguyên lai cũng là người trong đồng đạo, lão đầu tử ngược lại là mắt phụng về. Tiêu Phàm hai người vừa vào cửa, Ngô Thạc Sương liền một cách tự nhiên cho hắn hai tướng một chút mặt làm tử vi đấu số chính tông nhất truyền nhân, Ngô Thạc Sương cả một đời làm chính là cái này sống, tướng nhân thói quen sớm đã dung nhập hắn cốt tủy, trở thành ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên sự tình. Nhưng Tân Lâm có thuật dịch dung che lấp diện mục thật sự, tiêu phàm trực tiếp liền nhìn không ra mánh khóe, Ngô Thạc Sương ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại trời cơ che đậy chi lực. Tình hình như vậy, đơn giản chính là hai loại, một cái tiêu phàm bản thân là đại tướng sư, hai thì là bị cực kỳ cao minh thầy tướng thi pháp hai loại tình huống đều có thể che đậy trời cơ để người khó mà nhìn trộm tiêu phàm bất quá xa xa liếc một cái thuận miệng nói ra con của hắn ngô khanh tướng mạo chỗ yếu hại có thể thấy được cũng là tạo nghệ rất sâu đồng đạo lại không biết một hành tiên sinh tôn sư là vị cao nhân nào ngô thạc sương ánh mắt trở nên sáng ngời có thần nhìn thẳng tiêu phàm tiêu phàm nếu như là thụ bằng hữu chỉ điểm mộ danh mà đến ngô thạc sương mặc dù cũng giống vậy sẽ không vì hắn phá lệ lại khách khí đối đãi nhưng đã là đồng hành, mà lại tu vi cao thâm, Ngô Thạc Sương liền lập tức đề cao cảnh giác. Từ xưa đến nay, tướng thuật xem bói ngành nghề liền phong hiểm trùng điệp, một bước vô ý liền sẽ đắc tội với người, nếu như dẫn động thiên phạt chi lực, càng là đại họa lâm đầu. Ngô Thạc Sương trước đây ít năm trên giang hồ quả thực thanh danh xa dương, bằng hữu nhiều, đắc tội cửu ra nhưng cũng không ít. Tiêu phàm nhìn qua tư văn hữu lễ, không mang mảy may hung ác ngang ngược chi khí, nhưng cái này đều chỉ là bên ngoài đồng hồ. Ngô Thạc Sương đã nhìn không thấu hắn, từ cần chú ý cẩn thận. Tiêu Phàm mỉm cười nói, lão gia tử hiểu lầm, ta hôm nay đến, là muốn mời lão gia tử cho thôi diễn một chút mấy vị trí thân mệnh lý, cũng không có ý gì khác. Về phần sư tòng người nào, lại là không cần phải hướng người ngoài nhấc lên. Nếu như đảo ngược thời gian mấy chục năm, chỉ thủy tổ sư quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, mặc kệ là nghiêu bức giường nào tướng mệnh đại sư, phong thủy đại sư, tại lão nhân ra trước mặt đều cung cung kính kính chấp đệ tử lễ thậm chí Ngô Thạc Sương sư phụ cũng không dám cùng Triệu Chỉ Thủy sánh vai, đồng dạng chấp phán bối lê tiết. cả nước giải phóng không lâu, Chỉ Thủy tổ sư liền đã thoái ẩn, một lòng nghiên cứu thuật pháp, dạo chơi danh sơn đại xuyên, kiệt lực muốn đem sớm đã thất lạc vô cực chín tướng thiên cuối cùng tam thiên cho tìm trở về. năm đó Tiêu Phàm có thể bị sư phụ chọn chúng, thu nhận sử dụng môn tường cũng coi là hữu duyên. đã nhiều năm như vậy, năm đó người cũng phần lớn qua đời. Quốc gia lại đem những này tổ học truyền thừa quy về phong kiến mê tín loại hình, lớn thêm cấm chỉ. Triệu Chỉ Thủy hiền hách thanh danh, sớm đã theo gió mà đi, thời thế hiện nay, còn có mấy người nghe nói qua Chỉ Thủy tổ sư. Làm lão tiêu gia đích trưởng tôn, Tiêu Phàm cũng không thể tùy ý đối ngoại lộ ra mình sư thừa lai lịch. Dù sao đây là đang thủ đô, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất lan truyền ra ngoài, ảnh hưởng quá không tốt. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, Ngô Thạc Dương nhất thời yên tâm không ít từ xưa đến nay, tướng không từ tướng chính là thường lệ. Tiêu phàm tướng thuật càng là cao minh, đối người thân nhất tướng mệnh càng là khó mà thôi diễn. Mời cái khác đồng đạo hỗ trợ thôi diễn một chút, chính hợp tình hợp lý. Bất quá ngô thạc xương cũng không có lập tức liền đáp ứng, trầm ngâm nói, một hành tiên sinh, đồng đạo muốn nhờ, nguyên bản không tiện cự tuyệt. Bất quá ta xác thực đã thật lâu không thao công nghiệp, cố ý từ nơi khác đi tới cái này tứ cửu thành định cư, đơn giản là muốn muốn yên lặng độ cái tuổi già một hành tiên sinh, không biết là ai nói cho ngươi, ta ở chỗ này. Tiêu phàm mỉm cười nói, lão gia tử, mặc dù cải trang vi hành, nhưng long trung quy là long. Lời nói này phải hàm hàm hồ hồ, thuận miệng nâng ngô thạc xương một câu. Nói đến, cái này cũng phải trách ngô thạc xương bản thân danh khí quá lớn, trước đây ít năm trên giang hồ danh tiếng quá kinh, mặc dù năm gần đây ẩn cư kinh thành, lại cũng khó có thể hoàn toàn che giấu hành tung của mình. Lại nói, hiện tại dù sao cũng là thời đại mới, cái gọi là giang hồ sớm đã cùng quá khứ khác nhau rất lớn ngô thạc xương là đắc tội một chút người cũng không cần thiết thật triệt để mai danh ẩn tích ha ha đã một hành tiên sinh coi trọng ta điểm này giã lộ vậy ta liền múa bố trước cửa lỗ ban một lần đi ngô thạc xương thấy tiêu phàm từ đầu đến cuối không chịu lộ ra hắn lai lịch của mình cũng liền không còn truy hỏi nếu là người trong đồng đạo đến nhà mà đến ngô thạc xương cũng không tốt thanh sự tình làm được quá tuyệt đắc tội một người bình thường không sao đắc tội đồng đạo, nguy hiểm hệ số liền phải lớn hơn nhiều. Ngô Thạc Sương mặc dù không sợ, cũng không cần nhất định phải chọc phiền toái như vậy. Nói, đưa tay đem trước mặt màu vàng giấy tuyên cầm lên. Trên giấy lớn, viết bốn người ngày sinh tháng đẻ. Ngô Thạc Sương chỉ là nhìn lướt qua, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, tay phải bấm quyết, bắt đầu yên lặng thôi diễn. Chốc lát, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc hơi hơi trắng lên, chậm rãi đem giấy tuyên để xuống, mắt nhìn tiêu phàm, trầm giọng hỏi một hành tiên sinh mấy vị này đều là người thế nào của ngươi ra ra phụ thân chính ta còn có đệ đệ ta tiêu phàm nhàn nhạt đáp ngô thạc sương nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh không chịu được lần nữa trên dưới quan sát tiêu phàm tới rất rõ ràng hắn đã phát giác có chút bất thường một hành tiên sinh cả nhà phú quý a quan sát tỉ mỉ tiêu phàm một lát ngô thạc sương cảm thán nói tiêu phàm nhẹ nói mời lão ra tử lại cẩn thận đẩy tính một chút Lão tiêu nhà nguyên bản là đương kim một cùng một đại hào môn, lão gia tử uy chấn thiên hạ, địa vị cực cao, dưới mắt càng là nước Cộng Hòa có quyền thế nhất mấy vị trung cực đại lão một trong, tiêu trạm quan cư bộ trưởng chức vụ, cũng là quyền cao chức trọng. Tiêu phàm mình cùng đệ đệ tiêu thiên, đều đều là cực kỳ quý giá mệnh cách. Ngô thạc xương thân là tử vi đấu số truyền nhân chính tông, làm sao có thể đẩy coi không ra. Ngô thạc xương chậm rãi lắc đầu, nói thật xin lỗi, một hành tiên sinh, cái này ta thật không dám đẩy. Vì cái gì, tiêu phàm lông mày có chút nhau. Lão gia tử, xin thứ cho ta nói thẳng, tử vi đấu số cũng không có dạng này cấm kỵ. Vì cực quý người xem tướng đoán mệnh, cũng không tại các tướng thuật mệnh lý lưu phái cấm kỵ phạm vi bên trong. Không vì phú quý người tướng mệnh, thu hoạch thù lao, thuật sĩ như thế nào sinh tồn. Thật chẳng lẽ học người tại cầu vượt phía dưới bầy hàng vỉa hè, lắc lư chút không hiểu chuyện người trẻ tuổi, kiếm mấy cái tiểu tiền sống tạm. Tử vi đấu số xác thực không có dạng này cấm kỵ, nhưng là, một hành tiên sinh, chính người chắc hẳn cũng có thể nhìn ra được, lệnh tổ lệnh tôn trên thân trời cơ che đậy chi lực mạnh đến mức nào. Thực không dám giấu giếm, loại tình hình này ta cũng rất ít đụng phải. Ngô Thạc Sương cũng nhăn lại song mi, bởi vì là huyết mạch trí thân quan hệ, tiêu phàm mình không thể thôi diễn, ngược lại hợp tình hợp lý. Nhưng Ngô Thạc Sương là cái người không liên hệ, lại giống nhau cảm nhận được trời cơ che đậy chi lực, quả thực lộ ra cổ quái. Bất quá, một hành tiên sinh, lệnh tổ lệnh tôn không tốt thôi diễn, chính người cùng đệ đệ người tướng mệnh, ta ngược lại là có thể nói chơi chứ không có thật. Tiêu phàm bận biểu tức kính cần nói, mời lão gia tử chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, ngô thạc xương ngay cả vội khoát khoát tay, thần sắc lại một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Một hành tiên sinh cùng lệnh đệ tướng mệnh, đều cao quý không tả nổi. Hai huynh đệ cùng vì thiên tử tướng mệnh, ngô mỗ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, tướng vô số người, cũng vẫn là lần đầu đụng phải nói, Ngô Thạc Sương hai tay ôm quyền, làm vái chào. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm quyền hoàn lễ. Một hành tiên sinh, y theo mệnh lý suy tính, để đệ, đệ ngươi tướng mệnh, so chính ngươi càng thêm quý giá. Tướng mệnh của ngươi giống như lặn long tại uyên, ẩn mà không hiện, có thiên tử mệnh vô trí tôn tướng. Lệnh đệ thì không phải vậy, hắn là phi long tại thiên, thiên tử chi mệnh trí tôn chi tướng cả hai đều đủ. Chỉ là, quý giá như thế thiên tử tướng mệnh, vì sao lại bị che đậy trời cơ, thậm chí ẩn hàm điềm giữ, thực tế là làm người khó hiểu. Ngô Thạc Sương nói, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đích thân huynh đệ cùng vì thiên tử tướng mệnh, rất có cực quý, trong lịch sử cũng là phi thường hiếm thấy dị tượng. Từ xưa đến nay, mấy ngàn năm ở giữa, cũng bất quá giải rác hơn 10 người mà thôi. Tống Thái Tổ Tống Thái Tông nhưng vì như nhau, về phần một chút loạn thế tiểu triều đình, hoàng đế giống đèn kéo quân như đổi, giết cha thí huynh nhân luân thảm kịch thỉnh thoảng phát sinh, hướng vì thiên tử mộ vì tử linh. Hoàng đế ngược lại là chân hoàng đế, lại khó tránh khỏi đau hạ đẫm máu. Cũng có thể vì có thiên tử mệnh vô trí tôn tướng. Tiêu phàm nói, lão gia tử, nghe qua tử vi đấu số có 18 phi tinh tuyệt học, cái khác lưu phái không người có thể đưa ra phải. Ngô thạc xương sầm mặt lại, trong mắt tinh quang lấp lóe như dao sắc bén. Trong viện bầu không khí lập tức trở nên rất là quái dị, tựa hồ chung quanh khí làm nóng một chút từ hạ xuống mấy độ, tiểu an từ sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi, hung tợn tiếp cận tiêu phàm. Người có ý tứ gì? 18 phi tinh, người thật dám mở miệng A. À. Hừ hừ, ngay cả ta tiểu sư đệ cũng không dám cầu. Tiểu an tử nổi giận đùng đùng nói. Nguyên bản một mực gục ở chỗ này nghiên cứu cửu cung phi tinh đồ tiểu nam hài ngô khanh, rốt cục ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía bên này. Vừa rồi mọi người nói lâu như vậy lời nói, hắn mắt điếc tai ngơ, bây giờ lại 10 điểm bén nhạy cảm nhận được trong viện bầu không khí gấp gáp biến hóa. Tử vi truyền thừa, tự có nó chỗ bất phàm, tiêu phàm thần sắc chấn định như hằng, đối tiểu an tử thốt nhiên làm dáng, không thèm để ý chút nào, đón ngô thạc xương sắc bén ánh mắt, không chậm không nhanh nói, lão gia tử, ta cũng biết thi triển 18 phi tinh tuyệt học cực kỳ hao tổn nguyên khí, cũng không dám tay không muốn nhờ. Chỉ cần lão gia tử nguyện ý xuất thủ một lần, tất có thâm tạ. Thâm tạ, Ngô Thạc Sương liền cười, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng trị ý. Một hành tiên sinh, không khỏi quá coi thường ngô mỗ. Tiền tài vật ngoài thân, đến ta cái tuổi này, ngươi cho rằng ta thật sẽ để ý những vật này a? À. Ngô Thạc Sương hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không nói phú giáp một phương, ba năm mấy triệu, xác thực còn không thả trong mắt hắn. Lại nói, thi triển tử vi đấu mấy chục tám phi tinh tuyệt kỹ, căn bản cũng không phải là tiền có thể đổi lại. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, lão gia tử, muốn nói tiền, ta còn thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Ta chỗ này có chút đan dược, hoặc hứa lão gia tử sẽ cảm thấy hứng thú. Tân lâm tiến lên một bước, đem một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ bầy ở trên bàn trà, từ tốn nói, nơi này là chín khỏa bảy vương đan, đổi lấy ngươi một lần xuất thủ. Bảy vương đan, ngô thạc xương mãnh đứng lên, ngươi, ngươi là thất diệu cung truyền nhân. chương 19, Thọ Mạch Tân Lâm không có trả lời Ngô Thạc Sương nghi vấn, chỉ là bình thản nói, một viên bảy vương đan, bảo đảm con của ngươi một năm bình an. Chín năm về sau, vậy liền nhìn hắn mình tạo hóa. Lúc này Ngô Thạc Sương, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm trên bàn nhỏ tinh xảo bình ngọc, nuốt nước miếng một cái, ngực chập trùng, lộ ra cực kỳ kích động, hận không thể một tay lấy bình ngọc đoạt trong tay, nhiệm cái thật giả, nơi nào còn có nửa điểm thế ngoại cao nhân bộ dáng thực tế cái này bảy vương đan đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Tiêu phàm tương đắc cực kỳ tinh chuẩn, con của hắn ngô khanh, đúng là trời sinh chết hiểu chi tướng, hắn đem hết các loại thủ đoạn, dốc hết toàn lực vì nhi tử tục mệnh, hiển nhiên càng ngày càng gian nan. Mà đã sớm nghe nói thất diệu cung bí chế thánh dược bảy vương đan có tục mệnh kỳ hiệu, lại cầu còn không được. Thất diệu cung trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, có vô số liên quan tới thất diệu cung truyền ngôn, nhưng thật muốn đi tìm thất diệu cung chỗ, lại phát hiện một điểm manh mối đều không có, hết thảy đều tại hư vô mờ ảo ở giữa, chỉ nghe tên, không gặp tung tích. Hiện tại bảy vương đan bỗng nhiên đưa tới cửa, ngô thạc xương nơi nào còn có thể chấn quyết định xuống được đến. Sư, sư phụ, cái này, cái này sẽ không là thật sao? Thất diệu cung chính là cái truyền thuyết thôi. Tiểu An Tử cũng mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói, hai đầu lông mày đều là lo nghĩ chi sắc. Tiêu phàm mỉm cười hướng cách đó không xa tiểu nam hài vẫy vẫy tay tiểu nam hài tựa hồ đối với hắn rất có hảo cảm, nhếch miệng cười một tiếng, thả tay xuống bên trong bút vẽ, chậm rãi đi tới. Tuổi còn nhỏ, cũng có chút trầm ổn khí tượng, một điểm không giống người đồng lứa như thế hoạt bát hiếu động. Lão gia tử, không ngại ta cho lệnh lang tay cầm mạch tượng A. Không đợi ngô thạc xương trả lời, ngô khanh đã vươn tinh tế cánh tay nhỏ, trực tiếp tiến đến tiêu phàm trước mặt, tế thanh tế khí kêu một tiếng thúc thúc. Tiêu phàm liền nhô ra tay phải ba ngón, nhẹ nhàng nắm lại hắn mạch môn, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc. Thấy cái này bộ dáng, ngô thạc Sương cũng không tiện nói gì, rất khẩn trương nhìn qua tiêu phàm. Cứ việc tiêu phàm trẻ tuổi như vậy, nhưng trên người hắn chỗ phát ra kia cố hạo nhiên chi khí, ngô thạc Sương lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Người trẻ tuổi kia từ trong ra ngoài, quang minh lẫm liệt, không mang mảy may tà mị. Tiêu phàm cho ngô khanh bắt mạch, lại đứng dậy, vây quanh ngô khanh quấn hai cái vòng tròn, sờ sờ sau gáy của hắn, đưa tay đo đạc một chút lưng của hắn, lại bóp qua hai cánh tay của hắn, cái này mới lần nữa ngồi xuống đến, trầm ngâm nói, lão gia tử, chúng ta một chuyến này, tiết lộ trời cơ quá mức, quả thật có chút thiên phạt chi lực ứng tại lệnh lang trên thân. Bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, năm đó Hy Di Tổ Sư sống 800 tuổi, mặc dù là nghe đồn, khó tránh khỏi nói ngoa, nhưng Hy Di Tổ Sư trước sau vẹn toàn, kia là xác định không thể nghi ngờ. Lệnh lang tướng mạo cố nhiên hung hiểm khó dò, nhưng mà xương tướng hết sức kỳ lạ, nếu như ta không có nhìn lầm, trong cơ thể hắn kỳ thật ẩn giấu đi thọ mạch. Từ giờ trở đi, đến 14 tuổi là mấu chốt. Chỉ cần sống qua 14 tuổi, nhất định trời cơ đảo ngược, phú quý mà thọ kiểm tra. Một hành tiên sinh, lời ấy thật chứ? Ngô Thạc Sương khẩn cấp hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi, trầm ổn khí độ không còn sót lại chút gì. Tiêu Phàm cười cười, nói, lão gia tử, chính ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Ngô Thạc Sương thở vào một hơi, nói, không dối gạt một hành tiên sinh nói, ta xác thực mạo hiểm vì hắn thôi diễn quá mệnh tướng thọ mạch ẩn hiện chính là quá mơ hồ ta lo lắng tính được không cho phép vì con ruột thôi diễn tướng mệnh có thể có được một chút mơ hồ tin tức đã rất đáng gờm đủ chứng ngô thạc sương tạo nghệ cao thâm lấy tiêu phàm chi năng hôm qua cưỡng ép lên quẻ tinh nguyên tổn thất cũng rất lớn đoán chừng ngô thạc sương vì thế trả giá cái giá không nhỏ hiện tại nghe tiêu phàm cũng là nói như vậy ngô thạc sương trong lòng bình phục cùng là đại thuật sư, tiêu phàm vừa rồi nhất cử nhất động, ngô thạc xương thu hết vào mắt. cái này làm không được giả. bảy vương đan mặc dù không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, nhưng xác thực có bảo mệnh tục mệnh công hiệu, mà lại hài tử nhiên kỳ nhỏ, cùng thế tục hồng trần không có cái gì liên lụy, bảy vương đan hiệu quả hẳn là rất không tệ. tiêu phàm nói, cái gọi là tục mệnh cũng chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp. dược y không chết người, nếu thật là tuổi thọ đã hết, mạch tượng đã tuyệt bảy vương đan cũng bất lực. Nhưng Ngô Khanh tình hình hết sức kỳ lạ, ở vào khoảng sinh cùng tử giữa hai bên, coi tướng mạo có gấp rút trinh, thể nội lại ẩn giấu đi thọ mạch. Bảy vương đan hiệu quả liền sẽ đặc biệt rõ ràng, ăn về sau, có thể bảo vệ trong cơ thể hắn thọ mạch không dứt, chỉ cần sống qua 14 tuổi, tướng mạo bên trên những cái kia chết hiểu chi trinh liền sẽ tự nhiên biến mất. Mà lại bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ, cùng thế tục hồng trần liên lụy cũng ít, vì đó bảo mệnh, dính đến phạm vi không rộng, sẽ không làm phải trời cơ hỗn loạn. Nếu như giống tiêu lão gia tử như thế, dù là nhiều sống một ngày thiếu sống một ngày, đều sẽ ảnh hưởng đến quốc gia chính trị đại cục, ảnh hưởng đến ngàn ngàn vạn vạn người vận mệnh biến hóa, muốn bảo mệnh tục mệnh, độ khó liền rất lớn, bảy vương đan dạng này đan dược, tại trời cơ chi lực áp chế xuống, căn bản không phát huy ra bao nhiêu công hiệu tới. Ngô thạc xương cúi đầu trầm ngâm, song mi nhíu chặt, nhìn xem trên bàn nhỏ bình ngọc, nhìn nhìn lại đứng tại bên cạnh mình nhi tử, thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu đến kiên quyết nói thật xin lỗi một hành tiên sinh ta vẫn là rất xin lỗi không thể đáp ứng tân lâm tú mỹ sau mi nhàn rỗi ở giữa dơ lên lạnh lùng hỏi ngươi không tin tưởng chúng ta ngô thạc sương lắc đầu nói không là không tin là ta làm không được tiêu phàm khẽ vuốt cằm đứng dậy già nhi đi thôi tân lâm không nói thêm gì nữa cùng ở phía sau hắn đi ra ngoài cửa kia bình ngọc vẫn như cũng lưu tại trên bàn nhỏ ai đều chưa từng thu hồi đi ngô thạc sương ngay cả vội vàng kêu lên một hành tiên sinh người đan dược tiêu phàm xoay người nhẹ nhàng cười một tiếng nói lão gia tử ta cùng lệnh lang hữu duyên cái này chín khỏa bảy vương đan đưa cho lệnh lang hy vọng một ngày kia tử vi đấu số trong tay hắn có thể rực rỡ hào quang cái này ngô thạc sương không chịu được há to miệng không khép lại được tới có lòng muốn muốn bắt lên bình ngọc đuổi theo nhìn qua dưới chân nhi tử thân thể gầy ốm hai cái đuổi giống như bị nhựa cao su dính chặt như vậy, vô luận như thế nào đều bước không ra bước. Có bảy vương đan, con của hắn liền có hy vọng sống sót. Hiển nhiên tiêu phàm cùng Tân Lâm chạy tới cổng, ngô thạc sương bỗng nhiên nói, một hành tiên sinh, trời cơ đột biến, có lẽ cùng âm công tổ đức biến hóa có quan hệ, phía tây nam muốn đặc biệt để ý. Tiêu phàm lần nữa quay đầu, ôm quyền chắp tay, cùng bóng lưng của hai người biến mất tại trong tầm mắt, tiểu an tử mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói sư phụ cái này đan dược này là thật ngô thạc sương chậm rãi tại trong ghế ngồi xuống nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi cảm thấy hắn sẽ dùng một bình thuốc giả đến cầu quẻ a à. nhưng nhưng lễ vật này cũng quá chân quý hắn hắn thật đúng là bỏ được tiểu sư đệ dưới sự kích động tiểu an tử thậm chí có chút nói năng lộn xộn an sư ca cái kia thúc thúc là thật tâm ta biết một mực lẳng lặng đứng ở nơi đó ngô khanh bỗng nhiên nói ánh mắt mười điểm thanh tịnh, không mang mảy may tạp niệm. Tiểu An Tử không khỏi bật cười, nói, ngươi lại làm sao biết rồi. Tiểu Hai Tử một cái, ta chính là biết, Ngô Khanh gật gật đầu, ngoan cường nói, trên mặt lộ ra mười điểm quật cường thần sắc. Ngô Thạc Sương hỏi, Tiểu An Tử, ngươi biết ngươi vì cái gì đi theo ta thời gian dài nhất, tiến triển lại chậm chạp nhất sao? Cái này, Tiểu An Tử gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, sư phụ, đều là bởi vì ta quá đần. Ngô Thạc Sương lắc đầu, không đúng, là bởi vì đầu óc người bên trong ý niệm ly kỳ cổ quái quá nhiều, làm không được toàn tâm toàn ý, tâm vô bảng vụ. Tướng mệnh chi học, giảng cứu chính là một người ngộ tính, một cái duyên phân. Hai cái này, người đều có khiếm khuyết A. À. Tiểu An tử liền liều mạng gãi đầu, nghĩ nửa ngày, lại lại hỏi, sư phụ, vậy ngươi, ngươi vì cái gì không cho bọn hắn tính đâu? Ngô Thạc Sương trong mắt lộ ra một vòng bi thương chi sắc, Hỏi ngược lại, ngươi cho rằng là ta thật không nghĩ cho bọn hắn tính sao? Sư phụ đã tính bất động, 18 phi tinh coi như ta tại 40 tuổi trước đó, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn một nhà tổ tôn phụ tử bốn người, đều là phú quý vô cực tướng mệnh, tính một cái ta đều không chịu đựng nổi, lại càng không cần phải nói tính bốn cái. Nếu thật là miễn cưỡng đi tính, chỉ sợ ta chưa hẳn có thể sống đến Ngô Khanh 14 tuổi thời điểm. Không thể tận mắt nhìn đến trên người con trai hung thần cởi tận ngô thạc xương vô luận như thế nào đều không nỡ chết. thế nhưng là sư phụ vì cái gì bọn hắn trời cơ hội bị che đậy? người không là nói qua, chúng ta tử vi đấu số có thể tính toán tường tận người trong thiên hạ, càn khôn sự tình sao? thiên tử mệnh ngươi cũng có thể coi là ra. đó là bởi vì có người động tay chân, tận lực che đậy trời cơ, không giống để người khác tính ra tới. a à, tiểu an tử lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, cái này, cái này ai bổn sự lớn như vậy? Ngô Thạc Sương khóe miệng khiên động, trên mặt cực nhanh hiện lên một chút sợ hãi, chốc lát, mới trầm giọng nói ta không biết. Ta chỉ biết, người này lợi hại hơn ta quá nhiều. Mà lại, mang theo một cỗ nói không nên lời tà khí. Tiểu An tử há to miệng, kinh ngạc không hiểu, đây là hắn lần đầu tại sư phụ miệng bên trong nghe được lời như vậy. Trên giang hồ người xưng tử vi tiên sư Ngô Thạc Sương, tại mệnh lý thuật số lĩnh vực này, hướng người nào phục qua mềm ngô khanh không lý đối thoại của bọn họ cầm lấy kia bình ngọc tò mò thanh chơi tiểu an tử liếc qua bình ngọc nuốt ngụm nước miếng nói sư phụ cái này tiêu tiên sinh thật đúng là là đại thủ bút a người lớn như thế tình ngô thạc sương cười hắc hắc nói tiểu an tử ngươi lấy vì người này tình là bạch lĩnh sao sớm muộn có một ngày ân tình này là phải trả cùng ngô khanh trên thân hung sát chi khí toàn bộ hóa giải chính là sư phụ ngươi trả nhân tình thời điểm lớn không được thanh đầu này mạng già giao cho hắn tiểu an tử lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày nói không ra lời leo lên xe nhỏ tiêu phàm đối trên ghế lái tân lâm nói thu thập một chút chuẩn bị đi sông hán một chuyến ừm tân lâm gật gật đầu khởi động xe liền ở thời điểm này tiêu phàm điện thoại vang lên tiêu phàm xem xét là tông giáo cục gọi điện thoại tới người tốt tiêu trưởng phòng ta lão vương a là như vậy trời tối ngày mai trong cục muốn làm một cái hội liên hoan, triều đãi đặt nhĩ sắc lạt ma. Không biết tiêu trưởng phòng có thời gian hay không đi tham gia. Tốt, ta sẽ đi, cảm ơn ngươi, vương chủ nhiệm. chương 20, trộm vương chi vương. triều đãi đặt nhĩ sắc lạt ma hội liên hoan, tại lạt ma ngủ lại đức mây khách sạn tổ chức. Chủ sự mới là tông giáo cục quản lý, tiêu phàm có mặt cái này hội liên hoan, bình thường mà nói. Trong cuộc tổ chức hoạt động không thông suốt biết tiêu phàm đi tham gia, qua nhiều năm như vậy, tiêu phàm chỉ là tại tông giáo cục treo cái tên, hàng năm tại tông giáo cục giờ làm việc, trước trước sau sau cộng lại khả năng đều không cao hơn 10 ngày. Lấy về phần hiện tại, toàn bộ trong cục chỉ sợ chỉ có cục trưởng thư ký Lão Vương mới biết được tông giáo cục còn có một vị tên là tiêu phàm hưởng thụ phó sử cấp đái ngộ cán bộ. Lão tiêu ra hàng hiệu tử, đáng giá mặt mũi này. Chỉ có như hôm nay dạng này hội liên hoan, cục trưởng mới có thể cố ý để Lão Vương thông chi tiêu phàm tham gia. Bởi vì, ở chỗ đạt nhĩ giác lạt ma thân phận quá mẫn cảm. Đạt nhĩ giác lạt ma lần này là bí mật vào kinh thành, trên danh nghĩa hắn là cao nguyên lạt ma, trên thực tế sớm đã xuất ngoại. Lần này là làm một vị nào đó đồng dạng ở tại nước ngoài thủ lĩnh lớn lạt ma đặc sứ, bí mật đến thủ đô đến tiến hành gặp gỡ. Đạt nhĩ giác lạt ma tại cao nguyên tông giáo hệ thống bên trong địa vị, không tính quá cao, thuộc về pháp phương cấp bậc. Bất quá bởi vì hắn đi theo thủ lĩnh lớn lạt ma thời gian rất dài, rất được thủ lĩnh lớn lạt ma tín nhiệm, thường xuyên làm lớn lạt ma đặc sứ, cùng các phương thế lực chính trị tiến hành bí mật gặp gỡ. Đối đây, quan phương cũng phi thường cẩn thận, đạt nhĩ giác lạt ma một mực từ tông giáo cục ra mặt tiếp đãi trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì cái khác ngoại sự bộ môn cùng bộ nội vụ cửa trọng yếu lãnh đạo lộ diện. Mọi người đều cẩn thận, bao quát tông giáo cục phí trưởng cục đều như dẫm trên băng mỏng. Lúc này, phí trưởng cục tự nhiên nhớ tới tiêu phàm tiêu phàm có mặt cái này hội liên hoan, trên cơ bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại hội liên hoan bên trên lộ mặt, cùng đạt nhĩ giác lạt ma nắm cái tay là được. Phí trưởng cục cần tiêu phàm cho hắn làm chứng, vạn nhất sau này có hiểu lầm gì đó, tiêu phàm có thể trở thành hắn chứng nhân. Tông giáo cục một cái hưởng thụ phó sử cấp đãi ngộ cán bộ trẻ tuổi, tại cao tầng đại lão trong mắt, chẳng đáng là gì, cùng không khí không kém là bao nhiêu. Nhưng lão tiêu nhà đích trưởng tôn cái thân phận này không thể coi thường, mặc cho ai cũng không dám khinh thị. Qua nhiều năm như vậy, phí trưởng cục một mực rất chiếu cố tiêu phàm, đang vì hắn bảo trì cán bộ thân phận đồng thời, cho hắn 100% tự do. Thời khắc mấu chốt, tiêu phàm từ cũng phải cấp phí trưởng cục giúp điểm bận biểu. Nhưng chỉ có tiêu phàm tự mình biết, hắn sở dĩ chỉ hoãn đi sông Hán bất hành trình, chuyên chạy tới tham gia cái này hội liên hoan, mục đích thật sự đến cùng là cái gì. Đức Mây khách sạn là tông giáo cục xác định vị trí khách sạn, dựa theo tứ tinh cấp tiêu chuẩn kiến tạo, tại trước mắt thủ đô, chưa nói tới xa hoa nhất, tự nhiên cũng chưa nói tới bất nhập lưu, trung thượng tiêu chuẩn đi. Tông giáo cục mỗi có yến hội, tiệc rượu, đều tuyển tại Đức Mây khách sạn tổ chức. Hôm nay hội liên hoan, kỳ thực chính là cái tiệc rượu. Đạt nhĩ giác lạt ma không khỏi thức ăn mặn, cũng không kỵ rượu, đây là bọn hắn giáo nghĩa cho phép. Đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo giáo nghĩa cùng giới luật có khác nhau rất lớn. Tiêu Phàm đã sớm hoàn thành mình nhiệm vụ, cùng đạt nhĩ giác lạt ma nắm tay, hàn huyên vài câu, liền bưng lên một chén trà xanh, ngồi tại tiệc rượu đại sảnh một góc, mặt mang mỉm cười, chậm rãi thưởng thức trà, nhìn xem trong sân hết thảy. Lần này, Tân Lâm không có đứng tại bên cạnh hắn. Tại hết thảy cùng loại trường hợp, Tân Lâm cũng sẽ không công khai lộ diện. Giống như vậy mang theo rõ ràng chính trị ý vị tiệc rượu, quy củ vẫn tương đối nghiêm, tất cả mọi người mang theo mặt nạ, lời nói ở giữa nho nhã lễ độ cùng một chút thịnh đại ngoại giao tiệc rượu tương đối mà nói tại dạng này rượu sẽ lên liền có một ít đặc biệt tình hình rất khó nhìn thấy tỷ như nói tiểu thâu đúng liền là kẻ trộm càng là thịnh đại ngoại giao tiệc rượu có mặt nhân viên ngoại giao càng nhiều tiểu thâu thì càng nhiều là thật trộm đồ trực tiếp từ người ta trong túi ra bên ngoài móc bị trộm người mãi mãi cũng không sẽ phát hiện mà lại sẽ chế tạo cơ hội để người đem đồ vật trộm đi đa số tiểu thâu đều là y quan sở sở, như đồng hồ đường đường quan ngoại giao. Nói trắng ra, chính là đang trao đổi tình báo. Hôm nay cái này tiệc rượu, cùng như thế trường hợp khác biệt, không cần dùng phương thức như vậy đến tiến hành tình báo trao đổi, cho nên cũng sẽ không có tiểu thâu. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Tiêu phàm một ly trà chưa uống xong, tiểu thâu liền xuất hiện. Một cái chân chính tiểu thâu, thân phận bây giờ là tử hội nhân viên phục vụ nhìn qua ba mười mấy tuổi không đến bốn mươi tuổi, âu phục dày da, ăn mặc cùng nhau dòng rã, trong tay bưng một cái khay, trong đám người xuyên qua tới lui, thuận tiện những khách nhân lấy dùng khay bên trong rượu đổ uống. Vị này nhân viên phục vụ vóc dáng không cao, tối đa cũng liền 1m65 dáng vẻ, dáng dấp coi như chu chính, chỉ là biểu lộ thoảng qua có chút cứng nhắc. Nhưng cái này không quan trọng, sẽ không có người đi để ý một cái bình thường nhân viên phục vụ phải trang tiếu yếp như hoa khai tử tư thế 10 điểm tiêu sái, động tác trôi chảy, nâng rượu trong đám người đi vòng, nhẹ nhàng linh hoạt như yến, tuyệt sẽ không đập đến đụng phải khách nhân, nghiệp vụ thành thạo vô so. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nhiều hứng thú tiếu dung. Hắn quả thật đến, trộm vương chi vương ra cắt ánh huy, nghe nói trên thế giới này, không có ra cắt ánh huy trộm không đến đồ vật. Chỉ cần hắn muốn trộm, dù là người đem đồ vật giấu ở toàn thế giới sang quý nhất trong tủ bảo hiểm, cộng thêm thập nhị trọng phòng hộ, tại gia cát ánh huy trước mặt đều thùng rỗng kêu to hắn nhất định có thể đem người đồ vật cho trộm đi đương nhiên đây là giang hồ truyền văn không khỏi có khuyết đại chi ngại nhưng có thể có loại này nghe đồn bản thân liền đã chứng minh gia cát ánh huy trộm kỹ cao minh nếu không làm sao người ta không đi nghe đồn người khác hết lần này tới lần khác muốn nghe đồn hắn đâu có quan hệ gia cát ánh huy nghe đồn xa không chỉ như vậy một điểm có rất nhiều tỷ như gia cát ánh huy mình Liên Tuyệt không thừa nhận mình là Trộm Vương Chi Vương, không dám nhận. Gia Cát Ánh Huy nói, tại Italia còn có một vị cao thủ, trộm ký ở trên hắn, cái kia ngoại hiệu gọi là tay của thượng đế Italia lão, mới thật sự là Trộm Vương Chi Vương, toàn thế giới độc nhất vô nhị trộm giới đệ nhất cao thủ. Gia Cát Ánh Huy đã từng cùng hắn luận bàn qua, Cam Bái Hạ Phong. Cho nên, Gia Cát Ánh Huy tự xưng Gia Cát tướng quân. Cái này điển cố, xuất từ cổ long tiên sinh tiểu thuyết sở lưu hương truyền kỳ. Sở Hương Soái danh xưng đạo Soái là kẻ trộm Chi Vương, cướp bên trong Chi Soái. Trong sách còn có một vị trộm giới cao thủ, trộm kỹ gần với Sở Hương Soái, Hào Lý Đại tướng quân. Gia Cát Ánh Huy liền tự nhận Đại tướng quân, trộm kỹ thứ hai. Nhưng ai cũng không tin, dù sao cũng không ai thấy qua vị kia tay của thượng đế. Quỷ biết trên thế giới này có hay không một người như vậy? Có lẽ căn bản chính là Gia Cát Ánh Huy mình bịa đặt, làm vì chính mình trong suy tưởng muốn siêu việt đối tượng. Cái gọi là chỗ cao không thắng hàn, tại Đông Phương, chỉ ít còn không có người thấy trộm kỹ càng tại Gia Cát Ánh Huy phía trên Gia Hỏa. Đối với có thể tại nào đó cái lĩnh vực đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới người, tiêu phàm đều sẽ coi trọng mấy phần. Bất kể nói thế nào, đây chính là năng lực. Về phần trộm vương chi vương có phải là đáng giá tán thưởng, vậy liền coi là chuyện khác. Tiêu phàm biết, Gia Cát Ánh Huy tối nay nhất định sẽ xuất hiện hắn là hướng về phía đạt nhĩ giác lạt ma tùy thân mang theo kia quyển mật tông thánh kinh dưới cuốn tới. Đạt nhĩ giác lạt ma tùy thân mang theo cái này quyển thánh kinh hạ quyển, không thể coi thường. Nghe nói là mật tông đại hoạt Phật tông giác ba đại sư năm đó minh ngộ đại đạo thời điểm chỗ tự viết tâm đắc cảm ngộ, chia làm thượng hạ hai quyển, được tôn sùng là mật tông hoàng giáo thánh vật một trong. Đạt nhĩ giác lạt ma mang theo quyển kinh văn này vào kinh thành, là để tỏ lòng thành ý, hứa hẹn có thể giao cho tông giáo cục sao chép một phần, làm nghiên cứu chi dụng. Mà Thánh Kinh Thượng Quyền thì không có nói ra, Tông giáo cục lãnh đạo tự nhiên cũng sẽ không sách cái đề tài này để tránh gây nên không nhanh. Gia Cát Ánh Huy hiện tại trộm đồ hoàn toàn là bởi vì hứng thú. Quyền Kinh Văn này có thể tính phải là một cái rất không tệ mục tiêu. Hắn trộm quyền Kinh Văn này tuyệt không phải vì bán lấy tiền. Một người có được trộm vương chi vương dạng này ngoại hiệu, nếu như còn muốn vì tiền mà phiền não lời nói, quả thực chính là thằng ngu nhưng ngớ ngẩn là thành không trộm vương chi vương, cho nên, đây là cái nghịch lý. Gia Cát Ánh Huy lần này xuất thủ, chỉ là muốn thỏa mãn mình một loại nào đó. Cứ việc tiệc rượu cũng có nhất định các biện pháp an ninh, dù sao đạt nhĩ giác lạt ma là thủ lĩnh lớn lạt ma đặc sứ, thân người an toàn nhất định phải đạt được bảo hộ. Lại không người nghĩ đến, lạt ma tùy thân mang theo thánh kinh sẽ trở thành tên trộm hạ thủ mục tiêu, không phải các biện pháp an ninh sẽ còn lại đề cao một cái cấp bậc. Nhưng kia cũng sẽ không có tác dụng chỉ cần ra cắt ánh huy đến, cái này quyển thánh kinh liền đã có thể tính là vật trong túi của hắn. Tiêu phàm thưởng thức thanh mùi thơm khắp nơi nước trà, mặt mang mỉm cười nhìn xem vóc dáng thấp bé nhân viên phục vụ tại trong lúc lơ đãng đi tới đang cùng phí trưởng cục nói chuyện phiếm nói chuyện đạt nhĩ rắc lạt ma bên người. Nhìn xem hắn từ lạt ma trên thân dễ dàng lấy đi một cái màu vàng phong bì kinh quyển, thuận tay lại đem một cái đồng dạng nhan sắc đồng dạng thể tích kinh quyển trả về. Thâu thiên hoán nhật trong nháy mắt hoàn thành, động tác huyền như hành vân như nước chảy, có thể xưng cảnh đẹp ý vui. Nguyên lai like, vô luận như thế làm việc đạt tới cảnh giới tối cao thời điểm, đều sẽ để người cảnh đẹp ý vui. Đạt nhĩ giác lạt ma, phí trưởng cục cùng khách nhân chung quanh, không có bất kỳ người nào phát giác ra cắt ánh huy tiểu động tác. Ra cắt ánh huy đắc thủ về sau, thậm chí không có lập tức rời đi tiệc rượu hiện trường, mà là bưng đĩa tiếp tục qua lại trong đám người, thẳng đến trong mâm cuối cùng một chén đổ uống bị một vị nữ sĩ lấy sau khi đi, phách lối đến cực điểm nhân viên phục vụ mới một tay xoay chuyển đùa bỡn khay, tiêu sái rời đi hội trường. Gia Cát Ánh Huy nếu như đặc biệt lưu ý một chút lời nói, liền sẽ phát hiện, tại hắn trước khi rời đi, tiêu phàm đã trước một bước đi. Trộm vương chi vương mới sẽ không đi chú ý dạng này một cái tông giáo cục trẻ tuổi tiểu cán bộ. Rất nhanh, hắn liền bước chân nhẹ nhàng xuất hiện tại đức mây khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Bất quá lúc này Gia Cát Ánh Huy, sớm đã đổi phục sức, một thân hợp thể ác nam trang, tay phải vung lấy một chuỗi chìa khóa xe, không chậm không nhanh hướng bãi đậu xe dưới đất một góc đi đến, mang trên mặt hài lòng mỉm cười. Nếu như không phải vóc dáng tương đối thấp nhỏ, dáng người quá không đáng chú ý, thời khắc này trộm vương chi vương, cũng coi như phải là một vị phong độ nhẹ nhàng Mỹ Nam Tử. Ở trên người hắn, tuyệt đối không nhìn thấy một tơ một hào tiểu thâu hèn mọn khí tức. Chỉ có trộm vương chi vương vương giả phong phạm, có một câu thường xuyên treo ở ra các tướng quân bên miệng, làm tiểu thâu, cũng là có thể rất có phong độ. chương 21, Tuyết vực đao vương. Trộm vương lương hảo tâm tình, tại đi đến xe của mình trước cửa bị phá hư. Ra các ánh huy bắn tới chính là một đài hết sức bình thường Zeta xe, tại đức mây khách sạn bãi đậu xe dưới đất, hoàn toàn không thấy được, trên cơ bản bảo an nhân viên ai cũng sẽ không đi chú ý dạng này một đài phổ thông xe nhỏ. Làm trộm vương, nhiều khi kỳ thật cùng làm đặc công là một cái đạo lý, vô luận bề ngoài, trang phục hay là phương diện khác, biểu hiện được càng phổ thông càng bình thường càng tốt, càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cũng thuận tiện an toàn rút lui. Một chút phim ảnh TV kịch bên trong, tại trường hợp công khai chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ nhân viên đặc công nam xoái ngốc nữ tịnh chết, trừ đạo diễn não tàn, lại không có khác bất kỳ giải thích nào. Xoái khí nam đặc công cùng tịnh lệ nữ đặc công không phải là không có, có, mà lại rất nhiều nhưng bọn hắn chấp hành chính là câu dẫn nhiệm vụ, không phải giết người phóng hỏa. Zeta xe khóa cửa bị người làm tay chân. Cái này khỏi phải trộm vương tiêu chuẩn. Cho dù ai đều có thể liếc mắt liền nhìn ra tới. Là loại kia bạo lực hình phá hư, trực tiếp giữ cửa khóa cùng cửa xe đều cho cả biến hình. Ra cắt ánh huy biết có chút bất thường. Hắn thanh Zeta xe đặt tại bãi đỗ xe một cái góc, quẹo góc liền có một cái khẩn cấp sơ tán cửa. Hơi địa phương xa còn có khác một cái thông đạo tuyệt không có cái kia cao tiêu chuẩn tên trộm sẽ đem mình đặt chỉ có một đầu đường ra tuyệt địa. Gia Cát Ánh Huy lập tức đem chìa khóa xe thu lại, dự định từ kia phiến khẩn cấp sơ tán cửa rút lui. Quyết tâm của hắn rất quả quyết, động tác cũng rất nhanh nhẹn. Nhưng là, vẫn như cũ chậm một bước, chờ hắn xoay người thời điểm, liền thấy một người, đang từ từ hướng hắn đi tới. Một cái lạt ma, ước chừng ba mười mấy tuổi, mặc màu vàng tăng bào, tóc ngắn, chân trần, vóc dáng cao gầy, cánh tay kỳ dài, bàn tay đặc biệt lớn, trên mặt nếp nhăn tung hoành, giống như là dùng đao ở trên mặt ngạnh sinh sinh điêu khắc ra, như là vách núi treo leo bên trên điêu khắc, tràn đầy mưa gió tuế nguyệt tang thương. Lạt ma biểu lộ, cũng giống như băng lãnh nham thạch, không có một tơ một hào sống động, rét cam cam. Lạt ma bước chân không nhanh, mỗi một bước đều rất kiên cố. Mặc dù hắn đánh lấy chân trần nhưng mỗi một bước rơi xuống, nghe vào ra cắt ánh huy trong tai, lại ẩn ẩn có âm thanh sấm sét bởi vì cái này lạt ma xuất hiện, lúc đầu lộ ra có mấy phân nóng bước bãi đậu xe dưới đất, lập tức trở nên lạnh lẽo, tựa hồ xung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống mấy độ, phảng phất hướng ra cắt ánh huy đi tới, không phải một người, mà là một cái núi tuyết. Mỗi tiếp cận một bước, nhiệt độ không khí liền trở nên lạnh một phân. Tuyết vực đao vương, gãy xiết phải khô, ra cắt ánh huy tốt đẹp tâm thái rốt cuộc bị phá hư phải không còn một mảnh, hai mắt bỗng nhiên hít mắt khâu lại, bắn ra ánh sáng sắc bén, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Hắn nghe nói qua người này, thủ lĩnh lớn lạt ma bên người thứ nhất thị vệ, mật tông hoàng giáo đệ nhất cao thủ, tuyết vực cao nguyên đệ nhất dũng sĩ. Người giang hồ xưng tuyết vực đao vương, uy danh xa dương, đan tăng nhiều cát, tuyết vực đao vương nói ra tên của mình, thanh âm cùng hắn bề ngoài đồng dạng, lạnh như băng, không có chút nào ấm áp, càng không mang mảy may tình cảm. Đan tăng nhiều cát, dấu truyền Phật giáo kim cương hộ pháp, ta biết, gãy xiết phải khô là mọi người đối ngươi tôn sưng, các người dân tộc anh hùng vĩ đại nhất. Gia Cát Ánh Huy nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo, trên mặt lại lộ ra loại kia chẳng hề để ý tiếu dung, cổ tay khẽ đảo, trong tay liền nhiều một đoạn đen nhánh ngắn côn sắt, ước chừng dài một thước ngắn. Gãy xiết phải khô là tuyết vực cao nguyên nổi tiếng đại anh hùng, truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ, gãy xiết phải khô vì bảo hộ nghèo khổ dân chăn nuôi, một mình cưỡi ngựa, tay cầm một thanh tàng đao, hướng hoành hành bá đạo chủ chăn nuôi, thủ lĩnh khai chiến, cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Vì kỷ niệm vị này truyền kỳ anh hùng, tàng đao được xưng là gãy đao. Tuyết vực đao vương vũ dũng hơn người, uy danh chấn động toàn dấu, liền được người tôn xưng là gãy xiết phải khô. Hắc hắc, không nghĩ tới vì đối phó ta, ngay cả ngươi đều phái ra, ta ra các tướng quân thật là có mặt mũi. Hiển nhiên tuyết vực đao vương từng bước một tới gần, ra cắt ánh huy ngược lại lộ ra tiếu dung, thân thể lại có chút cung lên, bày ra toàn bộ tinh thần đề phòng tư thái. Hắn biết không cần thiết lại đi mặt khác hai cái lối đi tìm vận may. Đã đan tăng nhiều cát ở đây chờ hắn, ngay cả xe của hắn khóa đều phá đi, làm sao có thể lại để lại cho hắn mặt khác hai đầu trốn con đường sống. Đừng nhìn ra cát ánh huy cười nói yên yến, tựa hồ không để ý, kỳ thực đã tại âm thầm kêu khổ. Trước đó, đối với đan tăng nhiều guitar là nghe đại danh đã lâu, lại chưa từng gặp mặt, càng chưa từng giao thủ không biết vị này danh chấn tuyết vực đao vương đến cùng cường hãn đến loại trình độ nào nhưng gia cát ánh huy một chút đều không muốn đi dò xét tuyết vực đao vương là danh phù kỳ thực cũng tốt là hữu danh vô thực cũng tốt đều cùng hắn gia cát tướng quân không liên quan hắn chỉ muốn thanh thứ mình thích trộm đến tay cầm đi về nhà chậm rãi dám thưởng thưởng thức mới không muốn làm liều mạng loại này không có một chút kỹ thuật hàm lượng sự tình kia là mãng phu mới làm ra sự tình trộm vương chi vương dựa vào là trí tuệ bất quá đối mặt tuyết vực đao vương từng bước ép sát, trộm vương trí tuệ lần này sợ là không hay quản lý dùng, thật đúng là phải liều mạng mới được. Chỉ bằng vào đan tăng nhiều cắt cỗ khí thế này, tựa hồ cũng không lớn giống như là chỉ là hư danh hạng người. Đan tăng nhiều cắt tại 3 mét bên ngoài rừng bước, lạnh lùng đe dọa nhìn ra cắt ánh huy, kia ánh mắt lạnh như băng, làm cho ra cắt tướng quân vụng trộm dùng mình một cái. Mẹ nó, ra hỏa này thật là dùng khối băng điêu ra sao. Trộm vương, Thanh chân kinh thượng quyển giao ra, Đan Tăng nhiều cát chậm rãi nói, "Cái gì chân kinh thượng quyển? Không có a, à, Người tìm nhầm người." Ra Cát Ánh huy nhún vai, rất vô tội nói, trong đầu âm thầm kêu khổ. Hỏng bét hỏng bét, nguyên lai like mấy tên khốn kiếp này đã sớm biết chân kinh thượng quyển là bị mình trộm đi, như vậy lúc này cái gọi là chân kinh hạ quyển, khẳng định chính là cái bộ cố ý dọn xong chờ hắn mắc câu. Mình tựa như cái đồ đần đồng dạng, đần độn rơi tiến vào người ta thiết kế tốt lắm trong cạm bẫy giao ra chân kinh thượng quyển, mình cắt xuống ngón cái tay phải, người đi. Nếu không, chết, tuyết vực đao vương lạnh như băng lời nói, từng chữ từng chữ chen tiến vào ra cắt ánh huy trong lỗ tai, đâm vào hắn não nhân từng đợt đau nhức. Uy, người thật tìm nhầm người, chân kinh thượng quyển ta thật không có cầm. Trộm vương chi vương còn đang rảo biện, nói đùa cái gì, giao ra chân kinh thượng quyển cũng là thôi, tự đoạn ngón cái tay phải, đây không phải là muốn hắn tự phế võ công a à không có ngón cái tay phải ra cắt tướng quân còn tính là gì trộm vương chi vương. Ngay cả bình thường nhất khóa cửa đều mở không ra, ngay cả dưới nhất chờ tiểu mau tặc cũng không sánh nổi. Ra cắt ánh huy một câu nói còn chưa dứt lời, đàn tăng nhiều cắt liền động, hàn quang lóe lên, trong tay phải nhiều một thanh đoản đao, đen nhánh chuôi đao, sáng như tuyết mũi nhọn, dài ước chừng 30 công phân, tại bãi đậu xe dưới đất dưới ánh đèn lờ mờ, lóng lánh lãnh khóc quang mang. Sau một khắc, đan tăng nhiều cát vừa xài bước ra, Nháy mắt liền đến ra cắt ánh huy trước mặt, trong tay gãy đao ở giữa không trung mang ra một chuỗi cái bóng, như thiểm điện cắt về phía cổ của hắn động mạch. Vương Bát Đản, ra cắt ánh huy giật mình kêu lên, thân thể nhàn rỗi phía bên phải trốn tránh, đồng thời nâng tay lên bên trong ngắn côn sắt, hướng gãy đao nghênh đón tiếp lấy. Cái này hỗn đàn ác như vậy, nửa điểm giả tá cũng vô, nói đánh là đánh. Vụt, không trung tuôn ra một giải hỏa tinh, ta dựa vào, ra cắt tướng quân kêu to một tiếng thân thể lảo đảo lấy lui mấy bước, chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, cánh tay phải từng đợt run lên, ngắn côn sắt kém chút liền rời tay mà bay. Quả nhiên không hổ là tuyết vực đao vương, cái này đoạn đao bên trên bám vào kinh lực thật là kinh người. Cảm giác bên trên, vừa rồi ra cắt ánh huy không phải cùng một thanh thước dài đoạn đao đối kháng, mà là bị lang nha bổng vào đầu đập xuống. Nghe nói đan tăng nhiều cắt cái này lưu phái đỉnh tiêm hảo thủ, vì rèn luyện thể lực của mình cùng sức chịu đựng, sẽ giữa mùa đông xuống đến nhã lỗ giấu vải sông dưới thác nước đi luyện đao, lấy huyết nhục chi khu cùng tự nhiên chi lực tiến hành trực tiếp đối kháng, không ngừng rèn luyện chính mình. Trước kia, Gia Cát Ánh Huy đối cái tin đồn này khiến mũi coi thường. Đây không phải là luyện công, kia là tự ngược, hiện tại xem ra, cái tin đồn này rất có thể là thật. Gia Cát Ánh Huy mặc dù cũng không phải là dùng võ công cao cường mà nghe tiếng, nhưng thân là trộm vương chi vương, toàn thế giới tung hoành tới lui, dưới tay nếu không có mấy phân bản lĩnh thật sự, 10 cái gia cát tướng quân cũng đã sớm chết vỉnh vỉnh, chỗ này có thể sống đến hôm nay. Dám cầm cây phá cây gậy liền cùng tuyết vực đao vương đối đầu, có thể thấy được cái này tặc nhân đối với mình cũng là tương đương tự phụ. Đan tăng nhiều cắt một đao đã ra, không có nửa phân trì trệ, như bóng với hình kéo đi lên, trong tay đoàn đao như lưu tinh kinh thiên, lần nữa bổ xuống, so vừa rồi một đao kia tốc độ càng nhanh, thế nói mạnh hơn hắn vóc dáng so ra cắt ánh huy cao một cái đầu, tay dài chân dài, đè ép ra cắt ánh huy đánh, chỉ từ trên thể hình nhìn, như là diều hâu vồ gà con. Móa, ác như vậy, ra cắt ánh huy miệng bên trong tiểu vụn vật không ngừng, trên tay nhưng cũng nghiêm túc, liều mạng ngăn cản. Bất quá lần này thảm hại hơn, hắn trực tiếp bị đánh phải đụng vào khác một đài ô tô đuôi dương, ngắn côn sắt kém một chút liền thật ném. Uy, to con, dừng tay, người bây giờ giết ta cũng vô dụng, chân kinh thượng quyển thật không có mang tại trên người ta, ai mẹ hắn sẽ đem mắc như vậy nặng đồ vật tùy thân mang theo có phải là. Ai nha, mẹ nó, trong tiếng kêu sợ hãi, ra các tướng quân trên cánh tay đã nhiều một đường vết rách, đắt đỏ ác mani lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. To con người đùa thật, lão tử cùng ngươi liều, ra các ánh huy hô to gọi nhỏ, vung vẩy côn sắt, liều chết ngăn cản. Ai nha, mẹ nó, mẹ nó thanh âm, không rước bên tai, Mỗi một câu mẹ nó lối ra trước đó, ra các tướng quân trên thân nhất định phải trước biểu ra một đạo máu tươi, trong khoảnh khắc liền bị chém vào mình đầy thương tích, ác biến thành huyết y. Cái này hay là bởi vì muốn từ trong tay hắn cầm tới chân kinh thượng quyền, đan tăng nhiều cắt hạ thủ lưu tình, không phải thứ bảy đao liền cắt đứt hắn động mạch cổ. Trộm vương chi vương không khỏi muốn lật thuyền trong mương, tại đức mây khách sạn bãi đậu xe dưới đất biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Dừng tay, mẹ nó, mau dừng tay, lão tử thanh chân kinh thượng quyển giao cho ngươi còn không được sao. Còn đánh, trộm vương chi vương rốt cuộc ngăn cản không nổi, chuẩn bị đầu hàng. Đan tăng nhiều cắt cổ tay rung lên, ngừng lại, sáng như tuyết đao phong bên trên, máu tươi một chút xíu nhỏ xuống, hai mắt cắt gao tiếp cận ra cắt ánh huy, đưa tay trái ra. Lấy ra, thao, xem như ngươi lợi hại, lão tử nhận không may. Ra cắt ánh huy sắc mặt tái nhợt, hô hô thở mấy khẩu đại khí, thì thầm trong miệng, đưa tay đến trong túi áo trên đi móc đồ vật. Đan tăng nhiều cát không chớp mắt tiếp cận hắn. chương 22, mèo muôn lớn. Cho ngươi, bỗng nhiên bên trong, ra cắt ánh huy tay một dương, bạch mang lóa mắt, lại là ba cái ngân châm bắn thẳng đến đan tăng nhiều cát mặt. Ngay sau đó một tiếng vang nhỏ, một đoàn xương mù tại giữa hai người vỡ ra, nháy mắt liền đem ra cắt ánh huy thân thể hoàn toàn che khuất. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đan tăng nhiều cát tay áo hất lên, ba cái ngân châm đều thu đi, đao quang lóe lên, cả người như mũi tên, thẳng tắp bắn qua bỗng nhiên dâng lên đại đoàn xương mù, hướng về phía trước đánh tới. Ta dựa vào, người biến thái A, liền như thế chậm phải dừng một chút, ra cắt ánh huy đã lách mình đi hơn 10 mét bên ngoài. Nguyên bản cũng không có trông cậy vào ba cái ngân châm thật có thể thương tổn được danh xưng đao vương tuyết vực đệ nhất dũng sĩ, chỉ là gia cắt ánh huy trong lúc nguy cấp xuất ra ve sầu thoát xác kế sách. Bình thường đến nói, đều rất có tác dụng. Đối thủ đồng dạng đều sẽ luống cuống tay chân một hồi lâu, có như thế điểm công phu, đầy đủ ra cắt ánh huy trốn đi. Đánh nhau hắn không phải đan tăng nhiều các đối thủ, luận đến chạy trốn, trộm vương cũng không sợ đao vương. Ai ngờ đan tăng nhiều các căn bản liền không để ý tới hắn bom khói bên trong có cổ quái hay không, trực tiếp liền từ trong xương khói giết tới đây. Ra cắt ánh huy chỉ nghe sau lưng tiếng thét đột khởi, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại, sáng như tuyết gãy đao cách cổ của mình đã bất quá mấy bước xa lần này gia cát tướng quân quả nhiên là vong hồn đại mạo gia hỏa này cũng quá biến thái hung hãn không sợ chết a trong lúc này dù là trộm vương chi vương trí kế bách xuất cũng đã không kịp khai thác bất luận cái gì ứng đối biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lóng lánh tử vong hàn mang gãy đao mang theo rét căm căm khí tức thẳng đến mình non mềm cái cổ đâm tới một tiếng yêu kiều liền ở thời điểm này lại một đạo hàn quang trói mắt do trời mà hàng vượt qua gia cát ánh huy đỉnh đầu thẳng đến tuyết vực đao vương. Phụt phụt, liên tiếp bảy lần thanh thúy tiếng sắt thép va chạm liên miên bất tuyệt vang lên. Tuyết vực đao vương liền lùi lại bảy bước, như là nham thạch lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, gắt gao chừng ở cách đó không xa tuổi trẻ nữ lang, dáng người thon thả, dáng vẻ thước tha mềm mại, khiết trắng như ngọc trong bàn tay nhỏ, một thanh cực mỏng cực nhỏ nhuyễn kiếm chỉ hướng tuyết vực đao vương, ung dung dung động động không ngừng. Ngươi là ai? Đan tăng nhiều cắt lạnh lùng hỏi bị người liền công bảy chiêu, mình liên tục ngăn chặn bảy đao, thế mà đằng không xuất thủ đến đánh trả một chiêu, cứ việc đối mới là tập kích xuất thủ, loại tình hình này đối với tuyết vực đao vương mà nói, vẫn như cũ là trước nay chưa từng có. Tuyết vực cao nguyên đệ nhất cao thủ lập tức ý thức được mình gặp gỡ đối thủ chân chính. Cùng trộm vương chi vương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Bỏ qua hắn, tân lâm không đáp đan tăng nhiều các lời nói, từ tốn nói. Không có khả năng, Đan tăng nhiều cát hừ lạnh một tiếng, hít một hơi thật sâu, ngực tăng y phồng lên, chậm rãi dơ lên trong tay gãy đao, mặt mũi tràn đầy ngưng thần vẻ đề phòng, hoàn toàn không phải vừa rồi đối ra cát ánh huy lúc nhẹ nhõm. Tân lâm ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, Nguyễn Kiếm đã đình chỉ rung động, thẳng tắp hướng về phía trước, chỉ vào đan tăng nhiều cát. Biến khởi khoảng khắc, ra cát ánh huy cũng nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ ràng cho lắm. Có trời mới biết cái này cứu tinh là từ đâu giết ra đến càng không biết người ta tại sao phải cứu hắn. Bất quá có một chút, trộm vương là minh bạch lúc này không đi, chờ đến khi nào. Ra cắt ánh huy cong người một cái, từ một đài trên xe nhỏ nhảy lên mà qua, hướng na đầu khá xa thông đạo phóng đi, ở nơi đó, hắn còn lưu lại một bộ dự bị xe nhỏ. Trộm vương chi vương khẽ động, tuyết vực đao vương cũng động, một tiếng gầm nhẹ, trong tay gãy đao vung vẩy như vòng, trực tiếp hướng tân lâm đánh tới. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem ra cắt ánh huy chạy mất, truy hồi tông lạc ba đại sư tử viết kinh văn thượng quyển là thủ lĩnh lớn lạt ma cho hắn dưới tử mệnh lệnh kết thúc không thành nhiệm vụ này hắn liền không cần trở về bị lớn lạt ma trách phạt ngược lại là thứ yếu mấu chốt là tuyết vực đao vương gánh không nổi người này mật như châu ngọc rơi bàn đao kiếm giao minh thanh âm lại lần nữa vang lên ngay từ đầu còn tiết tấu rõ ràng sau một khắc liền nối liền cùng nhau biến thành một cái vụt trường âm lại cũng không phân biệt ra được bọn hắn đến cùng giao thủ bao nhiêu hồi hợp Hóa, đều là biến thái. Nghe đao này kiếm giao minh khủng bố thanh âm, ra các tướng quân trong đáy lòng một luồng hơi lạnh nhàn rỗi dâng lên, nhịn không được hận hận mắng một câu. Hóa ra vừa rồi đan tăng nhiều cắt còn không có đem hết toàn lực. Không phải, hắn cũng không phải là toàn thân khắp nơi ra bên ngoài nhỏ máu, mà là trên cổ mở một cái lỗ hổng lớn, ủng ục ủng ục ra bên ngoài bốc lên máu. Lại mặc kệ cô bé kia đến cùng là ai, có phải là có thể đỡ nổi đan tăng nhiều cát? dưới mắt trộm vương đảo mệnh quan trọng. Ba chân bốn cẳng vò tới một đài màu đen Toyota xe con trước đó, đưa tay mở cửa xe, đặt mông an vị tại trên ghế lái. Ta dựa vào, ngươi là ai? Sau một khắc, ra các tướng quân lại nhảy dựng lên, trừng lớn hai mắt, không khỏi kinh hãi tiếp cận chỗ ngồi kế bên tài xế một tên nam tử trẻ tuổi. Lấy trộm vương chi vương ánh mắt sắc bén, lên xe trước đó thế mà không có phát hiện chỗ ngồi kế bên tài xế sớm đã ngồi một người. Không đúng, trong xe này còn giống như không chỉ ngồi một người. Ngay sau đó, Gia Cát Ánh Huy chỉ cảm thấy cái ót chỗ lạnh lẽo, bản năng phát giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ mình chỉ cần một có dị động, phía sau người kia sẽ tùy thời xuất thủ lấy tính mạng của mình. Gia Cát Ánh Huy không dám quay đầu, trong lúc vội vàng liếc qua kính chiếu hậu. Mẹ nó, quỳ ảnh cũng không thấy một cái, nhưng kia cỗ nguy hiểm chi cực khí tức, lại thật sự, cảm giác đau đã đè vào mình sau trên cổ. Ngươi! Ngươi vừa rồi cũng tại tiệc rượu hiện trường, ta gặp qua ngươi, ngươi là. Gia Cát Ánh Huy không dám loạn động, trong mắt mãnh chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới, mình quả thật gặp qua người trẻ tuổi này, tựa như là tông giáo cục cán bộ, còn cùng đạt nhĩ giác lạt ma nắm tay nói hai câu nói. Tiêu phàm liền cười, lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng. Gia Cát tiên sinh, ta nếu là ngươi, liền sẽ rời khỏi nơi này trước lại nói. Thanh âm êm dịu, khiến người tràn trề như mộc xuân phong, phảng phất hai người bọn họ là kết giao bạn cũ lâu năm. Được, ra cắt ánh huy cắn răng, nhẹ gật đầu, cũng không biết tại sao, cứ việc tiêu phàm nhã nhặn yên tĩnh, không có lộ ra một tơ một hào lệ khí, ra cắt ánh huy lại cảm thấy ra đầu run lên, không khỏi gấp trương vạn phân, đối tiêu phàm lời nói ra, xưa nay chưa thấy không có mở miệng phản bác. Gia Cát tướng quân chính là như thế tính cách, tuyết vực đao vương chém vào hắn máu thịt be bét, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lỗ hồng, hắn cũng chiếu mắng không lầm, Tại Dubai thất tinh cấp khách sạn xa hoa vô so trong tiệc rượu, giới chính trị muốn người, danh lưu cử giả tụ tập, ra các tướng quân phong độ nhẹ nhàng, xuyên qua trong đó, cùng dầu hỏa đại vương nâng chén uống rượu, cùng thế giới người mẫu nói đùa, không lộ mảy may sơ hở, nghiễm nhiên một phương cự phú. Nhưng ở bẩn thỉu nhất hỗn loạn khu ổ chuột, cũng giống vậy có thể nhìn thấy trộm vương chi vương cái bóng, cùng một đám người buôn bán nhỏ hỗn cùng một chỗ, uống nhất thấp kém rượu trắng, ăn nhất cay nồi lẩu, chỉ thiên mắng địa, ai cũng nhìn không ra đến hắn cùng những người kia khác nhau ở chỗ nào. Duy chỉ có cái này nhã nhặn nhu hòa người trẻ tuổi, lại cho hắn như thế áp lực cực lớn. Như thấy quỷ, ra cắt ánh huy tại nói thầm trong lòng một câu, thủ hạ lại là nửa điểm không trần chờ lưu loát nổ máy xe, linh hoạt vô cùng mở ra bãi đậu xe dưới đất. Mặc dù võ công của hắn so ra kém đan tăng nhiều cát, chỗ yếu hại hay là nghiêm nghiêm phòng bảo vệ, chịu đều là bị thương ngoài ra. Chỉ là chảy máu hơi nhiều, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cầm máu mới được. Toyota xe con rời đi Đức Mây khách sạn, chạy tiến vào một nhà khác khách sạn bãi đậu xe dưới đất, thế mà Lý Đức Mây khách sạn cũng không quá xa, ước chừng chính là gần 10 phút đường xe. Hai người từ trong xe xuống tới, cách đó không xa chính là thang máy. Gia Cát Ánh Huy cũng không muốn để người khác nhìn thấy hắn hiện tại toàn thân ra bên ngoài nhỏ máu khủng bố bộ dáng, dọa sợ người không nói, lập tức liền sẽ khiến chú ý từ bãi đậu xe dưới đất thang máy thẳng lên mình ở lại gian phòng tầng lầu là cái ý đồ không tồi. Mới vừa từ trong xe vừa đưa ra, bóng đen lóe lên, ra cắt ánh huy giật nảy mình, về sau liền lùi lại hai bước. Bị người chém vào máu thịt be bét, mạnh như trộm vương chi vương, cũng có chút thần hồn nát thần tính. Hóa, đợi đến thấy rõ ràng, ra các tướng quân rốt cục nhịn không được mắng một câu thô tục. Vậy mà là một con lão đại mèo đen, từ hơi ghế sau xe bắn thẳng đến mà ra, chuẩn xác vô cùng chui tiến vào tiêu phàm trong ngực. Nhọn lỗ tai dựng lên, lục oánh oánh mắt to trừng ở ra cắt ánh huy, hé miệng, meo một tiếng, hướng ra cắt ánh huy thử nhe răng. Bốn cái nanh trắng hiếu, biết bao dọa người, ra cắt ánh huy kìm lòng không được lại lui một bước, một cỗ không hiểu thấu hẳn ý lần nữa bay lên, cùng hắn mới lên xe lúc cảm giác giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ, vừa rồi để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, chính là cái này mèo muôn lớn. Mẹ nó, lão tử tung hoành giang hồ hơn 20 năm, vậy mà kém chút bị một con mèo dọa đến tẻ ra quần. Gia cắt ánh huy cơ hồ liền muốn chửi ầm lên, mèo muôn lớn từ tiêu phàm trong ngực nhô ra đến một cái móng vuốt, năm mai lợi chảo nhàn rỗi bắn ra, đen nhánh, sắc bén vô so. Mèo muôn lớn lục oánh oánh con mắt tiếp tục đe dọa nhìn ra cắt ánh huy, giống như là có thể nghe hiểu được hắn, ngay tại hướng hắn thị uy. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, ra cắt tiên sinh, hắc lân tính tình không được tốt, người tốt nhất đừng dẫn lửa nó. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Dùng một con mèo đến uy hiếp ta, ra cắt ánh huy quái khiếu, tuyết vực đao vương gãy đao đều không có hủ sợ lão tử. Đừng cho là ta hiện tại toàn thân nhỏ máu, liền thật đánh mất sức chiến đấu. Chỉ cần không phải lại đụng phải tuyết vực đao vương biến thái như vậy đối thủ, bình thường tráng hán, ba năm cái thật đúng là không để tại trộm vương trong mắt. Tiêu phàm cười cười, nói đây không phải uy hiếp, đây là lời khuyên. Hắc lân lực sát thương, là ngươi không tưởng được, nhìn xem hắc lân không hề tầm thường cực đại thân thể, nhìn nhìn lại nó kia vượt qua dài một tấc lợi trảo, ra cắt ánh huy nuốt ngụm nước miếng, khó được không tiếp tục phản bác. Ra cắt ánh huy không phải là không có kiến thức người, loại này mèo muôn lớn lực sát thương, có đôi khi thật vượt qua hung hãn đại cầu. Mèo động tác, nhưng so chó nhanh nhẹn phải nhiều, cái này tựa như là ly mèo hoa, nhất thuần chủng, thu hồi cùng mèo đen đối địch tâm tính, Gia Cát Ánh Huy bắt đầu từ kỹ thuật góc độ đến đối cái này mèo mun lớn tiến hành đánh giá, miệng bên trong chật chật tán thưởng. Ly mèo hoa là châu Á bản thổ mèo, đen nhánh rất ít gặp, thuần chủng càng hiếm thấy hơn, loại này thuần chủng màu đen ly mèo hoa, cực kỳ hiếm thấy, tại một chút yêu miêu nhân sĩ trong mắt, quả thực giá trị liên thành. Trộm vương quả nhiên hảo nhãn lực, tiêu phàm mỉm cười, mèo mun lớn cũng đem móng vuốt thu về, lười biếng hít mắt lại, không còn phản ứng ra cát ánh huy. Hóa, Vật gì tốt lão tử chưa thấy qua." Gia Cát Ánh Huy lại tại trong lòng lẩm bẩm một câu, cùng Tiêu Phàm cùng đi tiến vào thang máy. Chương 23: Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Gia Cát Ánh Huy tại cái quán rượu này mở gian phòng tại tầng 3. Đoán chừng đây là Gia Cát Ánh Huy tự nhận an toàn cao độ cực hạt, nói cách khác không tá trợ bất luận cái gì công cụ, hắn trực tiếp nhảy đi xuống cũng sẽ không thụ thương. Đương nhiên, đây là Gia Cát Ánh Huy, đổi một người có lẽ liền rơi óc vỡ toang. Tầng 3 cũng có 8-9 mét cao như vậy. May mắn từ bãi đỗ xe đến gian phòng, đều không có đụng phải những người khác. Lão huynh, họ gì đại danh, vừa vào cửa, ra cắt ánh huy liền hỏi, trong mắt lóe ra thần sắc tò mò. Đan tăng nhiều các tại bãi đỗ xe chờ hắn, nói còn nghe được, người ta vốn chính là đặt bẫy cho hắn chui. Cái này nhã nhận trầm ổn người trẻ tuổi cùng cái kia rất đột một giết ra đến nữ hài, lại không biết là lai lịch thế nào. Tiêu phàm cười cười, đáp tiêu một nhóm. Gia cắt ánh huy ở gian phòng này là rất phổ thông tiêu chuẩn ở giữa, công trình. Cái này rất phù hợp trộm vương ngành nghề phong cách, tận lực phổ thông, không hiển sơn, không lộ thủy, càng không khoe khoang. Tiêu tiên sinh, tiêu phàm khoát khoát tay, đánh gãy hắn, nói, gia cắt tiên sinh, người hay là trước xử lý một chút vết thương đi. Mặc dù đều là vết thương da thịt, nhưng chảy máu quá nhiều, thân thể sẽ trở nên rất hư nhược. Tốt, vậy liền mời tiêu tiên sinh chờ một chút. Đối tiêu phàm đề nghị này, ra cắt ánh huy cũng không phản đối, quay người liền tiến vào phòng vệ sinh, mới vừa đi vào lại nhô đầu ra, vừa cười vừa nói tiêu tiên sinh, người liền không sợ ta từ phòng vệ sinh chạy mất sao. Tiêu phàm cười một tiếng, nói không lo lắng, ra cắt ánh huy liền hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Cùng ra cắt ánh huy từ phòng vệ sinh lúc đi ra, phát hiện gian phòng bên trong thêm một người, chính là cái kia xuất thủ cứu hắn nữ lang. Tiêu một nhóm ngồi tại trong ghế, đã pha được trà nóng, nữ lang yên lặng đứng tại bên người của hắn, bình thản như nước, mảy may cũng nhìn không ra, trước đây không lâu, nàng vừa cùng tuyết vực đao vương như thế một cùng một mãnh nhân giao thủ qua. Nhìn qua, chẳng những không có thụ thương, liền y phục đều chỉnh chỉnh tề tề, tóc một tia bất loạn, phảng phất nàng một mực liền đứng ở chỗ này, cũng là không có đi qua. Gia Cát Ánh Huy lại đổi một bộ quần áo, không còn là Akmani, mà là rất phổ thông phục sức đã hành tung đã bại lộ, lại mặc hàng hiệu trang phục rêu rao khắp nơi, cũng không phải là như vậy phù hợp. Trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, da cắt ánh huy cũng không có nó dị thường của hắn, một chút cũng nhìn không ra hắn vừa mới bị người cắt bảy tám đao, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lỗ hồng. Hành tẩu giang hồ hơn 20 năm, thu hoạch được trộm vương chi vương to lớn danh khí, da cắt ánh huy sinh tồn năng lực cùng năng lực ứng biến không phải bình thường cường hãn. Nhìn thấy tân lâm, da cắt ánh huy nao nao, nói, nhanh như vậy liền vứt bỏ đao vương rồi. Tân Lâm lạnh nhạt nói, muốn giết hắn không dễ dàng, chỉ cần thoát thân lời nói, vấn đề không lớn. Gia Cát Ánh Huy lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên. Hai vị này đều không phải bình thường như nhân, lệch lại trẻ tuổi như vậy, thấy thế nào đều sẽ không vượt qua 30 tuổi. Trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ không ít, nhưng như vậy siêu quần bạt tụy, ngay cả tuyết vực đao vương đều không thể làm gì nhân vật, cũng không thấy nhiều. Tiêu tiên sinh, Nói trắng ra đi, người hôm nay cứu ta, tin tưởng việc sẽ không là vì hành hiệp trượng nghĩa. Ta ra cắt ánh huy chính là cái người xấu, người hành hiệp trượng nghĩa cũng không đáng cứu ta. Muốn ta làm cái gì, nói thẳng, ai, đã nói trước, nếu như là người của quốc an, vậy liền miễn. Người cứ việc thanh ta bắt lại, ta sẽ không đáp ứng bất kỳ điều kiện gì cứ việc đối mặt một cái có thể cùng tuyết vực đao vương sánh vai cao thủ cùng một vị càng thêm thâm bất khả chắc như nhân, Gia cát ánh huy vẫn như cũ rất ngạnh khí. Từ trước đến nay đặc lập độc hành, bản sự siêu quần gia hỏa, đều có nguyên tắc của mình, sẽ không tùy tiện cải biến. Hắn không cùng quốc an hợp tác, cũng có nói còn nghe được nguyên nhân. Gia Cát Ánh Huy một mực tự xưng là thuần túy người Giang Hồ, dựa theo Giang Hồ quy củ làm việc. Người Giang Hồ nếu như nhắc lên bí mật hành động, vậy liền không nói rõ được cũng không tả rõ được sẽ dần dần bị đồng đạo bài xích gia cát tiên sinh tiêu phàm vừa mới mở miệng liền bị gia cát ánh huy đánh gãy gia cát tướng quân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn gắt gao tiếp cận tân lâm miệng bên trong kinh a một tiếng kêu lên thật là cao minh thuật dịch dung vị cô nương này ngươi là môn nào phái nào truyền nhân chật chật cao minh như vậy thuật dịch dung liền xem như ta họ gia cát người nào đó cũng thấy không nhiều nói Lắc đầu liên tục, giống như là 10 điểm cảm thán dáng vẻ Tiêu phàm không khỏi bật cười Vị này trộm vương chi vương thật là một cái diệu nhân Cái này ngay miệng, còn có tâm tư tìm tòi nghiên cứu thuật dịch dung Tân Lâm từ tốn nói Người hay là trước quan tâm người tình cảnh của mình đi Gia Cát Ánh Huy vỗ chán một cái Nói, đúng đúng, người nhìn ta Tổng là vì những chuyện này chỉ hoãn chuyện đứng đắn Tốt ha, à, Tiêu Tiên Sinh Có điều kiện gì, nói ra nghe một chút Gia Cát Tiên Sinh chúng ta không phải người của quốc an. Tông giác ba đại sư ngộ đạo thời điểm tự viết kinh văn thượng quyển, mời lấy ra đi, ta muốn nhìn một chút. Tiêu phàm thưởng thức nước trà, không chậm không nhanh nói. Người cũng là vì quyển kinh văn này đến. Hóa, ta cho người biết đi, quyển kinh văn này đối với bọn hắn mật tông hoàng giáo đến nói, đương nhiên là bảo vật vô giá. Trong mắt ta, không phải là bất cứ cái gì, kinh văn kia, ta suy nghĩ nửa ngày, một câu đều nhìn không hiểu. Tiêu tiên sinh, Ngươi nếu không phải Phật tử, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, cầm không dùng. Ta nếu là ngươi, còn không bằng yếu điểm vật hữu dụng. Ta xem chừng, ta tiền chuộc, khẳng định không rẻ. Đã bị ngươi bắt được, ngươi cứ việc công phu sư tử ngoạm. Trên thế giới này, ta không bỏ ra nổi đến đồ vật, thật đúng là không nhiều. Ra cắt ánh nguy đầu một dương, rất ngạo khí bộ dáng. Lời này ngược lại cũng không phải hoàn toàn khoác lác, coi như hắn hiện tại không bỏ ra nổi đến, cũng có thể cho trộm đến tay. Trộm vương chi vương đại danh, chẳng lẽ là gọi không? Gia Cát Tiên Sinh, ta phải được văn, hóa, ngươi thật là tử tâm nhãn. Phải, ta biết, ngươi không tông giáo cục sao, làm không tốt ngươi thật đúng là có thể xem hiểu vật kia. Tốt, ta thanh kinh văn cho ngươi. Gia Cát Ánh Huy tay một dương, trong tay liền trống rỗng nhiều một cái màu vàng tơ lụa bao vây lấy quyển trục. Màu vàng tơ lụa hoa văn nhan sắc, cùng hắn mới vừa ở đạt nhĩ rác lạt ma trên thân trộm lấy quyển trục giống nhau như đúc. Tiếp lấy, giơ tay hướng tiêu phàm đã đánh qua, đứng tại tiêu phàm bên cạnh thân tân lâm tiến lên một bước, cổ tay trắng nhô ra, bắt lấy cái kia quyển trục, cẩn thận nghiệm nhìn qua về sau, mới đưa cho tiêu phàm. Ra cắt ánh huy xong nghi có chút híp mắt một chút. Nhìn cái này tư thế, tân lâm tựa như là tiêu phàm thiếp thân nha hoàn. Nha hoàn đều như thế khó lường, đơn đấu tuyết vực đao vương đan tăng nhiều cát, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, kia họ tiêu này người trẻ tuổi, đến cùng là loại nào thân phận. Tông giáo cục một vị cán bộ bình thường, cho dù ai cũng không thể như thế hàng hiệu. Tiêu phàm không để ý tới ra cắt ánh huy kinh ngạc, chậm rãi mở ra bao khỏa bên ngoài màu vàng tơ lụa, bên trong nguyên lai là một cái nho nhỏ ống tròn trạng đồ vật, lại mở ra cái này ống tròn, một quyển đen nhánh ra hàng ra liền rơi ra, vào tay 10 điểm mềm mại, là thượng hạng ra dê tiêu chế. Tiêu phàm liền trong tay, chậm rãi triển khai quyển gia cừu. Quyển gia cừu trên cùng là một vị tăng nhân tượng ngồi, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Căn cứ mật tông hoàng giáo kinh quyển ghi chép, đây là tông giác ba đại sư chứng đạo thời điểm bày ra tư thế, ngụ ý thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Lấy sức một mình khai sáng đại giáo, tông giác ba đại sư thật có dạng này tư cách. Về sau là lít nha lít nhít tự viết kinh văn, chữ viết phi thường viết ngoáy. Tân Lâm chỉ liếc một cái, lập tức liền có chút choáng đầu, lập tức nghiêng đầu qua không còn nhìn. Gia Cát Ánh Huy liền cười hắc hắc, xem không hiểu kinh văn người, xem ra không chỉ hắn trộm vương một cái. Cái này lại xinh đẹp lại võ nghệ cao cường nữ hài, cũng giống vậy xem không hiểu. Nhưng tiêu phàm hiển nhiên có thể thấy rõ ràng, từng chữ từng chữ nhìn, sắc mặt nghiêm túc, thân sắc chuyên chú, ngẫu nhiên miệng bên trong sẽ còn nhẹ nhàng nhắc tới một đôi lời, xem ra đã hoàn toàn đắm chìm ở kinh văn bên trong. Liên quan tới tông Giác Ba đại sư chứng đạo thời điểm tự viết kinh văn, mật tông hoàng giáo cũng không phải là không có văn dịch truyền thế. Nhưng văn dịch là văn dịch, nguyên tác là nguyên tác, khác nhau cực lớn. Văn dịch xuất từ hậu thế cao tăng xét tài định cấp, không khỏi mang theo hậu thế cao tăng quan điểm của mình, nói cách khác, văn dịch kinh quyển đã không thể thay đồng hồ tông Giác Ba đại sư đạo. Chí ít là không thể hoàn toàn đại biểu tăng thêm hậu thế cao tăng đạo. Kinh văn không dài, một quyển nho nhỏ trên gia cừu có thể viết xuống bao nhiêu chữ. Tiêu phàm lại trọn vẹn nhìn nửa giờ, sau đó chậm rãi khép lại quyển gia cừu, hai mắt khép hờ, lại mặc nghĩ một lát, mới mở to mắt, đem quyển gia cừu trang tiến vào ống tròn, chuyển tay giao cho Tân Lâm. Được rồi, kinh văn đã cho ngươi, ta có thể đi được chưa? Ra các ánh huy vỗ vỗ tay, đứng dậy, nói. Cứ việc có chút thịt đau, trộm vương nhưng cũng biết, đối mặt dạng này hai vị như nhân, muốn bắt về kinh quyển kia là không thể nào. Cuống hồ, nói xong đây là cảm tạ người ta xuất thủ cứu thủ lao của hắn, cũng không có lại đòi về đạo lý. Gia Cát Tiên Sinh, an tâm chớ vội, tiêu phàm mỉm cười khoát khoát tay, vững vàng ngồi ở chỗ đó, không có nửa điểm phải kết thúc nói chuyện ý tứ. Gia Cát Ánh Huy cũng không ngồi, hai tay ôm ngực đứng, mắt nhìn tiêu phàm, nói tiêu tiên sinh, người có phải hay không cảm thấy thủ lao này còn có chút không nhiều đủ. Không quan hệ, người nói, ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bất kể nói thế nào, chính ta cảm thấy ta cái mạng này hay là rất đáng tiền. Ngươi nhiều muốn chút thù lao, hoàn toàn hẳn là, không tính ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngữ khí mang theo ba phân trêu chọc, vị này trộm vương, thật đúng là cái đánh không chết trình rảo kim như thế tính nết. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, ra các tiên sinh, quyển kinh văn này, ta không muốn ngươi, chỉ là tạm thời do ta đảm bảo ba tháng. Trong vòng ba tháng, ngươi cầm tam trụ hoàn chỉnh, trường Xuân Hương, đến trao đổi ta sẽ đem kinh văn trả lại cho ngươi. Cái gì, tiêu phàm lời nói chưa vừa dứt, ra cắt ánh huy đã nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này kinh văn ngươi cầm đi tốt, cũng không cần trả lại ta. Dùng tam trụ, trường xuân hương, đến trao đổi kinh văn, uổng cho ngươi nghĩ ra. Cái này kinh văn ta cầm không có tác dụng gì, cho ngươi cho ngươi, ta không muốn. Hai chúng ta thanh, tiêu phàm cũng không tức giận, ánh mắt bình thản nhìn qua ra cát ánh huy, khẽ cười nói, gia các tiên sinh, không phải dùng tam trụ, trường xuân hương, đến đổi kinh văn, là dùng tam trụ trường xuân hương, đến đổi lấy ngươi trộm vương chi vương một cái mạng. Có lẽ ta nói như vậy, gia các tiên sinh có thể hiểu rõ một chút. Gia Cát Ánh Huy một đôi mắt lập tức chừng phải cùng đồng linh, gắt gao tiếp cận tiêu phàm. chương 24 Thảo Nguyên Cự Phách Người có ý tứ gì? Gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm một hồi, Gia Cát Ánh Huy hỏi, thanh âm trước nay chưa từng có lạnh. Tiêu Phàm từ tốn nói, ba tháng về sau, không có cầm tới, trường Xuân Hương, ta sẽ đi tìm đan tăng nhiều cát. Dùng đầu của ngươi đổi kinh văn thượng quyển, ra cát tiên sinh, chính ngươi cũng đã nói, ngươi không phải người tốt lành gì. Ta cứu ngươi, đương nhiên là có mục đích, ta lại không phải làm người tốt, phí công phí sức, không màng hồi báo. Ra cát ánh huy lập tức nghẹn lời, chốc lát, hét lên, vì cái gì nhất định là trường Xuân Hương. Ngươi đổi những vật khác đi, ta cho ngươi biết, ta khẳng định không đi thảo nguyên, ta mới không đi chiêu chọc bột nhi thiếp đỏ kia tên điên kia. Kia con dã lang sẽ đem ta tháo thành tám khối. Không không, thích thanh người tháo thành tám khối không phải bạch lang, là đầu kia đông bắc hổ vương. Bột nhi thiếp đỏ vậy sẽ thanh ta ngũ mã phanh thây. Ta không đi, ra cát ánh huy đem đầu lắc giống phát lang trống, nhìn thân sắc của hắn, ngược lại cũng không giống là hoàn toàn giả mạo, là thật tương đối sợ hãi trong miệng hắn nói kia con dã lang bột nhi thiếp đỏ kia là mông cổ ngữ hán ngữ thương lang chi ý người có lựa chọn sao tân lâm bỗng nhiên cắm miệng hỏi vừa rồi nếu như ta không xuất thủ người còn có thể chống bao lâu Dừng a à, không thể trêu vào lão tử lẫn mất lên lớn không được rửa tay không làm ta chạy thâm sơn lão lâm bên trong đi trốn đi nhìn cái kia lạt ma đi nơi nào tìm ta ra cắt ánh huy kêu lên kiên quyết không chịu đáp ứng đi trộm trường xuân hương hắn thấy tựa hồ mông cổ bột nhi thiếp đỏ kia so tuyết vực đao vương đan tăng nhiều cát còn muốn cho hắn cảm thấy khủng bố. Tiêu phàm nhẹ nhàng nói, trộm vương, ngươi tránh không được. Đã ta tìm được ngươi, từ nay về sau, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi. Vẫn là câu nói kia, ba tháng, tam trụ trường xuân hương, ta thanh kinh văn trả lại cho ngươi. Không phải, ta liền đem ngươi chỗ ẩn thân nói cho đan tăng nhiều cát, để hắn cầm đầu của ngươi đến đổi kinh văn không có cầm tới kinh văn, vị này mật tông đệ nhất cao thủ sẽ không trở về. Người khoác lác, ra cắt ánh huy cười lạnh, hắn là thật không tin, thân là trộm vương chi vương, tìm đồ kia là thứ nhất cường hạc, đồng dạng đạo lý, ẩn núp bản sự không kém đi đâu. Quá nhiều người cho hắn làm mẫu, hắn hoàn toàn có thể đem mình coi như một kiện giá trị liên thành quốc bảo giấu đi. Tiêu phàm mỉm cười, tay phải khẽ nhúc nhích, liền chiếm bài học. Ra cắt tiên sinh, người tại thủ đô điểm dừng chân, đông bắc phương hướng 5 km, số cửa phòng vị cuối cùng số là 7, đúng không? Ba ngày trước, ngươi tại cửa sắt thành phố, 7 ngày trước, ngươi ở Minh Châu. Còn cần ta cho ngươi càng nhiều nhắc nhở sao? Ngươi, ngươi, ngươi theo dõi ta, còn dám nói ngươi không phải người của quốc an. Gia Cát Ánh Huy khẽ giật mình, lập tức kêu lên, bộ dáng tựa hồ rất tức giận. Tiêu Phàm lắc đầu, lạnh nhạt nói, Gia Cát tiên sinh, phải biết hành tung của ngươi, không nhất định phải theo dõi thật giống như người trộm đồ của người khác không nhất định phải cùng chủ nhà đối mặt tại người ngành nghề người là thứ nhất nhưng cái này cũng không hề biểu thị người đối khác ngành nghề đều hiểu rất rõ trên thế giới này có rất nhiều hiện tượng là ngươi lý giải không được ta không phải thứ nhất đầu tiên là tay của thượng đế ta là thứ hai gia cát ánh huy lập tức sửa chữa thần sắc trịnh trọng Tân lâm đôi mi thanh tú nhân lại nói ngươi lời nói thật nhiều đáp ứng chính là đáp ứng không đáp ứng chính là không đáp ứng, nam tử hán đại trượng phu một lời mà quyết. Nói nhăng nói cuội, đẩy ba ngăn bốn, thật sự cho rằng bản cô nương không có thể thu thập ngươi. Gia Cát Ánh Huy do dự, tựa hồ đối với tiêu phàm lời nói, có chút nửa tin nửa ngờ. Người trẻ tuổi này, luôn luôn cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Có lẽ thật sự có chút cổ quái pháp môn, có thể điều tra đến hành tung của hắn. Vừa nghĩ đến điểm này, Gia Cát Ánh Huy liền toàn thân không được tự nhiên thử nghĩ một vị trộm vương hành tung, thời thời khắc khắc tại người khác giám sát bên trong, đây là gì cùng chuyện kinh khủng. Nhìn ra được, người này nói đến ra làm được, nếu thật là để đan tăng nhiều cắt lần thứ hai tìm tới, tuyệt đối sẽ không lại có buổi tối hôm nay vận khí tốt như vậy. Vì bắt về kinh văn thượng quyền, tuyệt vực đao vương sẽ không chút do dự đem đầu của hắn cắt bỏ. Tốt ha, à, ta còn có hai vấn đề. Gia cắt Ánh Huy lần nữa ngồi xuống đến, nói, tiêu phàm gật gật đầu. Thứ nhất, Người tại sao phải, Trường Xuân Hương. Theo ta được biết, món đồ kia chỉ đối đạo gia tu chân chi sĩ hữu dụng. Gia cắt Ánh Huy nghi hoặc mà hỏi thăm, cái gọi là Trường Xuân Hương, quả thực tên tuổi lão đại. Nghe nói là năm đó Trường Xuân chân nhân khâu sử cơ Tây Du, thành cát thư hãn lễ kính toàn chân Đại Đức, dựa theo khâu sử cơ cho đơn thuốc, sai người luyện chế ra đến An Thần Hương. Trường Xuân chân nhân khâu sử cơ vì toàn chân đạo trưởng giáo giáo chủ, tống kim những năm cuối thiên hạ đạo giáo lãnh tụ, đạo giáo Long Môn Phái Tổ Sư, nguyên thế tổ sắc phong làm trường xuân diễn đạo chủ giáo chân nhân. Khi ấy, mông cổ thiết kỵ tung hoành thiên hạ, thành các tư hãn giàu có tứ hải, vì biểu hiện mình đối trường xuân chân nhân thành ý, chỗ luyện chế an thần hương, tuyển dụng đều đều là nhất thượng đẳng dược liệu, tại trường xuân chân nhân đệ tử đích truyền, kế nhiệm toàn chân đạo trưởng giáo chân nhân, thông huyền đại sư lý trí thường tự mình chỉ điểm xuống, tốn thời gian 77-49 ngày mới chế thành. Cho nên hào trường xuân an thần hương. Nhóm này An Thần Hương chế tác số lượng cực kỳ có hạn, lúc ấy Trường Xuân chân nhân dùng riêng một bộ phân, mang đi một bộ phân, còn có một bộ phân lưu tại thành Cát Tư Hãn vùng ngựa người hi hữu hành cung. Gần ngàn năm trôi qua, Trường Xuân An Thần Hương sớm đã trở thành truyền thuyết, có phải là còn có cực ít lượng tồn tại ở thế, đều không được biết. Bất quá giang hồ truyền ngôn, tại mông cổ cửa phách bột nhi thiếp đỏ tay kia bên trong, còn có cực ít hàng tồn. Bột nhi thiếp đỏ kia, hán tên Bạch Lang, nghe nói là năm đó thành cát tư hãn thị vệ thống lĩnh hậu nhân, lịch đại vì mông cổ hoàng thất thị vệ trọng thần. Bột nhi thiếp đỏ kia tung hoành thảo nguyên hai hơn 10 năm, danh sưng trong ngoài mông cổ thứ nhất dũng sĩ uy danh Sa Dương. Tiêu phàm để ra các ánh huy đi mông cổ đệ nhất dũng sĩ trong tay trộm lấy trường Xuân Hương, khó trách trộm vương chi vương muốn đại diêu kỳ đầu. Tuyết vực đao vương cố nhiên dũng mãnh gan giả vô so, dù sao đi theo thủ lĩnh lớn lạt ma ở nước ngoài sinh hoạt, uy danh không hiện, chỉ có gia cát ánh huy cùng trên giang hồ người đứng đầu nhân vật, mới nghe nói qua nhân vật như vậy. Mà lại đan tăng nhiều cát ở trong nước là một người hành động, không có cái gì giúp đỡ. So ra mà nói, gia cát ánh huy muốn đối phó hắn, cũng không phải không có biện pháp nào. Nhưng bạch lang cùng đan tăng nhiều cát hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bột nhi thiếp đỏ kia tại mông cổ thảo nguyên uy danh, như mặt trời ban trưa, thủ hạ dũng sĩ vô số. Gia cát ánh huy muốn trộm lấy trường Xuân Hương, thế tất yếu xâm nhập thảo nguyên, xâm nhập bạch lang hang ổ. Tại cái kia dị vực ổ sói bên trong, khắp nơi đều là lóe lục quang mắt sói, một nước vội ý liền cả bàn đều thua. Chỉ cần ra cát ánh huy bại lộ hành tung, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Làm không tốt thực sẽ cho tính khí nóng nảy lang vương cho ngũ mã phanh thây. Tiêu phàm mỉm cười nói, ra cát tiên sinh, cái này ngươi liền không cần hỏi, tóm lại ta cần dùng đến. Ghi nhớ, ngươi chỉ có ba tháng, ba tháng về sau, ta nhất định phải cầm tới trường Xuân Hương, một ngày cũng không thể trì hoãn. Lời nói nhu hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khí. Tốt, vấn đề thứ hai, đã ngươi có thể tùy thời tìm tới ta, tại sao phải mượn tay người khác đan tăng nhiều cát? Ta không cho ngươi đi trộm trường Xuân Hương, ngươi trực tiếp tìm ta gây phiền phức không được sao? Đáng giá thanh kinh văn giao cho đan tăng nhiều cát, kinh văn kia đã ngươi có thể nhìn hiểu, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Gia Cát Ánh Huy ẩn ẩn cảm thấy, tiêu phàm có lẽ cùng tông lạc ba đại sư là cùng loại hình người tiêu phàm cười cười nâng chung trà lên uống một ngụm chậm rãi buông xuống nói ra cát tiên sinh ta không thích giết người giết người làm trời nổi giận có tổn thương âm đức ha ha giả nhân giả nghĩa ra cát ánh huy không khách khí chút nào nói giả nhân giả nghĩa có lẽ đi bất quá nhân quả theo điểm vẫn phải có tự mình động thủ cùng mượn tay người khác người khác có khác nhau tiêu phàm cũng không tức giận thuận miệng giải thích một câu. Gia Cát Ánh Huy nhếch miệng, biểu lộ rất là khinh bỉ, được, ta phiền nhất chính là các ngươi loại này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Muốn ăn thịt lại không chịu mổ heo, quân tử tránh xa nhà bếp A. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đi cấp ngươi trộm trường Xuân Hương. Bất quá, ta cũng có một điều kiện, thỉnh giảng, trường Xuân Hương tới tay về sau, chúng ta một tay tiền hàng một tay, thanh toán xong. Ngươi nếu là lại theo dõi ta, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Gia Cát Ánh Huy bỗng nhiên hung tợn nói, gắt gao tiếp cận tiêu phàm. Tân Lâm nhếch miệng, không có lên tiếng âm thanh, tiêu phàm rất trịnh trọng gật đầu, nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, kinh văn ngươi còn cho đan tăng nhiều cát đi, đối với ngươi mà nói, kinh văn chỉ là cái đồ chơi, ghi chép ngươi thành tích Huy Hoàng thôi. Đối ý nghĩa của bọn họ hoàn toàn không giống, coi như ngươi tránh thoát đan tăng nhiều cát truy sát, bọn hắn sẽ còn phái càng nhiều người tới thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. ra Cát Ánh Huy trong mắt nhanh như chớp chuyển động mấy lần, cười hắc hắc, nói, đa tạ ngươi hảo ngôn khuyên bảo, nếu là kia to con lạt ma không được liền lấy đao chặt người, cùng lão tử nói vài lời lời hữu ích, có lẽ ta liền trả lại hắn. Không phải, hôm nay cái này tám đao mối thù, ta sớm muộn phải trả cho hắn. Tiêu phàm cười cười, không tiếp tục khuyên, dù sao đây là trộm vương chi vương cùng tuyết vực đao vương nghỉ lễ, hắn không cần thiết dính vào, mỗi người đều có tướng mệnh của mình vận trình. Ta cầm tới, trường Xuân Hương, về sau, làm sao tìm được ngươi? Ngươi lưu cái phương thức liên lạc đi, cái này liền không cần, chỉ cần ngươi một cầm tới trường Xuân Hương, ta sẽ biết, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Tiêu phàm mỉm cười, rất chắc chắn nói. Gia Cát Ánh Huy lại sâu sắc đánh giá hắn vài lần, nhẹ gật đầu, rất tốt. Hai vị, sinh ý nói xong, các ngươi mời đi. Tiêu phàm mỉm cười đứng dậy, tân lâm theo sát ở phía sau, Đi ra ngoài cửa, lúc trước khi ra cửa, Tiêu Phàm lại quay đầu nhắc nhở một câu, ra Cát Tiên Sinh, ta đề nghị ngươi cũng đừng lưu lại quá lâu, lập tức rời đi nơi này, còn có 5 phút đồng hồ, khách nhân liền muốn lên cửa tới bái phỏng. Cái gì? ra Cát Ánh Huy có chút không hiểu thấu. Tiêu Phàm cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi ra ngoài. Sau 5 phút, Gia Cát Ánh Huy ngồi tại xe Toyota bên trong xuyên thấu qua cửa kính xe xa xa nhìn thấy bốn vị người mặc đồng phục quốc an cảnh sát đi vào quán rượu đại đường. Gia Cát Ánh Huy tranh thủ thời gian giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ. Vừa vặn 5 phút đồng hồ, thực con mẹ nó tà môn, trộm vương chi vương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gãi gãi đầu, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. chương 25, Tổ Trạch Phong Thủy Buổi sáng, một đài treo sông Hán bỏ bớt sẽ tam giang thành phố hàng hiệu hào phổ thông Zeta xe con, im ắng lái vào La Châu huyện một chỗ tiểu sơn thôn. Từ Tam Giang thành phố đến La Châu huyện có đường cao tốc tương thông, một đường xa hành rất nhanh. Tại La Châu huyện dưới thành cao tốc về sau, cũng có một đầu đẳng cấp cao đường cái nối thẳng Hồng Sơn Thôn. Sáng sớm từ Tam Giang thành phố lên đường, chừng 3 giờ, tiêu phàm cùng Tân Lâm liền đuổi tới Hồng Sơn Thôn. Đây là tiêu lão gia tử nguyên quán sở tại địa. Tiêu phàm đổi một bộ bông vải sợi đay quần áo trong cùng quần thường, vẫn như cũ là màu đen dày vải, Tân Lâm cũng là rất mộc mạc hưu nhàn trang phấn, đeo nghiêng một cái túi đeo vai, hắc lần nện bước nhàn nhã bước chân, đi theo tiêu phàm bên chân. Zeta xe dừng ở cửa thôn cách đó không xa một chỗ dưới bóng cây. Đây là tiêu phàm tại Tam Giang thành phố một nhà xe tiền thuê nhà xe nhỏ. Mỗi lần đi nơi khác, tiêu phàm đều thích thuê xe mình mở, không tình nguyện lắm để lái xe đưa. Có chút sự tình, hay là đừng để ngoại nhân biết tốt. Không có người để ý hai người này một mèo hồng sơn thôn cùng phổ thông hành chính thôn ấp hơi có khác biệt nơi này thôn dân thật thấy qua việc đời ai kêu nơi này là tiêu lão gia tử chỗ ở cũ đâu thỉnh thoảng sẽ có một ít đại quan đến trong thôn đến thăm hỏi con đường cũng tu thông phát triển kinh tế rất không góp đây hết thảy tự nhiên là bái tiêu lão gia tử ban tặng tiêu lão gia tử ở trung ương thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật địa phương bên trên cán bộ lãnh đạo đương nhiên phải đối tiêu lão quê hương biểu thị đầy đủ quan tâm Trước đây ít năm, Tiêu Trạm còn tại Sông Hán bớt phó tỉnh trưởng mặc cho bên trên thời điểm, đã từng trở lại một chuyến Hồng Sơn thôn, biểu thị hy vọng nhìn đến quê nhà phụ lão hương thân đều vượt qua giàu có sinh hoạt. La Châu thành phố cùng La Châu huyện hai cấp ban tử chủ yếu phụ trách đồng chí, đem Tiêu phó tỉnh trưởng lời nói này nhớ được một mực, không dám chút nào lãnh đạm. Theo Tiêu Trạm chức vụ từng bước cao thăng, tăng thêm lão gia tử thân thể khỏe mạnh, hy vọng như mặt trời ban trưa, tỉnh thị huyện cấp 3 cán bộ lãnh đạo đối Hồng Sơn thôn kiến thiết cùng phát triển đều 10 điểm chú ý, cho không ít chính sách trợ giúp cùng tài chính nghiêng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sông Hán bất thuộc về lão tiêu nhà lãnh đạo chính trị phe phái hậu hoa viên, đại phái hệ hứa nhiều nhân vật trọng yếu đa số đều có sông Hán bất làm việc kinh lịch. Một chút đầu não linh hoạt thôn dân, thừa cơ làm lên nông gia nhà cùng cỡ nhỏ hưu nhàn chỗ ăn chơi. Luận sự, Hồng Sơn thôn Sơn Thanh Thủy Tú, xác thực cũng có hưu nhàn du lịch điều kiện cơ bản, là dạo chơi ngoại thành đạp thanh nơi đến tốt đẹp. Huống chi hồng sơn thôn ra tiêu lão gia tử như vậy đại nhân vật, cá biệt tương đối giảng cứu những vật này quan viên, thỉnh thoảng sẽ tới hồng sơn thôn đến đi dạo một chút, dính dính linh khí. Đương nhiên, đa số thời điểm là cải trang mà tới. Tiêu phàm tới qua hồng sơn thôn hai lần, một lần là lúc còn rất nhỏ, bồi tiếp ra ra về cố hương nhìn xem. Lúc ấy náo động lớn vừa mới kết thúc, lão gia tử một lần nữa đi đến trọng yếu cương vị lãnh đạo, về nhà nhìn xem các hương thân thuận tiện tế tổ lần thứ hai thì là bốn năm trước tiêu phàm mình đến một người mang theo hắc lân lặng lẽ đến lặng lẽ đi không làm kinh động bất luận kẻ nào hiện tại là lần thứ ba về nhà hai người lặng lặng đi tại chỉnh tề hắc yến trên đường cái tiêu phàm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút cùng tân lâm nói mấy câu tân lâm thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt tựa hồ không có bao nhiêu hứng thú bất quá mỗi lần tiêu phàm cùng nàng lúc nói chuyện một đôi thủy doanh doanh mắt to liền sẽ phá lệ sáng tỏ. Loại này biến hóa rất nhỏ, cũng không biết tiêu phàm chú ý đã tới chưa. Hai người loại tình hình này người ở bên ngoài xem ra, hơi có vẻ cổ quái. Nói bọn hắn không phải người yêu, lại sớm chiều ở chung, như hình với bóng. Tại dạng này hồi hương trên đường lớn sánh vai mà đi, không phải vợ chồng trẻ ra dạo chơi ngoại thành đạp thanh lại là cái gì tình huống. Nói bọn hắn là người yêu, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy như vậy một chút khoảng cách, chưa từng áp sát quá gần, càng không có phổ thông giữa người yêu bắt tay ôm eo, tương hỗ đùa giỡn thân mật. Đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không quan sát phải như vậy cẩn thận. Người ta có phải là người yêu, mắc mớ gì tới ngươi? Già nhi, ngươi nhìn, phía trước chính là ta nhà tổ trạch. Tại một chỗ không lớn không nhỏ hồ nước trước đó, tiêu phàm dừng bước, mỉm cười nói. Cái này tổ trạch là điển hình thời đại trước nông gia viện lạc, nhà chính, chính phòng, xương phòng, hoành phòng đầy đủ mọi thứ, đơn cửa độc tòa nhà, cùng sát vách hàng xóm ước chừng cách xa nhau có khoảng 10 mét, phía sau là một tòa núi nhỏ bao, trên núi cây cối xanh um tươi tốt, một mảnh xanh ngắt, tinh xảo không tồi. Tân Lâm khẽ vuốt cầm, nói, bối sơn diện thủy, là chỗ tốt. Tiêu Phàm liền cười, nhìn nàng một chút, cùng vô cực môn tướng so, thất diệu cung là điển hình giang hồ lưu phái, cũng không nghiên tập phong thủy kham dư tướng mệnh quẻ lý. Tân Lâm nói như thế, hiển nhiên là thuộc tiêu phàm ảnh hưởng cùng vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo cùng một chỗ sớm chiều ở chung 3 năm, tân lâm mưa dầm thấm đất, nhưng cũng học được không ít có quan hệ phong thủy kham dư tri thức. Đương nhiên đều chỉ là da mau, tân lâm gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển, nghiêng đầu đi, miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Nhìn cái gì vậy, nhìn 3 năm vẫn là cái này không mặn không nhạt dáng vẻ. Đầu gỗ, câu này nói thầm, tiêu phàm tự nhiên là nghe không được, Lần này cùng tiêu phàm cùng một chỗ về nhà, Tân Lâm không có thi triển thuật dịch dung, lấy diện mục thật sự gặp người, đại mi như vẽ, gương mặt kiều nộn, thanh thuần bên trong mang theo ba phân kiều mị, tựa như đồ người trong bức họa. Đâu chỉ là bối sơn diện thủy đơn giản như vậy, người nhìn toàn bộ lão trạch bố cục, chỉnh tề, bát quái phương vị một góc không thiếu, chỉnh tề cực kỳ. Phía sau thế núi kéo dài chập trùng, vì minh long chi thế, lão trạch chính xây ở long tích chính giữa long trên huyệt, mặt nam lưng bắc, bắc cao nam thấp, thua âm ôm dương. Đây đều là thượng giai phong thủy địa khí, tiêu phàm liền giải thích thêm vài câu, kỳ thật cũng liền cùng tân lâm cùng một chỗ thời điểm, tiêu phàm sẽ như thế kiên nhẫn tiến hành giải thích. Hắn vốn cũng không phải là cái nói nhiều người, nhiều khi thậm chí là tiếc lời nói như vàng. Tân lâm nhẹ nhàng gật đầu, lớn nháy mắt một cái nháy mắt, nghe được 10 điểm nghiêm túc. Tiêu phàm khẽ cười nói, ta rất hoài nghi, lúc trước cho ta tăng tổ phụ nhìn xuống đất cơ chính là cái cực kỳ cao minh phong thủy đại sư. Tiêu phàm tuổi nhỏ thời điểm, từng nghe ra ra nhắc qua lão ra sự tình, nhà này tổ trạch, là tiêu lão ra tử phụ thân dựng lên, nghe nói lúc ấy trong thôn, tiêu ra còn tính là có sinh giai cấp, tương đối giàu có. Đương nhiên, niên đại đó nông thôn cái gọi là giàu có, cũng là so ra mà nói, chỉ là so với bình thường người ta thời gian hơi tốt qua một điểm, năm được mùa hơi tốt, miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc, gặp được tai năm, đồng dạng ăn không no. Cho nên tiêu lão gia tử cũng từng nói qua, lúc đó rất nhiều nghèo khổ nông thôn cái gọi là địa chủ, kỳ thật cũng là khổ địa chủ, so với bình thường người tương đối sẽ sinh hoạt, từ trong hàm răng gạt ra một điểm tiền tài, chậm rãi tụ lại, mua vài miếng đất. Cùng phổ thông nông hộ đồng dạng, mặt trời mọc mà ngồi, mặt trời lặn thì nghỉ, không chối từ khổ cực. Dù là như thế, tiêu gia cũng còn xa xa không đủ trình độ địa chủ tư cách, nhiều nhất xem như cái chung nông lớp trên tiêu chuẩn, Tân Lâm bẹp miệng, nói, khi đó, người tàng gia gia cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến mời phong thủy đại sư nhìn nền nhà A. Tiêu phàm không khỏi bật cười, nói đúng, có lẽ thuần túy là mèo mù gặp cá rán, vận khí đến. Hiện tại tiêu gia tổ trạch đã không người ở lại, nhưng bảo dưỡng rất khá, thổ tường gạch bên trên rõ ràng có thể nhìn thấy mới quét vôi vết tích. Tiêu phàm biết, đây là Hồng Sơn thôn tập thể làm được quyết định, đã làm tốt tu chỗ ở cũ chuẩn bị. Lão gia tử còn tại thế, Chỗ ở của kỷ niệm quán khẳng định là không thể làm, đây là trung ương quy định, lão gia tử tuyệt sẽ không dẫn đầu làm trái. Nhưng cái này không trở ngại quê quán phụ lão hương thân làm cùng loại chuẩn bị. Một khi lão gia tử thọ hết chết già, cái này chỗ ở cũ lập tức liền sẽ dựng lên. Hiện nay, danh nhân hiệu ứng không thể khinh thường, dựa vào danh nhân chỗ ở cũ nóng xào điểm du lịch, từ đó đại phát du lịch tài địa phương không phải số ít. Hồng Sơn thôn đầu đầu não não nhóm, cũng coi như rất có vượt mức quy định ánh mắt. Tổ trạch mặc dù không người ở lại, lại có người chăm sóc. Hai người tiếp cận tổ trạch, lập tức liền có một vị ba mươi mấy tuổi tuổi trẻ hán tử tiến lên đây hỏi thăm, thái độ ngược lại là rất hòa khí. Tiêu phàm tân lâm cứ việc quần áo mộc mạc, khí độ phi phàm, vừa nhìn liền biết là trong thành đến, cùng phổ thông nông thôn thanh niên nam nữ không giống. Tiêu phàm mỉm cười hướng vị này đồng hương giải thích, mình là La Châu thành phố cán bộ, ngưỡng mộ tiêu lão ra tử hiển hách thanh danh, mang theo bạn gái cùng đi lão ra tử chỗ ở cũ chiêm ngưỡng. Nghe tiêu phàm nói thẳng mình là hắn bạn gái, tân lâm trắng nõn trên gương mặt hiện lên hai đoá kiểu diễm đỏ ửng, từ cũng không phủ nhận. Trẻ tuổi hán tử nghe xong, lập tức lộ ra thật cao hứng. Chỗ ở cũ kỷ niệm quán chưa tu kiến, liền có người trong thành chuyên tới chiêm ngưỡng, là chuyện tốt ha. À. Cùng cái này kỷ niệm quán một làm, người tới liền sẽ càng nhiều. Thế là vị này trẻ tuổi hán tử liền tự mình dẫn hai người tham quan tổ trạch, còn một bên cho hai người làm giới thiệu, lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Cũng tự giới thiệu nói hắn là trong thôn cắt cử bảo vệ làm việc, cùng mặt khác hai người trẻ tuổi chuyên môn phụ trách bảo vệ tiêu lão ra từ tổ trại an toàn. Tiêu phàm theo miệng hỏi, tiêu đại ca, bình thường tới đây tham quan người nhiều hay không? a à, tạm thời còn không phải rất nhiều, cách mấy ngày liền sẽ có người tới chiêm ngưỡng đi. Có đôi khi là trong huyện thị lý đại lãnh đạo, họ tiêu hán tử là cái thành thật người, Chi tiết đáp, bất quá chờ sau này chỗ ở cũ chính thức làm lên về sau, người tới khẳng định sẽ rất nhiều. Tiêu phàm mỉm cười lắc đầu, đây là chờ lấy nhà hắn lão gia tử qua đời đâu. Bất quá tiêu phàm từ cũng sẽ không cùng cái này giản dị bản ra hắn tử đi so đo cái này. Người ta cũng không phải nguyền rủa tiêu lão gia tử, sinh lão bệnh tử chính là tự nhiên quy củ. Dù sao lão gia tử đã tám mười mấy tuổi, đại nạn không xa. Tổ trạch không lớn, Tiêu Phàm lại trọn vẹn ở bên trong đi dạo gần 20 phút, mới hướng bản ra đại ca chân thành nói lời cảm tạ. Sau khi ra cửa, lại vây quanh tổ trạch bên ngoài dạo qua một vòng, khẽ vuốt cầm. Động tác này hơi có điểm kỳ lạ, họ Tiêu Hán Tử cũng không có can thiệp. Hắn đối cái này Tư Văn Hữu lễ vợ chồng trẻ rất có hảo cảm. Thế nào, rời đi tổ trạch, Tân Lâm thấp giọng hỏi, thần sắc có chút lo lắng. Tiêu Phàm lắc đầu, tổ trạch rất tốt, không có bị người từng dở trò mắt thấy một hệ liệt dị tượng xuất hiện tại tổ phụ, phụ thân cùng đệ đệ trên thân, tiêu phàm cưỡng ép bói toán, bốc lên trời cơ phản vệ cự đại phong hiểm tiến hành thôi diễn, quẻ tượng biểu hiện, tây nam đại hung, ẩn ẩn chỉ hướng lão tiêu ra tổ địa. Ngô thạc xương tại bọn hắn rời đi thời điểm, cũng minh bạch nhắc nhở qua, trời cơ đột biến, có thể là âm công tổ đức phương diện xảy ra vấn đề, phía tây nam có dị tưởng. Thế là chuyên chạy về nguyên quán điều tra, đi, đi mộ tổ nhìn xem, chương 26, mộ tổ kinh biến. Tiêu ra trong mộ tổ tổ chạy khoảng cách không gần, không sai biệt lắm có 6, 7 dặm địa. Chẳng những từ La Châu huyện thông hướng Hồng Sơn thôn đường cái là bảo dưỡng rất khá đẳng cấp cao đường cái, Hồng Sơn trong thôn đường cái cũng tu được không sai, đường nhựa mặt, 4 điểm 5 mét làn xe, có thể dung hai xe song hành. Bất quá tiêu phàm cùng Tân Lâm không tiếp tục trở về cửa thôn đi mở xe, đi bộ cũng như đi xe đi qua chớ nhìn hắn hai đều là một bộ người trong thành sống an nhàn sung sướng bộ dáng như thế vài dặm thật đúng là không để vào mắt ai có thể nhìn ra được hai vị này đều là người mang tuyệt kỹ đỉnh tiêm cao thủ hai người theo đường núi chậm rãi hướng trên một ngọn đồi đi đến cả toàn núi đều là một cái cử đại mộ địa đây là toàn bộ hồng sơn thôn mộ tổ cũng chính là lão tiêu gia mộ tổ núi Quá khứ một hai trăm năm họ tiêu tộc nhân tại hồng sơn thôn phồn diễn sinh sống trên cơ bản toàn bộ Hồng Sơn thôn đều họ tiêu, chỉ có cực thiểu số ngoại lai hộ. Tiêu phàm muốn đi nhìn mộ tổ, là hắn tăng tổ phụ cùng bà cố hợp táng địa. Mộ tổ Sơn Mạch là từ tổ trạch bên kia một mực kéo dài tới, nhìn từ đằng xa, chính là một đầu ngẩng đầu bay lên cự long. Tòa này mộ tổ núi, chính là long đầu vị trí. Tiêu phàm tăng tổ phụ cùng bà cố, chính táng tại đầu rồng vị trí trung tâm. Đứng tại mộ tổ sở tại địa, phía sau là kéo dài hướng lên dốc núi, chính diện thì là tương đối tương đối dốc đứng vách đá, tầm mắt khoáng đạt, chân núi một con sông nước, uốn lượn hướng về phía trước, giống đầu đai ngọc, nửa còn quấn cả tòa mộ tổ núi. Tiêu phàm 4 năm trước chuyên trở về Hồng Sơn Thôn, cẩn thận điều tra tổ trạch cùng mộ tổ phong thủy địa khí. Cổ đại có câu nói, gọi là đầu phong thủy, mộ tổ, hai phòng trận, tổ phòng, ba vận mệnh. Thậm chí, thậm chí vạch ra người sống mệnh từ táng người định. Vô cực thuật tàng lấy vô cực chín tướng thiên làm chủ, nhưng đối phong thủy kham dư chi thuật cũng có phi thường kỹ càng miêu tả, nghiên cứu tinh thâm. Vô cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư không có chỗ nào mà không phải là phong thủy kham dư cao thủ, vô cực môn dưới đi ra ẩn sĩ nhân kiệt càng thêm không ít, giang hồ lịch luyện về sau trở lại về sư môn lễ bái sư tôn, trong đó trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ chính là đem hành tẩu giang hồ chứng kiến hết thảy, kỹ càng ghi lại ở sách, nộp cho trưởng giáo chân nhân, từ trưởng giáo chân nhân tuân hỏi rõ ràng minh bạch về sau, đi vu tồn tinh, trân trọng ghi vào vô cực thuật tàng tương quan thiên chương bên trong hơn ngàn năm tích lũy xuống vô cực thuật tàng độ dài cực kỳ phồn hảo cứ việc bởi vì niên đại xa xưa vô cực môn cũng chịu qua thật nhiều lần chiến hỏa tẩy lễ không ít thiên chương tán giật nhưng bảo tồn lại vẫn số lượng không ít đặc biệt là tiêu phàm sư phụ chỉ thủy tổ sư cái này mấy chục năm bốn phía tìm kiếm tìm trở về không ít tán giật vô cực thuật tàng thiên chương tăng thêm chỉ thủy tổ sư bản thân tại tướng thuật phong thủy bên trên cực kỳ cao thâm tạo nghệ vô cực thuật tàng độ dài lại dần dần phong phú. Chỉ tiếc vô cực thuật tàng trọng yếu nhất hạch tâm thiên trương vô cực chín tướng thiên cuối cùng tam thiên, thiên nhân thiên, trường sinh thiên, tạo hóa thiên tán giật thời gian quá xa xưa, chỉ thủy tổ sư nghèo sức lực cả đời, cũng không có thể tìm về vài câu chỉ ngữ. Ba năm trước đây, lão nhân gia không để ý trăm tuổi cao tuổi, dứt khoát lần nữa đạp lên giang hồ dạo chơi con đường, liền là muốn tận chính mình cố gắng cuối cùng, đem cái này cần gấp nhất tam thiên ý tưởng tìm trở về, coi như không có thể tìm tới hoàn chỉnh thiên trương, có thể tìm kiếm đến một chút manh mối cũng là tốt. Theo vô cực chín tướng thiên tổng cương ghi chép, thiên nhân tướng có thể tướng chu thiên vạn vật, trường sinh tướng thì tướng thuật người bản thân, chuyên tu con đường trường sinh, tu luyện đại thành người có thể chịu được phá sinh tử đại kiếp, còn tạo hóa tướng, một khi tu luyện đại thành, thì nhưng trường khống vạn vật, chỉ định càn khôn, ủng khôn cùng pháp lực, tham gia tạo hóa ảo diệu, trường vô cực đại đạo. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn trong sách chứa đựng hơn nghìn năm đến vô cực môn cứ việc nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng lại chưa bao giờ có người tu luyện tới thiên nhân cảnh bởi vì là thiên nhân thiên đã mười không còn một thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh nhập môn cơ sở luân hồi thiên cũng tán giật không ít luân hồi cảnh tu luyện không thể đạt đến tại đại thành liền khó có thể tu tập thiên nhân cảnh về phần trường sinh thiên cùng tạo hóa thiên hoàn toàn chính là nghe đồn chỉ còn lại có vô cực chín tướng thiền tổng cương bên trên giải rác mấy lời ghi chép toàn thiên tán giật hầu như không còn, một chữ đều không thừa. Tiêu phàm bây giờ đã xem luân hồi cảnh tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, coi đây là cơ, phong thủy kham dư chi thuật, cũng có thể xưng đại thành. Bốn năm trước về nhà điều tra mộ tổ phong thủy, lập tức liền đối với lão tiêu nhà bây giờ thịnh vượng phát đạt rõ ràng trong lòng. Tăng tổ phụ cùng bà cố chính đáng tại phi long long đầu chỗ, mộ tổ phong thủy chuyện tốt, tột đỉnh. Lại thêm tổ trạch phong thủy cũng là tuyệt hảo long huyệt. Hắn cùng Tiêu Thiên huynh đệ hai người đều hiển lộ ra thiên tử tướng mệnh, chính là đương nhiên. Nơi này phong cảnh ngược lại là rất đẹp, Tân Lâm ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói, nàng đối phong thủy kham dư dù sao biết có hạn, nhìn không ra quá nhiều thành tựu. Nhưng nữ hài tử thích mỹ diệu cảnh sắc, một đường đi tới, non xanh nước biếc vần quanh, từ cũng cảm thấy tâm thần thanh thản. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, lại đi lên phía trước tầm 10 bước, chợt dừng lại, song nghi bỗng nhiên nhào lên nhu hòa mặt trong nháy mắt lồng bao một tầng xương lạnh. Tân Lâm rất ít tại tiêu phàm trên mặt nhìn thấy vẻ mặt này, không khỏi lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, làm sao rồi? Không đúng, ưng, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt nhìn thẳng mộ tổ sở tại địa, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Nơi đây cách tiêu ra mộ tổ đã rất gần, ước chừng không đến 200 mét. Từ xa nhìn lại, tiêu ra mộ tổ cùng tiêu phàm 4 năm trước nhìn thấy hoàn toàn không giống, đã dùng xi măng cùng hòn đá xây thành một cái nho nhỏ mộ viên, đem tiêu phàm tăng tổ phụ cùng bà cố hợp táng chi mộ vây vào giữa. Loại tình hình này, các nơi mồ mả cũng là 10 điểm phổ biến. Dùng xi măng hòn đá đem mộ tổ trang trí một phen, thuận tiện hậu nhân tế bái. Tiêu ra mộ tổ loại biến hóa này, tại trong mắt người bình thường, tự nhiên là đẹp rực rỡ đẹp luôn, mộ viên trước còn điêu khắc một đôi thạch thủ thủ mộ phần, uy phong lẫm liệt, rất hợp lão tiêu nhà đại phú đại quý thân phận bình thường người ta, nhưng sửa không nổi dạng này lại xinh đẹp vừa tức thế nghiêm nghị mộ viên. Nhưng ở tiêu phàm xem ra, cả tòa mộ tổ phong thủy địa khí đã bị phá hư hầu như không còn. Bốn năm trước lúc đến nơi này, nghĩa địa cứ việc không có tu tập qua, có vẻ hơi lộn xộn lại ẩn ẩn thủy ai bốc hơi, sinh cắt chi khí vần quanh, phú quý khí hơi thở mười phần. Hiện tại nhìn một cái, lại chỉ thấy một cỗ hung sát chi khí từ trong mộ địa phóng lên tận trời, cả tòa mộ tổ đều bị cỗ này hung sát chi khí bao trùm, như là một ngụm đen nhánh nổi sắt ngược lại giữ lại, kín kẽ, đem chỗ có sinh khí cắt khi tất cả đều ngăn trở bên ngoài. Tiêu phàm đứng tại chỗ, cẩn thận xem nửa ngày, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước, càng cách gần đó, hung sát chi khí liền càng thêm nồng đậm, cùng tiêu phàm rốt cục đi đến mộ viên lối vào, cỗ này đậm đến tan không ra hung sát chi khí, thậm chí vây quanh hắn quay cuồng lên, kiệt lực muốn chui tiến vào trong cơ thể của hắn. Cỗ này hung sát chi khí tựa hồ có thể nhận ra thân phận của hắn, biết hắn là mộ địa chủ nhân dòng chính người thân tiêu phàm một tiếng lạnh hừ vận chuyển chân khí đại chu thiên toàn thân quần áo bỗng nhiên phồng lên mà lên một cố càng thêm cường đại hạo nhiên chi khí bỗng nhiên bắn ra mà ra quay chung quanh hắn quanh người xoay chuyển hung sát chi khí giống như là gặp khắc tinh cùng tiêu phàm trên thân bắn ra mà ra hạo nhiên chi khí vừa tiếp xúc lập tức ngược lại quay trở lại giống như là mở nồi nước sôi trào lên tân lâm gương mặt xinh đẹp biến sắc lập tức lui lại ba bước hai tay ở trước ngực cấp tốc hỏa vòng, một cố kinh lực cũng phồng lên mà ra, khó khăn lắm chống đỡ tiêu phàm trên thân phun ra ngoài bành trướng chân khí. Bất quá tinh xảo thân thể liên tiếp lắc đến mấy lần, phảng phất cuồng phong bạo vũ bên trong một chiếc thuyền con. Cùng tiêu phàm như hình với bóng ba năm, tiêu phàm toàn lực thi triển lúc, hạo nhiên chính khí uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào, tân lâm đã sớm biết rõ. Dù là tiêu phàm cái này cố kinh khủng kinh lực không phải vào thẳng lấy nàng đến, nàng chỉ là bị liên lụy, cũng đã lớn cảm giác khó nhịn. Vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo truyền nhân, thực lực mạnh, chỉ có càng tại nàng nghe nói phía trên. Thâm bất khả chắc, càng làm cho tân lâm giật mình là, nhìn qua, tiêu phàm tựa hồ cũng rất không thoải mái hai tay bấm quyết, dưới chân đạp trên bác đầu thất tinh phương vị, vây quanh mộ viên chính giữa hai cái nhô ra phần mộ, từng bước một đi lòng vòng, mỗi một bước đạp xuống đi, cả tòa mộ viên tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng chấn động, miệng lẩm bẩm trên mặt bảo quang lưu truyền, hiển nhưng đã toàn lực ứng phó. Bốn phía hung sát chi khí sôi trào lăn lột, kiệt lực cùng tiêu phàm hạo nhiên chính khí đối kháng, lại là một chút xíu ra bên ngoài lui bước, càng ngày càng khó lấy tiếp cận tiêu phàm thân thể. Nguyên bản rất nhàn nhã đi theo tiêu phàm bên chân đi bộ nhàn nhã mèo muôn lớn, giờ phút này đứng tại mộ viên xi măng trên tường rào, to lớn thân thể cong thành một cây cung hình dạng, chỗ cổ đen nhánh lông tóc từng cây dựng thẳng lên, miệng đóng chặt, bốn cái trên mặt bàn chân sắc bén vô song lợi trảo đều đã ló ra, lóng lánh rét cam cam hắc mang, hai mắt lớn trừng, gắt gao tiếp cận hai ngôi mộ oanh phía trên, tựa hồ nơi nào có cái gì hung thần ác sát, đang cùng nó rằng co. Tân Lâm nghe tiêu phàm đề cập tới, hắc lân cùng hắn ở chung một chỗ thời gian, vượt xa Tân Lâm cùng hắn sớm chiều thời gian trung đụng ước chừng tại hắn 7 tuổi thời điểm, hắc lân liền đi tới tiêu phàm bên người, cho tới nay đã vượt qua 20 năm. 7 tuổi, chính là tiêu phàm bắt đầu cùng chỉ thủy tổ sư học nghệ tuổi tác. Cái này mèo môn lớn, rõ ràng là tiêu phàm bản mệnh linh sủng. Tiêu phàm ba vòng khó khăn lắm chuyển xong, hung sát chi khí đã dần dần thối lui đến mộ viên khu vực biên giới, lại còn đang liều mạng vặn vẹo dẫy ruộng. tựa hồ tuyệt không cam tâm như vậy bại lui, quấn quyết lấy nhau, lăn lộn càng liệt, tựa hồ đang dần dần xúc tích lực lượng, chuẩn bị liều chết phản kích. Đi tới mộ viên chính giữa, tiêu phàm dừng bước, cũng bắt gao tiếp cận phần mộ ngay phía trên, hai tay niết kiếm quyết, tay trái kiếm quyết khoác lên cổ tay phải phía trên, miệng bên trong niệm quyết thanh âm bỗng nhiên tăng tốc. Tật, tiêu phàm một tiếng quát lớn, kiếm tay phải quyết thẳng tắp hướng phần mộ chính giữa điểm ra. Một cỗ đen nhánh nồng đậm hung sát chi khí đột nhiên từ phần mộ bên trong sông ra, lập tức huyến hóa thành một chương giữ tợn mặt quỷ, cứ việc 10 điểm mơ hồ, nhìn qua lại hung lệ vô so, mở cái miệng rộng, liền muốn hướng tiêu phàm đánh tới. Những cái kia tại mộ viên bên ngoài lăn lộn vặn vẹo hung sát chi khí cũng vào lúc này hướng tiêu phàm vọt mạnh mà tới. Đúng lúc này, bóng đen lóe lên, hắc lân như là mũi tên, như thiểm điện nhào hướng na tấm giữ tợn kinh khủng mặt quỷ, lợi chảo vung vẩy, hắc mang lóe lên, mặt quỷ bỗng nhiên nhận trọng kích, tại hắc lân lợi chảo phía dưới, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy cũng không còn cách nào thành hình. Tiêu phàm một trường đẩy ngang mà ra, kinh phong gào thét, tựa như bài sơn đảo hải, tân lâm vội vàng lại hướng lui về phía sau ba bước, trong chốc lát bị hô hấp đều cảm giác không thông suốt. Đầy trời hung sát chi khí, bỗng nhiên tứ tán, lập tức khôi phục tươi sáng càn khôn. Tất cả hung sát chi khí, tân lâm là không nhìn thấy, hắc lân trống giống vung vẩy lợi trảo, ở trong mắt nàng cũng rất giống tại cùng không khí vật lộn. Bất quá cùng tiêu phàm chậm rãi buông tay xuống, tân lâm nhưng cũng có thể cảm thấy, toàn bộ mộ viên loại kia khiến người vô so khí tức một ngạt bỗng nhiên ở giữa liền không gặp, ngay cả không khí bốn phía tựa hồ cũng trở nên tươi mát mấy phân. chương 27, Phong thủy sát trận. Không có việc gì rồi. Tân Lâm chậm rãi đi đến tiêu phàm bên người, nhìn hai bên một chút, thấp giọng hỏi. Tiêu phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, khẽ lắc đầu, song nghi vẫn như cũ có chút nhíu lên, nói cỗ này hung sát chi khí, trầm tích đã lâu, ít nhất cũng nên có khoảng 5 tháng. Năm tháng, người hơn một tháng trước không phải còn về nhà nhìn qua lão gia tử sao. Tân Lâm xinh đẹp đại mi cũng nhào lên, hơi hơi có chút không hiểu. Lúc ấy người cũng không có phát hiện có gì không ổn a. À. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, ta đoán chừng, mộ tổ phong thủy bị người làm tay chân chính là tại năm tháng trước. Loại này phong thủy sát cục, tác dụng bình thường sẽ không lập tức hiển hiện, nhất là bố trí tại mộ tổ sát cục, phải đi qua thời gian mấy tháng, mới có thể đem phụ cận trong phạm vi mấy chục giảm hung sát chi khí chậm rãi hội tụ tới. So bố trí tại dương trong nhà sát cục, hiển hiệu thời gian muốn chậm một chút. Dương trạch phong thủy sát cục là trực tiếp tác dụng tại nơi ở phía trên, chỉ cần không ở tại nơi này, phong thủy sát cục liền bất lực. So ra mà nói, mộ tổ sát cục nguy hại là lớn nhất, hội tụ hung thần chi lực so dương trạch phong thủy sát cục còn mạnh hơn nhiều, ảnh hưởng không phải mấy người, mà là dòng giã một đại gia tộc. Người bây giờ không phải là đã cách làm sao? Tân Lâm nói, nàng mặc dù không hiểu phong thủy thuật pháp, nhưng đối vô cực môn trưởng giáo truyền công lực của người ta, mảy may cũng không nghi ngờ. Thất diệu cung làm là cường đại nhất giang hồ lưu phái một trong, Tại vô cực môn trước mặt từ đầu đến cuối đụng đến đầu rơi máu chảy, không chiếm được nửa chút lợi lộc, liền đủ để chứng minh vấn đề. Đơn giản cách làm, chỉ có thể tạm thời đem hung sát chi khí xua tan, lại không thể tiêu trừ. Chỉ cần cái này sát cục không phá, không bao lâu, hung sát chi khí lại sẽ một lần nữa hội tụ, nguy hại càng ngày càng lớn. Tiêu Phàm chân mày nhíu chặt hơn, vậy, vậy ngươi mau đem cái này sát cục phá mất a. Tân Lâm cũng có chút gấp nhất quán không màng danh lợi trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Tiêu phàm nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu, nói, sát cục khẳng định phải phá, nhưng cái này sát cục hiển nhiên là cao nhân bố trí. Chỉ là mấy tháng, muốn đem phương viên số trong vòng 10 dặm hung sát chi khí tất cả đều hội tụ tới, không hề dễ dàng. Coi như từ ta tự mình tới bố cục này, tối đa cũng liền có thể làm đến trình độ này, mạnh không được mấy phân. Tân Lâm kiều diếm cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra đến, có chút không dám tin. Người nói là, người này giống như người lợi hại, cái này giống như thật khả năng không lớn, tiêu phàm đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào, ngay cả tân lâm đều không có cách nào hoàn toàn cảm giác, chỉ có thể đại khái thêm đoán chừng. Tóm lại tân lâm nếu như cùng tiêu phàm ở vào đối địch vị trí bên trên, nàng tha rằng một người đối mặt ba rất cơ quan súng, cũng tuyệt không nguyện ý cùng tiêu phàm đối đầu. Có lẽ so ta còn lợi hại hơn, tiêu phàm khẽ thở dài một cái, nói, già nhi, Phổ cực môn truyền thừa mặc dù rất lợi hại, chưa hẳn chính là vô địch thiên hạ. Giang hồ chi lớn, kỳ nhân xuất hiện lấp lấp, coi như đơn thuần phong thủy kham dư chi thuật, phổ cực môn cũng cũng không dám tự xưng thiên hạ thứ nhất. Từ cổ tới kim, đại đại nho nhỏ phong thủy lưu phái, không biết có bao nhiêu. Mỗi cái lưu phái đều có mình chỗ độc đáo, đều là có bản lĩnh thật sự. Dạng này phong thủy sát cục, ta có thể bố trí được ra, người khác cũng có thể bố trí được ra cái này không có có gì đáng kinh ngạc. Bất quá, bất quá cái gì, Tân Lâm tăng cường truy vấn, ta mặc dù còn không có cụ thể điều tra cái này phong thủy sát trận bố cục, lại có thể cảm thụ cái này sát trận không giống bình thường, giống như không phải ta chỗ quen thuộc phong thủy kham dư lưu phái. Vô luận là loan đầu phái, ba hợp trường sinh phái, huyền không phi tinh phái, hay là dùng thuốc lưu thông khí huyết phái hoặc là hà lạc phái, cũng không lớn giống. Cái này, ngay cả vô cực thuật tàng đều không có ghi chép. Tân Lâm càng thêm giật mình, tiêu phàm lắc đầu, vô cực thuật tàng độ dài phồn hạo, theo lý hẳn là có ghi lại. Nhưng bao năm qua tán giật rất nhiều, hiện tại vô cực môn chân tàng vô cực thuật tàng đã không hoàn toàn, có lẽ có chút 10 điểm bí ẩn kỳ lạ phong thủy lưu phái, ngay cả vô cực thuật tàng đều tìm đọc không đến. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, khóe miệng hiện lên một cái ngạo nghệ ý cười, nhẹ nói, dù nhưng cái này sát trận bố trí được rất kỳ lạ, cũng không phải điều tra không ra, ta thử một chút xem sao. Tân Lâm khẽ vuốt cầm, lúc này rời khỏi mộ viên, ngưng thần đề phòng. Hắc Lân thì lại khôi phục uể oải thần sắc, trực tiếp ghé vào tiêu phàm tăng tổ phụ bà cố hợp táng phần mộ phía trên, liếm láp mình móng vuốt, tựa hồ trên móng vuốt có vật gì tốt, ăn đến say sưa ngon lành. Tiêu phàm đứng tại mộ viên trên miệng, ngẩng đầu hướng về phía trước. Cái này mộ viên miệng là phong thủy sát cục thiết trí cửa thứ nhất. Nguyên bản hắn tăng tổ phụ mẫu phần mộ, Chính đối đối diện hai ngọn núi núi khe núi, thị giác cực kỳ rộng lớn. Nhưng Mộ Viên Lỗ Hồng bây giờ lại cải thành chính đối đối diện bên trái Sơn Phong. Ngọn núi kia cao độ tại Mộ Tổ bên trên phía trên, tựa như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng vân tiêu. Mộ Viên miệng đối diện mũi kiếm, tự nhiên là đại hung chi thế. Điểm này không đáng nói đến, bất kỳ cái gì một vị chân chính địa lý tiên sinh đều có thể nhìn ra được, không nói đến tiêu phàm dạng này mọi người. Tiêu Phàm đưa tay tại mộ viên miệng trưng bày hai đầu thạch đầu thú bộ chậm rãi vuốt ve. Bình thường đến nói, chấn mộ thần thú sẽ tuyển dụng tỳ hưu hoặc là kỳ lân, loại này đều là nước ta cổ đại trong truyền thuyết trừ tà thần thú. Tỳ hưu lại có một cái tên gọi trừ tà, kỳ lân thì là nổi danh nhân thú, cực kỳ trường thọ. Nhưng bây giờ bày ra tại mộ viên miệng hai đầu thạch thú, nhìn kỹ phía dưới, đã không giống như là tỳ hưu, cũng không giống như là kỳ lân nhưng cũng không giống như là trong truyền thuyết thượng cổ tứ đại hung thú, mà là một loại hình tượng cực kỳ mãnh ác kỳ lạ thạch điêu. Cảm giác bên trên, tựa hồ là một loại nào đó cổ lão dân tộc thờ phụng hình thú đồ đằng. Nước ta lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, dân tộc đông đảo, rất nhiều cổ đại xuất hiện qua, về sau lại dần dần tại trong dòng sông lịch sử chôn vùi dân tộc, đều có mình đặc biệt đồ đằng. Trong lúc nhất thời, tiêu phàm cũng không phân biệt ra được tới. Gia nhi, đem đôi này thạch điêu chụp được đến nhiều đập mấy chương các cái góc độ đều muốn tiêu phàm tại thạch đầu thú bộ vuốt ve một lát nhẹ giọng phân phó nói tân lâm đáp ứng một tiếng sơ lên trước ngực treo máy ảnh bắt đầu chụp ảnh ra ngoài du lịch tân lâm đồng dạng đều mang theo máy ảnh có hai cái phương diện nguyên nhân đầu tiên là tiêu phàm nhìn thấy kỳ dị phong thủy địa thế thích chụp ảnh mang về chỉ thủy xem đi nghiên cứu hai thì là tân lâm ưa thích của mình bình thường mỹ thiếu nữ đều có dạng này yêu thích hy vọng có thể đem mình nhất dung nhan xinh đẹp vĩnh viễn lưu giữ lại tân lâm cứ việc võ nghệ cao cường thân phận đặc thù cuối cùng nàng cũng là thanh xuân nữ hài lòng thích cái đẹp mọi người đều có cùng tân lâm đập xong ảnh chụp tiêu phàm lại nhẹ nhàng một trường đập ở bên phải thạch ú đỉnh đầu lấy cứng rắn tê dại thạch điêu thành thạch ú trên đỉnh đầu nháy mắt hiện ra một vết nứt lập tức rầm rầm âm thanh âm vang lên cả bức tượng đá đều đổ lún xuống dưới biến thành một đống đá vụn. Lại nhìn tiêu phàm, trong tay đã thêm ra một cái tuyết trắng tiểu quy sát, hòa đầu ở lòng bàn tay phải, dưới chân lần nữa dẫm lên bắt đầu thất tinh vị trí, chậm rãi tại trong mộ viên bắt đầu điều tra. Tân lâm lấy làm kinh hãi. Đây chính là nàng chỗ thấy qua, vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong huyền vũ giáp. Trước đó không lâu tại kinh sư chỉ thủy xem, tiêu phàm cưỡng ép xem bói, cũng chưa từng vận dụng huyền vũ giáp, không nghĩ tới ở đây dùng tới. Bình thường phong thủy kham dư sư dùng la bàn phong thủy, Tân Lâm chưa hề thấy Tiêu Phàm dùng qua la bàn. Tại chỉ thủy xem mật thất trên kệ, ngược lại là trưng bày một cái cực kỳ tinh vi phức tạp la bàn, bất quá đã thật lâu chưa từng động tới. Nhớ được Tiêu Phàm đã từng đối Tân Lâm nói qua, từ hắn 18 tuổi bắt đầu, liền không có tái sử dụng qua la bàn. Bây giờ lại vận dụng bảo vật trấn giáo, xem ra Tiêu Phàm lời nói không ngoa, bố trí cái này phong thủy sát trận người, tạo nghệ không tại Tiêu Phàm phía dưới. Tân lâm ngưng thần nhìn chằm chằm tiêu phàm trong tay tuyết trắng mai rùa, lại nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Tại tân lâm trong mắt, cái này mai rùa rất xinh đẹp rất tinh xảo, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lại không biết tiêu phàm như thế nào cùng huyền vũ giáp câu thông. A, à, tiêu phàm đi đến phần mộ bên phải ba bước chỗ, nhẹ nhàng a à một tiếng, dừng bước, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Phương vị này, đã không cùng cửu cung bát quái tương ứng, cũng không cùng thất tinh tương ứng lấy toàn bộ mộ viên vì điều tra phạm vi, miễn cưỡng xem như tại trong ngũ hành mậu thổ phương vị, lại lại không phải mậu thổ chỗ chính vị. Hết lần này tới lần khác hắn đi đến vị trí này, huyền vũ giáp liền có cảm ứng, mà lại cảm ứng 10 điểm mãnh liệt, tiêu phàm thậm chí có thể rõ ràng mà cảm ứng được huyền vũ giáp phẫn nộ chi ý, tựa hồ gặp cuộc đời tử địch, nghĩ muốn quyết nhất tử chiến. Tiêu phàm trong lòng thất kinh, huyền giáp thông linh, đây là chỉ thủy tổ sư đem huyền vũ giáp truyền thụ cho hắn thời điểm, chính miệng nói làm vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong huyền vũ giáp thôi động chi pháp từ trước chỉ truyền thụ cho trưởng giáo truyền nhân ngược lại là một kiện khác bảo vật chấn giáo càn khôn đỉnh thôi động chi pháp lúc cần thiết có thể truyền thụ cho không phải trưởng giáo đệ tử tiêu phàm sử dụng huyền vũ giáp số lần không ít huyền vũ giáp cảm ứng mãnh liệt như thế nhưng vẫn là lần đầu này phong thủy sát trận bố trí quả nhiên cực kỳ cổ quái lại đi phía trái đi bảy bước huyền vũ giáp lần nữa phẫn nộ như trước vẫn là kỳ lạ phương vị miễn cưỡng xem như trong ngũ hành canh kim phương vị lại so vừa rồi mậu thổ phương vị trạch hướng càng xa vây quanh toàn bộ mộ viên quấn một vòng huyền vũ giáp hết thảy cảm ứng năm lần đều là tại phi thường kỳ lạ vị trí phía trên cùng tiêu phàm trong đầu tất cả phong thủy sát trận phương vị đều không khớp hào nếu để cho tiêu phàm mình bố trí một cái phong thủy sát cục tự nhiên không đáng kể uy lực cũng không so cái này sát trận nhỏ mấu chốt cái này sát trận bố trí quá kỳ lạ trong lúc nhất thời, vậy mà hào không tung tích mà theo. Thiết thực nghiệm chứng tiêu phàm ban sơ phán đoán, tựa hồ cùng trong nước lưu hành nhất mấy cái phong thủy lưu phái đều không có quá lớn liên quan. Thấy tiêu phàm thu hồi huyền vũ giáp, hướng mộ viên miệng đi tới, tân lâm liền hỏi điều tra ra rồi. Ừm, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, có thể phá sao, có thể, bất quá bây giờ bài trừ, cũng chỉ có thể là mất bò mới lo làm chuồng, đã tạo thành tổn hại, khó mà vãn hồi tiêu phàm ngữ khí tương đối nặng nề. Tân lâm trầm mặc một chút, nói, ngươi thật giống như từng nói với ta, vô cực môn có cầu nhương tu bổ chi pháp. Tiêu phàm lắc đầu, nói cầu nhương chi pháp cũng không phải vạn năng, mà lại thi triển cầu nhương chi thuật, điều kiện 10 điểm hà khắc. Thật giống như một người bản thân bị trọng thương, bác sĩ có thể cứu về tính mạng của hắn, lại lấy các loại phương pháp bồi bổ, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, luôn luôn khả năng không lớn. Sức người có hạn, chương 28, dịch dung. So ra mà nói, La Châu huyện ở bên trong trong huyện thành có thể coi là là tương đối phồn hoa. Vào đêm, đèn nê ông lấp lóe không dứt, mặt đường bên trên cũng tương đối náo nhiệt. Tiêu phàm cùng Tân Lâm ở thiên nguyên khách sạn quy mô cùng đẳng cấp cũng không tệ, nhất là vệ sinh làm cho sạch sẽ, để Tân Lâm cảm giác sâu sắc hài lòng. Tân Lâm ở khách sạn, không quan tâm xa hoa hay không. Cùng tiêu phàm cùng phòng mà ngủ, chính là một cái giường, một giường bị, vô cùng đơn giản. Mấu chốt là phải sạch sẽ. Lần này, tiêu phàm tương đối phá lệ, tại thiên nguyên khách sạn mở cái xa hoa phòng xếp. Đương nhiên, dạng này huyện thành nhỏ, khách sạn phòng xếp lại xa hoa, giá tiền cũng so ra kém thủ đô phồn hoa khu vực nhà khách. Nhưng tiêu phàm lần này phá lệ, cũng không phải là bởi vì vấn đề tiền. Hắn mặc dù không giàu có, nhưng cũng chưa từng thiếu tiền tiêu. Nhiều năm trước, hắn vừa mới học nghệ có thành tựu, từng theo lấy sư phụ tại thủ đô thị trường đồ cổ nhặt không ít để lọt. Lúc đó, trong nước thị trường đồ cổ vừa mới hưng khởi chưa lâu, chân chính có dám thưởng ánh mắt người trong nghề rất ít, nhặt nhạnh chỗ tốt rất dễ dàng. Lại nói, chỉ thủy tổ sư kia là tinh mắt cỡ nào, cái dạng gì đồ cổ chân bảo có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Bất quá sư phụ đã từng minh bạch nói cho hắn, dẫn hắn cùng đi dám bảo nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ là vì để hắn không vì tiền tài sự tình phát sầu, để tránh trì hoãn tu luyện quý giá thời gian, Đồ cổ, tiểu đạo mà thôi, mê muội mất cả ý chí. Đây là chỉ thủy tổ sư nguyên thoại, vô cực môn lập phái mấy ngàn năm, mặc dù ở giữa gặp mấy lần đại loạn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lịch đại tổ sư di truyền lại chân bảo đếm không hết. Lấy Tiêu Phàm Thiên Phú, mỗi ngày nhàn hạ chi dư, tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút đồ cổ giám thưởng kỹ nghệ, thuần túy là coi như một loại nghỉ ngơi điều tiết. Sư phụ dẫn hắn đi nhặt nhạnh chỗ tốt, bất quá là tăng thêm một chút kinh nghiệm thực chiến thiếu tiền tiêu thời điểm, tùy tiện xuất thủ một cái tiểu vật hiện, cũng liền đủ. Người tu đạo, sinh hoạt đơn giản, tại những này vật ngoài thân, không quá coi trọng. Nếu như không phải là bởi vì tiêu phàm thân phận đặc thù, lão tiêu gia đích hệ tử tôn, ngẫu nhiên muốn có mặt một chút lớn trường hợp, cần phải để ý cái thân phận phẩm vị, chỉ thủy tổ sư mới không nguyện ý tốn hao thời gian này cùng tinh lực đi cho tiêu phàm thích tài đâu. Trên một điểm này, tiêu phàm hoàn toàn tán cùng sư phụ quan điểm. Chân chính người tu đạo, há có thể là tham tài bùn xỉn người. Cho nên hắn mỗi lần ra ngoài, dạo chơi cũng được, thu thập dược liệu, điển tịch cũng tốt, trên sinh hoạt đều vô cùng đơn giản. Lần này phá lệ, là bởi vì hắn hiện tại cần một cái như bức thân phận. Tân lâm chính đang cho hắn dịch dung, tiêu phàm cầm, lít nha lít nhít dính đầy đen nhánh sợi dâu, dâu dài bốn tấc. Tân lâm lại đem một chút thịt xác bùn thoa lên trán của hắn cùng trên mặt, đem hương mặt thoảng qua lót chút, lại tại cái chán cùng khóe mắt tinh tế khác ra mấy đạo nếp nhăn trong nháy mắt tiêu phàm liền do một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên biến thành một vị hơn 40 tuổi có chút tiên phong đạo cốt phương ngoại chi sĩ phối hợp màu đỏ tía đường trang nhiễm nhiên chính là một vị đại sư tân lâm phủ phục hướng phía dưới tinh tế cho hắn mải rũa cái chán nếp nhăn mỹ diệu bộ ngực cách tiêu phàm con mắt bất quá xa mấy tấc gần theo hô hấp của nàng có chút chập trùng xử nữ mùi thơm xông vào mũi một mực tâm như chỉ thủy tiêu phàm bỗng nhiên cảm thấy thân thể có mấy phân khô nóng, trên trán thấm xảy ra chút điểm mồ hôi, thân sắc cũng biến thành không phải rất tự nhiên, may mắn trên mặt của hắn đã thoa bùn, không phải trên mặt tương đỏ chi sắc, nhưng vô luận như thế nào đều không che giấu được. Tân lâm dáng người cực kỳ tiêu chuẩn, bộ ngực không lớn cũng không nhỏ, cho dù cách quần áo, cũng có thể nhìn ra được, hai ngọn núi đường cong gần như hoàn mỹ. Hơn 20 năm qua, tiêu phàm cầm giới tinh nghiêm, chưa từng liên quan chuyện nam nữ. Tân Lâm cùng hắn ở chung 3 năm, phân giường mà ngủ, giữa hai người chưa hề có bất kỳ thất lễ. Thế nhưng là giờ khắc này, Tiêu Phàm trong lòng lại rốt cục nổi lên gợn sóng. Vô Cực môn từ không cấm môn nhân đón dâu, càng không cấm nối dõi tông đường. Theo sư phụ lời nói, Tiêu Phàm sư tổ chính là lại đời trước Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân, liền từng cưới bốn phòng kiều thê mỹ thiếp, tận hưởng tề nhân chi phúc. Tại chuyện nam nữ bên trên, Môn quy không khỏi, tất nghe tự tiện. Chỉ cần không cường bá lương ra nữ tử, làm kia chuyện thương thiên hại lý là được. Bất quá Tiêu Phàm vẫn luôn say mê tu luyện, rất ít nghĩ tới chuyện nam nữ. Hắn biết sư phụ đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể bằng vào siêu quần bạt tụy thiên phú, tại độ dài tán giật 2 phần 10 tình huống dưới, đem vô cực chín tướng thiên. Luân hồi tướng thứ sáu tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, lại bằng vào chỉ có một ít tài liệu, đẩy ngược vô cực chín tướng thiên thiên nhân tướng thứ bảy, chỉ thủy tổ sư tin tưởng, chỉ cần đem thiên nhân tướng tu luyện tới cảnh giới nhất định, nhất định có thể tìm về thất lạc đã lâu thiên nhân thiên, trường sinh thiên cùng tạo hóa thiên. Căn cứ vô cực chín tướng thiên tổng cương ghi chép, tu luyện tới thiên nhân cảnh liền có thể thôi diễn thiên hạ vạn vật theo điểm nhân quả. Trên thực tế, tiêu phàm hiện tại đã đem luân hồi tướng tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, ẩn ẩn chạm tới thiên nhân tướng cánh cửa, lại có thời gian 3-5 năm, liệu nhất định có thể có đột phá chỉ là người chính là vạn vật chi linh thất tình lục dục khó mà tự chế định lực mạnh như tiêu phàm cũng khó có thể làm được chân chính tâm như chỉ thủy đạo môn không phải phật môn đối cấm dục từ trước không phải đặc biệt coi trọng tiêu phàm loại này biến hóa rất nhỏ tân lâm đã sớm cảm thấy đồng dạng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cho tiêu phàm dịch dung tiêm tiêm tay nhỏ cũng có một chút điểm run dày hô hấp tựa hồ càng gấp gáp hơn mấy phân đối với nàng loại này tu luyện có cao minh võ thuật cao thủ mà nói khống chế không nổi cổ tay của mình thế nhưng là một loại cực kỳ hiếm thấy tình hình. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên có mấy phân mập mờ khó hiểu. Được rồi, liền tại thời khắc này, Tân Lâm thu tay lại, đứng thẳng người, lui ra phía sau hai bước, có chút nghiêng đầu qua, không nhìn tới tiêu phàm. Tiêu phàm chiếu một cái tấm gương, mỉm cười nói, được, bộ dáng này xem xét chính là đại sư. Tân Lâm bĩu môi, không nói lời nào. Đại sư muốn thật có thể đuổi kịp tiêu phàm tiêu chuẩn, dù là chỉ có một nửa thậm chí hai ba thành thực học cũng không uổng công gọi đại sư vô cực thuật tàng bên trong cũng có đối thuật dịch dung giới thiệu cùng phương pháp tu luyện nhưng cùng thất diệu cung chú nhan thuật tương đối mà nói vậy liền không tại một cái cấp bậc bên trên đã hiện đặt vào một vị thuật dịch dung đại sư tại tiêu phàm liền trộm cái lười mà lại hắn biết tân lâm thuật dịch dung xa ở trên hắn cho hắn dịch dung giả dạng cần phải mượn đạo cụ tân lâm mình dịch dung nhưng căn bản liền không cần bất luận cái gì đạo cụ lấy kim châm đâm huyệt chi pháp, liền có thể để dung mạo của mình có thay đổi cực lớn. Tân Lâm đi phòng vệ sinh một chuyến, lại đi tới, liền đã biến thành một vị sinh đẹp chiếu người khoảng 30 thiếu phụ, thay đổi một bộ tử sắc váy trang, trên cổ dây truyền chân châu chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân trên dưới, tản mát ra mê người kiều mị chi ý. Trong chốc lát, tiêu phàm ngây ngốc một chút, ở chung 3 năm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tân Lâm như thế kiều mị diễm lệ hóa trang. Tân Lâm khẽ cười một cái, Tiếu dung phi thường tự nhiên, không có bất kỳ cái gì cứng nhắc chỉ ý, tựa hồ cái này nguyên bản là nàng diện mạo thật. Xem được không, đẹp mắt, tiêu phàm đàng hoàng nhẹ gật đầu, lập tức lại tăng thêm một câu. Bất quá vẫn là không có chính người đẹp như thế, tân lâm nở nụ cười xinh đẹp, mang theo mấy phân nhàn nhạt thẹn thùng. Tiêu phàm câu nói này, kỳ thật chính là rất hiếm thấy tại khen nàng. Liên ở thời điểm này, tiêu phàm điện thoại vang lên. Người tốt, hình đại sư, ta là Dương Thạch A. Điện thoại bên kia, truyền tới một cởi mở thanh âm, nghe vào tướng khi tuổi trẻ. Tiêu phàm tên bây giờ liền gọi hình đại sư, thân phận là đến từ thủ đô phong thủy kham dư cao nhân. Tiêu phàm buổi chiều cùng tiêu thiên thông điện thoại thời điểm, cho mình bố trí như thế cái thân phận, chiều đến tiêu thiên hô to gọi nhỏ ca, ngươi làm gì đâu. Tiêu phàm không có giải thích thế nào, chỉ là để hắn làm theo. Tiêu thiên mặc dù đầy bụng hồ nghi, nhưng đại ca có lệnh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo đối đại ca lời nói, tiêu thiên nhất quán rất để ý. Người tốt, dương thiếu, tiêu phàm y theo thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong tiêu chuẩn sáo lộ xưng hô dương thạch. Ha ha, hình đại sư, dương thiếu không dám nhận a. À. Ngươi là tiêu nhị ca bằng hiếu, hay là trực tiếp gọi tên của ta đi, nếu không gọi tiểu dương cũng được, dương thiếu là thật không đảm đương nổi. Hình đại sư, ta đã đến La Châu huyện, người bây giờ ở nơi nào? Dương Thạch cười ha hả nói, cũng là tiêu chuẩn kinh phiến tử ta tại thiên nguyên khách sạn số 608 khách quý phòng, vất vả dương thiếu lớn như vậy thật xa chạy tới, không có ý tứ. Tiêu phàm càng thêm nắm, tại tiêu thiên bọn hắn trong hội kia, thích hợp nắm củng cố làm ra vẻ đều là rất cần thiết. Hoàn khố vòng tròn cùng quan trường vòng tròn đồng dạng, đẳng cấp xâm nghiêm, địa vị rất cao lớn nha nội đại hoàn khố, quá bình dị gần gũi, ngược lại sẽ bị người cho rằng phá hư quy củ. Tiêu nhị ca tại thủ đô hoàn khố nha nội vòng tròn bên trong, cũng là lão đại thân phận lão tiêu ra hàng hiệu tử tại kia xử đây, cũng không phải nói đùa. Thành phố thủ đô bên trong, tiêu nhị ca đều là tiếng tăm lừng lẫy lớn nha nội, kia biển chữ vàng tiêu chuẩn, bình thường hoàn khố nha nội tại tiêu nhị ca trước mặt đều phải khách khí, lễ nhượng tiêu nhị ca phía trước. Lại càng không cần phải nói dương thạch loại này sông hán bất hoàn khố công tử ca, đối tiêu nhị ca càng là cần ngưỡng mộ. Mỗi lần đi thủ đô, gặp được tương đối lớn sự tình, đều phải đem tiêu nhị ca bảng hiệu đánh ra đến mới tốt dùng. Bây giờ tiêu nhị ca bằng hiếu đến sông Hán, hay là ngay cả tiêu nhị ca đều rất kính trọng đại sư, có chút việc muốn mời Dương Thạch hỗ trợ, Dương Thạch lập tức liền khẩn trương, ném một cái dưới điện thoại, lập tức liền lái xe từ Tam Giang thành phố chạy tới, nửa khắc đều chưa từng trần chờ dừng lại. Không thể mỗi lần đều là tiêu nhị ca cho mình hỗ trợ, mình cũng phải có chỗ hồi báo mới được, không phải người anh em này làm được cũng quá không có suy nghĩ. Cuống chi Dương Thạch lão tử, sông Hán tỉnh ủy Dương phó bí thư, Đường đường chính chính là lão tiêu gia dòng chính can tương. Nói đến, đoàn người đều là người một nhà, Hình đại sư quá khách khí, có thể cho Hình đại sư giúp điểm chuyện nhỏ, kia là ta Dương Thạch Vinh hạnh. Mời Hình đại sư chờ một chút, ta lập tức tới ngay Thiên Nguyên khách sạn. Tốt, vậy ta ngay ở chỗ này xin đợi Dương thiếu đại giá Hình đại sư nắm, đó cũng là gia dáng, Tiêu phàm vốn là chính tông nhất hào môn tử đệ, lớn nha nội cứ việc ngày bình thường cũng không cùng tiêu thiên bọn hắn đám kia hoàn khố hốn cùng một chỗ, kia khí độ nhưng tuyệt không phải nha nội đảng có thể chịu được so sánh. Chỉ chốc lát, 608 phòng liền vang lên tiếng đập cửa, mang theo cẩn thận từng ly từng tí ý dò xét. Thực tế tiêu nhị ca ở trong điện thoại phân phó phải rất rõ ràng, 10 triệu không thể đắc tội hình đại sư, vô luận đại sư phân phó cái gì, đều phải nghĩ biện pháp thỏa mãn hắn. Dương Thiếu làm sao có thể không cẩn thận xử lý chương 29, đẩy ngã lại đến. Vừa mở cửa, Dương Thạch liền bị lắc một chút, nữ tử này khí chất quá đặc biệt, rõ ràng nhìn qua kiều mỹ yêu dã, câu hồn đoạt phách, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cảm thấy cao quý lãnh diễm, không dám khinh nhờn. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, làm sao có thể xuất hiện tại cùng trên người một nữ nhân? Chẳng lẽ nói, đại sư nữ nhân bên cạnh đều là như thế đặc biệt? Chưa nhìn thấy hình đại sư, Dương Thạch trước liền ở trong lòng ngưỡng mộ một thanh. Cái này thủ đô đến đại sư, tiêu nhị ca đều gấp đôi tôn sùng, quả lại chính là cùng sông hán thổ đại sư không giống, lớn tiếng dọa người A. À. Dương Thiếu, mời tiến vào, tân lâm mỉm cười, bách mị liên tục xuất hiện, tạ ơn tạ ơn, Dương Thạch liên tục xoay người, luôn miệng nói. Vị này nghe tiếng sông hán Dương Thiếu, tuổi tác cũng không lớn, cũng liền tại 27-28 tuổi tả hiếu, tướng mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, toàn thân bảng tên, 10 điểm hợp thể, mảy may cũng không giống là những cái kia nhà giàu mới nổi, đã ẩn ẩn có quý tộc khí tức. Sông Hán bất dương phó bí thư vẫn luôn hoạn lộ thông thuật, dương thạch đánh tiểu liền sinh hoạt điều kiện ưu việt, tự nhiên mà vậy dưỡng thành người thượng đẳng phong phạm. Hình đại sư, chào ngươi chào ngươi, dương thạch cứ việc trước kia chưa từng cùng hình đại sư gặp mặt, nhưng gặp một lần hình đại sư kia phong phạm, lập tức liền xác định. Vị này chính là tiêu nhị ca ở trong điện thoại trịnh mà trọng chi giới thiệu thủ đô phong thủy đại sư. Dương Thạch nhà tại sông Hán, lại thường xuyên tại thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong hiện thân, cùng một bang kinh sư nhà nội đảng nhóm lẫn vào dục Đối đây, hắn lão tử Dương phó bí thư miệng bên trong không nói, trong đầu nhưng thật ra là rất ủng hộ. Bây giờ tại bên trong thể chế hỗn, chẳng những phải có trên mặt bàn quan hệ, dưới mặt bàn quan hệ đó cũng là át không thể thiếu. Dương phó bí thư quyền cao chức trọng, tự nhiên không tiện quá nhiều cùng kinh sư hoàn khố đám con cháu quan lại vãng lai, từ nhi tử đi hoàn thành cái này làm việc, vừa vặn 10 điểm phù hợp. Dương Thạch rất rõ ràng, cái gọi là phong thủy kham dư chi đạo, kỳ thật tương đương thịnh hành. Đoàn người miệng bên trong ai cũng không nói toạc, bên trong đối phong thủy đại sư phi thường kính trọng tôn sùng, không dám chậm trễ chút nào. Dương Thạch tại thủ đô cùng tiêu nhị ca đám kia nha nội kết giao thời điểm, liền thường xuyên có thể tại trong hội kia nhìn thấy đại sư ẩn hiện. Sông Hán bất không phải là không như thế, tiêu phàm cùng Dương Thạch đi tới trước mặt, lúc này mới đứng dậy mang theo thận trọng hướng hắn duỗi ra một cái tay mỉm cười nói dương thiếu hạnh ngộ hình đại sư hạnh ngộ hạnh ngộ dương thạch không dám khinh thường hai tay cùng tiêu phàm chăm chú đem nắm lại là liên tục xoay người hạ thấp người tiêu phàm hai ngón tay nhẹ nhàng một dựng hắn mạch môn lại nhìn nhìn sắc mặt của hắn nói dương thiếu mấy ngày nay ngươi giả dày không lớn dễ chịu a à, khẩu vị không tốt dương thạch lấy làm kinh hãi liền vội vàng hỏi hình đại sư cái này ngài cũng có thể nhìn ra được tiêu phàm cười cười nói dương thiếu mạch hồng mà hữu lực đôi môi đỏ tươi khóe miệng xương đỏ có vết rách đây đều là hư hỏa bên trong nóng chứng bệnh vẫn là phải chú ý ăn nhiều chút thanh đạm ẩm thực lúc ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm không nên quá gấp dương thạch không khỏi cảm thấy bội phục nói hình đại sư quả nhiên là cao nhân hắc hắc ta mấy ngày nay rượu ván nhiều một chút dạ dày một mực có chút không lớn dễ chịu không nghĩ tới đại sư liếc thấy ra Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, "Dương thiếu, mời ngồi." Dương Thạch liền cẩn thận tại ghế sofa bên trong ngồi xuống, mặt hướng hình đại sư, thần thái kính cẩn, hỏi, "Hình đại sư, ta vừa tiếp vào tiêu hai điện thoại của ca, nói ngài đến sông Hán, có chút việc nhỏ muốn ta cống hiến sức lực, không biết là chuyện gì?" Dương Thạch niên kỷ, hẳn là so Tiêu Thiên còn hơn mấy tuổi, bất quá kinh sư hoàn khố vòng tròn, bình thường không lấy tuổi tác đến sắp xếp số ghế vòng tròn bên trong người đều tôn xương tiêu thiên vì tiêu nhị ca, Dương Thạch đương nhiên phải theo đại lưu. Chỉ có quan hệ tương đối sinh sơ mới có thể xưng tiêu nhị thiếu. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, không dối gạt Dương Thiếu nói, ta buổi sáng đi Hồng Sơn Thôn, tại tiêu gia mộ tổ đi dạo một vòng, phát hiện bọn hắn cho tiêu gia hai vị lão tổ tông tu cái mộ viên tử, tu được loạn thất bát tao, cũng không biết là ai làm, một điểm trương pháp đều không có. Dương Thạch lúc này là thật giật nảy cả mình, liên tục không ngừng rất thẳng người, nói, hình đại sư, cái này, cái này mộ tổ. Đây chính là tiêu gia mộ tổ A, ai sao mà to gan như vậy, cho tiêu gia mộ tổ loạn đổi phong thủy. Mặc dù mặt ngoài, ai cũng sẽ không nâng lên phong thủy cái từ này, trên thực tế, đoàn người trong lòng đều nắm chắc. Dương Thạch Lão Tử Dương Phó Bí Thư, cơ hồ hàng năm đều muốn đi Hồng Sơn thôn một chuyến, trên danh nghĩa là thăm hỏi Hồng Sơn thôn quần chúng, thực tế là chiêm ngưỡng tiêu lão gia tử tổ trạch, nếu là thời tiết tốt sẽ còn đi tiêu ra mộ tổ nói là bò leo núi rèn luyện thân thể nhìn xem hồng sơn thôn phong cảnh bên trong ý kia minh bạch đây dương phó bí thư là lấy tiêu ra dòng chính tự cho mình là thời thời khắc khắc hướng đoàn người cho thấy hắn là tiêu ra tại sông hán bất người phát ngôn tiêu ra đối đây hết thảy tựa hồ cũng đều ngầm thừa nhận nghe nói dương phó bí thư mỗi lần vào kinh bái phòng tiêu phủ đều muốn hướng lão gia tử báo cáo hồng sơn thôn tình huống phát triển từng chiếm được lão gia tử cho phép cùng đồng hồ dương người đối diện hương phát triển kinh tế tốt đẹp tình thế cảm thấy vui mừng động viên dương phó bí thư khi tốt quan phụ mẫu sớm ngày dẫn đầu toàn tỉnh nhân dân phát tài làm giàu làm tốt bốn cái hiện đại hóa kiến thiết hình đại sư cứ việc không có nói rõ tiêu gia mộ tổ phong thủy bị người phá hư nhưng ý kia là thanh thanh sở sở dương thạch lúc này là thật bị hù sợ vạn nhất gây nên lão tiêu gia đại nhân vật tức giận ai có thể ngăn cản được khó trách tiêu nhị ca vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho hắn, để hắn phối hợp hình đại sư. Chuyện như vậy, dù sao cũng không thể đặt tới trên mặt bàn tới nói, tiêu thiên là cái hoàn khố, hắn dương thạch cũng kém không nhiều, từ bọn hắn ra mặt đến phối hợp hình đại sư, không còn gì tốt hơn. Coi như bị người ta biết, cũng bắt không được nhược điểm gì. Người trẻ tuổi hồ nháo, người còn có thể thế nào thượng cương thượng tuyến. Nhiều nhất phê bình vài câu thôi. Nếu như từ Tiêu Thiên lão tử tiêu chạm tự mình ra mặt cho Dương Phó bí thư câu thông, vậy liền không ổn. Nhưng cái này thật sự là chuyện lớn, nửa điểm đều không thể xem thường. Hình đại sư, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Dương Thạch sau khi hết khiếp sợ, lập tức hỏi, thần sắc 10 điểm thành khẩn. Tiêu Phạm âm thầm gật đầu, Tiêu Thiên giới thiệu vị này Dương Thạch quả nhiên đáng tin cậy, là cái tâm tư linh lung ra hỏa. Hắn không có liền giống như người bình thường, hỏi Hình đại sư định làm như thế nào mà là nói thẳng chúng ta làm thế nào một cách tự nhiên đem mình cùng hình đại sư coi như cùng một cái trong chiến hào chiến hữu khó trách hắn một chỗ đại quan nhi tử tại thủ đô mặt đất cũng rất có thể ăn được mở tại nha nội vòng tròn bên trong lão tử quan lớn quan tiểu là một cái tham khảo nhân tố nhưng muốn được hoan nghênh chủ yếu còn xem chính người biết hay không làm người có thể hay không tới sự tình dương thạch là cái rất không tệ đối tượng hợp tác tiêu phàm trầm ngâm nói dương thiếu việc này a à, không thể chậm phải lập tức xử lý. Bất quá người tốt nhất đừng ra mặt, như vậy đi, người tại La Châu huyện có hay không người quen. Cũng không nhất định phải người đứng đầu ra mặt, có thể làm việc cái chủng loại kia là được. Có có, đại sư, dạng này người ta có thể tìm tới. Dương Thạch đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lập tức liền gật đầu nói. Vị này hình đại sư làm việc quả thật nói, trước liền đem hắn hái được ra. Nói thật, Dương Thạch cũng không nghĩ tại chuyện như vậy cấp trên lộ diện, mặc dù hắn chỉ là tỉnh thành nào đó lệ thuộc trực tiếp đơn vị một cái khoa cấp cán bộ, nhưng hắn lão tử đường đường chính chính là phó thư ký, tỉnh ủy xếp hạng thứ ba. Nếu thật là để người nhìn thấy hắn tham dự tiêu gia mộ tổ tu kiến mộ viên sự tình, vạn nhất liên lụy đến hắn lão tử trên thân, cũng không phải tốt như vậy. Đây cũng là tiêu thiên chỉ ở thủ đô gọi điện thoại cho hắn, không tự mình đuổi tới sông Hán đến nguyên nhân. Tất cả mọi người phải học sẽ bảo vệ mình. Hình đại sư, La Châu có cái phó huyện trưởng, cùng ta nếm qua hai lần cơm, xem như nhận biết đi. Họ Trần, gọi Trần Hiểu Minh, vừa vặn phân công quản lý du lịch cái này một khối làm việc, người cũng còn cơ linh, có thể bàn bạc việc nhỏ. Ngài nhìn, có phải là gọi hắn tới đây một chút, ngài tận mắt nhìn. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, đừng nhìn Dương Thạch miệng thảo luận phải hơi hợt, nhưng hắn trịnh trọng kỳ sự hướng tiêu phàm đề cử vị này Trần Hiểu Minh phó huyện trưởng khẳng định là cái có thể làm việc. Dương Thạch trong lòng nhất định minh bạch, việc này chỉ có thể làm tốt không thể làm nện. Đạt được tiêu phàm cho phép, Dương Thạch xin lỗi một tiếng, ngay tại 608 phòng cho Trần Hiểu Minh gọi điện thoại, giọng nói kia liền hoàn toàn thay đổi, trở nên nhàn nhạt, mang theo nói không nên lời thận trọng cùng ngạo khí. Trần Chủ tịch huyện, người tốt, ta là Dương Thạch. Đúng, ta bây giờ tại huyện các ngươi bên trong. Đúng, ngay tại thiên nguyên khách sạn số 608 phòng, bồi tiếp một vị đại sư đang nói chuyện nói chuyện phiếm. Ừ, Ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể hay không tới một chuyến? Tốt, ta chờ ngươi. Gọn gàng cúp điện thoại, lại trở lại tiêu phàm trước mặt, lập tức lại trở nên kính cẩn khách khí. Không đến 10 phút, một vị 36-37 tuổi tuổi trẻ quan viên, thở hồng hộc đuổi tới số 608 phòng, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi, cũng không lau lau, cứ như vậy mồ hôi đầm đìa vào cửa. Trên quan trường quy tắc như thế, cũng nên biểu hiện một chút. Dương thiếu Trẻ tuổi quan viên hướng phía Dương Thạch cúi đầu khom lưng. Kỳ thật hình đại sư cùng hắn vị kia xinh đẹp nữ trợ thủ, Trần chủ tịch huyện cũng nhìn thấy, lại chưa từng phản ứng. Hắn là Dương thiếu thủ hạ, dù sao cũng phải cùng Dương thiếu giới thiệu với hắn, mới tốt có chỗ biểu thị. Điểm này rất mấu chốt, tuyệt đối không thể lầm, nếu không, tại đại sư trước mặt, Dương thiếu sẽ không nói cái gì, cùng đại sư Vỗ Mông vừa đi người, hắn cái này ác liệt thái độ, Dương thiếu nhất định sẽ một mực ghi nhớ mặc kệ ở quan trường cùng chỗ làm việc tốt nhất chỉ có một lão bản nếu là muốn đồng thời lấy tốt hơn nhiều lão bản bị dầu cù là hoặc là bị biên giới hóa hạ tràng ở trong tầm tay dương thạch liền cười mắng trần chủ tịch huyện ánh mắt gì không thấy được cao nhân ở đây đây là hình đại sư hiển nhiên đối trần hiểu minh biểu hiện dương thạch vẫn tương đối hài lòng bất quá dương thạch để ý từ đầu đến cuối không có nói tới hình đại sư là từ thủ đô đến thủ đô cái vòng kia cách Trần Hiểu Minh chỉ là một cái phó huyện trưởng, cách xa nhau quá xa, không cần thiết để hắn lẫn vào, hắn cũng không có cách nào dính vào. Lập tức tiêu phàm mỉm cười cùng Trần Hiểu Minh nắm tay, từ tướng mạo bên trên nhìn, vị này Trần Phó Chủ tịch huyện vận trình cũng không tệ lắm. Tiêu phàm đơn giản nói rõ với hắn một chút tình huống, lập tức đem Trần Hiểu Minh dọa đến gan chiến tâm kinh. Có người thiện động tiêu ra mộ tổ phong thủy, cái này còn chịu nổi sao? Trần Chủ tịch huyện, người tổ chức nhân thủ, Chúng ta ngày mai liền thi công, Thanh Mộ Viên trùng kiến một chút. Là triệt để trùng kiến, tốc độ phải nhanh, trong vòng 5 ngày, chuyện này muốn làm tốt. Thi công bản vẽ ta ngày mai sẽ giao cho ngươi, có vấn đề sao? Tiêu Phàm không có tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp phân phó nói. Trần Hiểu Minh nhìn Dương Thạch một chút, lập tức nói, không có vấn đề, không có vấn đề, mời hình đại sư yên tâm tốt. Chương 30, động long mạch. Trần Hiểu Minh quả nhiên năng lực rất mạnh ngày kế tiếp sáng sớm hai đài công trình máy móc cùng một xe tải nhân viên thi công liền ầm ầm mở lên tiêu ra tổ sơn trần hiểu minh tự mình lĩnh đội mang theo hồng sơn trấn bí thư trưởng trấn cùng đi hình đại sư cùng lâm bí thư cùng đi đến trên núi tiêu phàm hóa thân hình đại sư tân lâm tự nhiên là gọi lâm bí thư chỉ là bí thư này không khỏi quá trầm mặc ít nói một mực không nhanh không chậm đi theo hình đại sư bên người không làm sao nói dương thạch không cùng tới nhưng hắn cũng chưa có trở về Tam Giang đi, ngay tại La Châu huyện Thiên Nguyên khách sạn ở lại, ở tại hình đại sư bọn hắn sát vách. Chuyện này nhất định phải hoàn toàn làm tốt, cùng hình đại sư cho thủ đô bên kia nói chuyện điện thoại, Tiêu Nhị Ca lại cho hắn nói đi, hắn mới có thể thật yên tâm. Trần Hiểu Minh cứ việc có năng lực, dù sao chỉ là cái phó huyện trưởng, ngay cả huyện ủy ban đều không có tiến vào. Nếu như là chuyện khác, cũng liền thôi, Dương thiếu một điện thoại liền giải quyết nhưng lần trở lại này là đến già tiêu ra mộ tổ bên trên làm to chuyện, Dương Thạch không thể không phá lệ cẩn thận. Vạn nhất Trần Hiểu Minh không giải quyết được, hắn nhất định phải tự mình ra mặt mới được. Thi công tiến hành phải tương đối thuận lợi, đương nhiên cũng không phải là không có người đưa ra dị nghị. Hồng Sơn thôn dân tỉnh lại sau giấc ngủ, chợt phát hiện như thế đại đội nhân mã bên trên tổ Sơn, lập tức liền hoảng hồn, bên này vừa vừa chuẩn bị khởi công, hơn 10 tên thân thể khỏe mạnh thôn dân liền dẫn đầu đuổi tới tay cầm quốc côn bổng, lớn tiếng quát lớn bọn hắn không được lộn xộn, thần sắc rất là bất thiện. Cũng không trách Hồng Sơn thôn thôn dân khẩn trương, đây chính là Tiêu lão gia tử nhà mộ tổ, dưới mặt đất nằm là Tiêu lão gia tử cha mẹ. Động Tiêu gia mộ tổ phong thủy, làm không tốt liền muốn liên lụy toàn bộ Hồng Sơn thôn. Trần Hiểu Minh cùng Hồng Sơn chấn bí thư trưởng chấn lập tức tiến lên nói rõ tình huống. Nói cho mọi người, trong huyện cùng trong trấn tuyệt đối không có ác ý, chính là nhìn Tiêu gia mộ viên có chút cổ xưa trong huyện cùng trong trấn định cho một lần nữa tu tập một chút. Khỏi phải trong thôn bỏ tiền, tiền đều từ trong huyện cùng trong chấn phụ trách móc. Đây là chuyện tốt, chứng minh lãnh đạo cấp trên quan tâm Hồng Sơn thôn kiến thiết. Các thôn dân nghe xong, có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là không để bọn hắn khởi công. Việc này, bọn hắn không làm chủ được, lại nói, cái này mộ tổ nửa năm trước vừa mới tu lên mộ viên tử, 6 tháng không đến, lại muốn trùng tu, giống như không cần như thế a à. Chỉ chốc lát, Hồng Sơn thôn thôn trưởng thờ hồng hộc chạy tới, là cái khoảng 40 tuổi trung niên hán tử, ngược lại là cùng Trần Hiểu Minh nhận biết. Hồng Sơn thôn lão bí thư chi bộ mấy tháng này thân thể một mực không tốt, dưới mắt còn tại trong huyện bệnh viện ở Việt, từ thôn trưởng chủ trì trong thôn làm việc. Thôn trưởng vừa thấy là Trần Chủ tịch huyện cùng trong chấn cán bộ, trước liền nhẹ nhàng thở ra. Cùng những thôn khác khác biệt, Hồng Sơn thôn cùng trong huyện trong chấn quan hệ đều rất tốt, huyện trấn lãnh đạo xưa nay không tại Hồng Sơn thôn bí thư chi bộ thôn trưởng trước mặt tự cao tự đại, lúc nào đều là cùng nhan duyệt sắc, chỉ cần trong thôn đưa ra yêu cầu gì, đều tận lực giúp một tay giải quyết. Đương nhiên, Hồng Sơn thôn bí thư chi bộ cùng thôn trưởng cũng rất để ý cái mặt mũi, sẽ không ỷ vào tiêu lão gia tử huy danh hiền hách, lung tung hướng thượng cấp đưa tay. Có hại lão gia tử danh dự, hôm nay việc này, chỉ cần là trần chủ tịch huyện cùng trong chấn cán bộ dẫn đội, liền hỏng không đi nơi nào đừng bảo là La Châu huyện, chính là La Châu thành phố cùng tỉnh Lý Đại lãnh đạo đến Hồng Sơn thôn, cũng được quy củ khách khí. Ai dám làm loạn, Trần Hiểu Minh liền lần nữa tiến lên cùng thôn trưởng nói rõ tình huống, nhỏ giọng cho hắn ám chỉ hình đại sư thân phận. Thôn trưởng cũng là nửa tin nửa ngờ, hắn ngược lại không nghi ngờ trong huyện trong trấn lãnh đạo là có hảo ý, thượng cấp suất tiền suất lực cho tiêu gia mộ tổ tu mộ viên, nói thế nào đều không phải chuyện xấu, hắn chỉ là có chút lo nghĩ hình đại sư thân phận. Đầu năm nay giả thân giả quỷ thần côn, quả thực không ít. Tiêu phàm chỉ không để ý tới, đã Dương Thạch Long trọng đề cử Trần Hiểu Minh, chút chuyện như thế đều làm không xong, cái này phó huyện trưởng liền xem như đến cùng. Tiêu phàm xem Trần Hiểu Minh tướng mạo, vận thế không sai, chủ gần đây bên trong phải quan, có quý nhân tương trợ. Không thể nghi ngờ cái này quý nhân nếu ứng nghiệm tại hắn tiêu phàm cùng Dương trên tảng đá. Buổi tối hôm qua, Dương Thạch hữu ý vội ý ở giữa nâng lên La Châu huyện Ban Tử, nghe nói thường vụ phó huyện trưởng có khả năng điều đi huyện khác làm huyện trưởng cái này thường vụ phó huyện trưởng vị trí liền để chống rõ ràng như vậy lời ngầm trần hiểu minh nếu là còn nghe không rõ gọi dương thạch cầm con mắt nào nhìn hắn trần hiểu minh tướng mạo như thế tiêu phàm đối với chuyện này liền không chút nào lo lắng nhất định có thể cho làm thỏa đáng trần hiểu minh thuyết phục thôn trưởng biện pháp cực kỳ đơn giản hiệu suất cao hắn trực tiếp nói cho thôn trưởng cùng việc này xong xuôi trong huyện cho Hồng Sơn thôn phát 100.000 nguyên nâng đỡ khoản. Thôn trưởng vốn là còn điểm trần chờ không quyết, 100.000 khối một đập xuống tới, lập tức liền choáng, mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, lập tức chào hỏi các thôn dân thối lui, không muốn trở ngại thi công. Hiện tại lão bí thư chi bộ ở Việt, trong thôn chuyện từ hắn làm chủ, 100.000 nâng đỡ khoản tới sổ về sau làm như thế nào dùng, đều là hắn định đoạt, làm sao cũng có thể rơi xuống một chút chỗ tốt hiển nhiên máy xúc ầm ầm đem mới tiệm tiệm xi măng hòn đá tường vây một chút đẩy ngã thôn trưởng chật chật lưỡi khá là đáng tiếc nói nửa năm trước mới tu hoa mấy chục nghìn hiện tại lại đập mất đáng tiếc nhưng đây là tiêu lão gia tử nhà mộ tổ đãi ngộ cao một chút cũng có thể hiểu được thấy thôn trưởng đã đồng ý các thôn dân cũng không có dị nghị vây xem một lát ai đi đường nấy sáng sớm còn có rất nhiều việc nhà nông phải bận rộn đâu ai có nhàn tâm nghĩ ở ngọn núi này bên trên đỉnh lấy lão độc mặt trời xem náo nhiệt a à? Chỉ có thôn trưởng cùng hai gã khác thôn cán bộ lưu lại. Đã trần chủ tịch huyện cùng trấn ủy bí thư trưởng trấn đều ở đây, từ muốn làm bồi. Thôn trưởng thận trọng, còn phân phó trong thôn kế toán ngựa lên xuống núi đi, làm chút nước trà đi lên, cho lãnh đạo cùng công người sư phó nhóm giải khát. Tiêu phàm chậm rãi bước đi thong thả tới, mỉm cười trên dưới giò xét thôn trưởng vài lần. Thôn trưởng cho hắn thấy có chút phát mau, liền cười hắc hắc, ngượng ngùng kêu một tiếng hình đại sư. Những này giả thần giả quỷ ra hỏa, còn thật đắc tội không nổi. Vạn nhất cái này hình đại sư nếu là có mấy phân bản lĩnh thật sự, không cẩn thận đắc tội hắn, thôn trưởng liền muốn chịu không nổi. Thôn trưởng, ta có một chuyện hỏi. Do xét thôn trưởng một phen, hình đại sư mở miệng, bình chân như vải dáng vẻ. Cái gì, thôn trưởng bị làm choáng, chừng to mắt. Trần Chủ tịch huyện vội vàng ở một bên nói, lão tiêu, Hình đại sư muốn hỏi ngươi chuyện gì? Tại Trần Hiểu Minh trong mắt, hình đại sư đây chính là có trình độ. Nếu không Dương đại thiếu có thể đối hắn khách khí như vậy. Buổi tối hôm qua tại Thiên Nguyên khách sạn, Trần Hiểu Minh thấy rõ ràng, Dương đại thiếu đối vị này hình đại sư đâu chỉ là khách khí, quả thực chính là cung kính có thừa. Mặc kệ cái này hình đại sư ra sao chờ đến đầu, Dương đại thiếu đều như vậy quan trọng, Trần Hiểu Minh liền phải vội vàng nịnh bợ lấy lòng. Lúc này có thể hay không thuận lợi bên trên thường vụ phó, liền đều xem hình đại sư cùng Dương đại thiếu có chịu hay không tài bồi dìu dắt. Chuyện gì a? À? Nhìn qua, thôn trưởng đầu không phải rất linh hoạt, có chút sững sờ. Tiêu Phàm hỏi, cái này mộ viên là nửa năm trước tu a. À? Lúc ấy là chủ ý của người nào? Ai ra tiền? Thôn thở dài một hơi, vội vàng nói, việc này a, à? là Tiêu An lên đầu, lão bí thư tri bộ đồng ý. Tiền là Tiêu An ra. Tiêu An là ai? tiêu an cũng là thôn chúng ta bên trong mắt thấy thôn trưởng có chút quấy dày không rõ trần hiểu minh liền thay vì trả lời chắc chắn hình đại sư tiêu an là hồng sơn thôn đi ra đại lão bản những năm này tại bên ngoài làm tiểu thương phẩm bán buôn kiếm được không ít tiền thường xuyên về trong thôn chi viện làm kiến thiết đúng vậy a à, tiêu an nói đến hay là tiêu lão cháu trai đâu không có ra năm phục hắn khi đó mang một vị địa lý tiên sinh tới a à, cũng là đại sư mặc đạo bào rất lợi hại dáng vẻ Tiêu phàm mỉm cười, nói đến chỗ yếu hại, vị đại sư kia họ gì, họ, ai nha, ta không lớn nhớ được, tựa như là họ nghiêm. Thôn trưởng gái gãi đầu, ngượng ngùng nói, vị trưởng thôn này là có chút mơ hồ, cũng chính vì vậy, hắn phản thật không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Tiêu phàm trong lòng minh bạch, thiện động tiêu ra mộ tổ phong thủy, bố trí dạng này phong thủy tuyệt sát trận, ra hại tiêu ra toàn cả gia tộc, kẻ đầu tiêu cùng người tham dự không biết phải bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng. Thôn trưởng có lẽ không có có dính dấp quá sâu, cho nên đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải quá lớn. Bất quá nhìn hắn tướng mạo, mấy năm này số con dẹp là khẳng định sẽ còn sinh một cơn bệnh nặng. Lão bí thư chi bộ không vẫn tại nằm viện đâu, lúc ấy Tiêu An thanh cái kia họ Nghiêm đại sư mang về trong thôn, tìm lão bí thư chi bộ thương lượng, muốn cho tam tổ công tam tổ bà tu mộ, từ Tiêu An xuất tiền, trong thôn ra người, lão bí thư chi bộ liền đáp ứng. Cái này còn không có nửa năm đâu, lại muốn nặng làm thôn trưởng lắc đầu liên tục, tựa hồ đối với như thế lãng phí xem thường. Phổ thông nông thôn cơ sở cán bộ, nhà ở sinh hoạt đều là rất tiết kiệm. Tiêu phàm hỏi, lão bí thư tri bộ đâu? Ở nơi nào nằm viện? Thôn trưởng kinh ngạc nói, hình đại sư, làm sao người biết lão bí thư tri bộ nằm viện rồi? Tiêu phàm cười cười, có thể gánh đến bây giờ còn không có đi gặp Diêm vương ra, tính mệnh của hắn rất cứng, nhưng nghĩ đến cũng kiên trì không được bao lâu. Phong thủy sát cục làm hại thảm liệt, không chỉ có riêng là đối bị thiết lập ván cục người mà nói, đối với thiết lập ván cục người, nếu như không phải tạo nghệ cao thâm, sớm tìm xong ứng kiếp người, đồng dạng làm hại thảm liệt. Bất cứ chuyện gì đều là hai chiều, không có người nào có thể tùy tiện lấy thuật pháp hại người mà không bị phản phệ. Hắn tại trong huyện bệnh viện nhân dân ở đâu, nói đến cũng là quái sự, tam tổ công cùng tam tổ bà mộ một xây xong, không có mấy ngày lão bí thư tri bộ liền thân thể không tốt, đến bệnh viện tra một cái, này, ung thư phổi thật sự là kỳ quái, lão bí thư chi bộ lại không hút thuốc lá, làm sao liền bị ung thư phổi. Thôn trưởng nói, liếc tiêu phàm một chút, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lão bí thư chi bộ bỗng nhiên phải ung thư phổi nằm viện sự tình, có lẽ liền cùng tu mộ có quan hệ. Những này địa lý tiên sinh, cả đám đều thần bí như vậy khó lường. Trần Hiểu Minh cũng không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Chớ nhìn hắn là phó huyện trưởng, kỳ thật trong đầu đối với mấy cái này cũng là rất tin không tốt không tốt, tăng sư phó xảy ra chuyện. Bên này chính trò chuyện với nhau, máy xúc tiếng oanh minh im bặt mà dừng, lập tức liền vang lên dân công nhóm kinh hô thanh âm. Mọi người bận biểu tức hướng bên kia nhìn lại, lại chỉ thấy máy xúc thao tác sư phó ngã lệch tại trong phòng điều khiển, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Hỏng, kinh động long mạch, sắc mặt của thôn trưởng lập tức trở nên trắng bệch, không nhìn thấy một tia huyết sắc. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 2